Xin chào mừng các bạn đến với Have a Sip. Đây là một chương trình có 3 phiên bản ngắn, video ngắn, phiên bản dài, thật là dài, phiên bản podcast ở trên Spotify và Apple Podcast. Nhân vật thì thường là những nhân vật có nhiều chữ. Tuy nhiên, chữ này được thể hiện dưới dạng là in ra thành sách, hay là viết ra thành bài hát, hay là làm thành vlog. Và bây giờ thì có một phương pháp thể hiện mới, đấy là trên sân khấu. Và rất là chào mừng một cái cú Have a Sip mà chắc là dài nhất trong lịch sử của Have a Sip. Đấy là chúng tôi sẽ làm marathon tất cả các thành viên nổi bật của Sài Gòn Tếu. Những thực ra nổi bật thì mình cũng không biết chắc được, nhưng mà những người mà họ available vào lúc 8 giờ sáng để đến quay với Have a Sip. Người đầu tiên là Uy Lê, xin chào bạn đến với Hello Have a Sip. Cảm ơn chị nhiều. Gương mặt bạn hằn lên sự đây là một cái khung giờ mà nó không tồn tại trong cái cái đời sống bình thường của em, nhưng mà tại vì hôm nay nhiều việc quá với lại em cũng biết là giờ này là nắng đẹp cho nên có nhiều lý do và em thì cần mọi cái sự giúp đỡ mà em có thể cần thì thì bây giờ trước hết mình sẽ nói về, tại vì Have a Sip là câu chuyện uống cà phê. Thì mình đến cái thời điểm này, Have a Sip đã đi qua được mười mấy tập thì bắt đầu mình cũng đọc hết tất cả những comment của khán giả. Thì họ hay nói là có một cái comment thôi, là cái câu mà đồ uống nói gì về bạn á, nó chưa chắc đã nói về bạn. Nhưng rõ ràng hôm nay nhìn cái cốc cà phê sữa với Uy thì nó như một luôn. Không thể nào mà chặt được. Cốc cà phê sữa này nói gì về Uy? Em thích uống cà phê sữa nhưng mà nó rất đơn giản, tại vì thực ra là cái gọi là em có cái acquired taste, tức là cái khẩu vị mà em được rèn luyện, tại vì mẹ em thì suốt ngày là pha gọi là cái gói mà Nescafe mà dài dài á. Rồi em uống rất quen cho nên nó thành một cái thực ra giống như hồi xưa mà mình ăn mấy cái món mà có những cái món nó cũng không phải là ngon, nhưng mà tại vì mình ăn hoài á, giống như nó thành một cái thói quen, và khi mà thành thói quen thì nó thấy nó ngon. Và nhiều khi em có những cái món của tuổi thơ mà bây giờ em ăn lại thấy ồ sao ghê quá vậy, mà hồi xưa mình thấy ngon. Nhưng mà hồi lúc đó nó vẫn là một cái thứ nó rất là gắn với mình, thì cho nên là em thói quen lắm. Em thấy cái gì em quen là em sẽ stick to it và em lười thay đổi cái thói quen đó. Thì cà phê sữa nó cũng là một cái số đó. Nhưng mà một cái chi tiết lúc mà Uy kể mình thấy hay, đấy là mẹ pha đúng không? Dạ. Cái sự gần gũi của bạn và mẹ như thế nào? Khá là gần. Thực ra em có hai người gọi là mother figure, hai người, tại vì thứ nhất là mẹ em, hai là dì em. Thì dì em là gần như là ở với nhà em luôn, và hai người sẽ thay nhau pha cà phê sáng cho mọi người. Thì cái đó nó thành một cái thói quen, rồi một cái văn hóa. Buổi sáng thì sẽ uống cái ly đó, mặc dù sau đó thì đi làm thì chắc chắn là sẽ mua một cái ly gì khác, một cái ly Phúc Long hay là Starbucks gì đấy. Nhưng mà nó là một cái routine, một cái thói quen mà buổi sáng em sẽ phải làm. Thì em quen và em thích cái chuyện đó. Và cái kết nối của em với mẹ em thì đó là một trong những thứ nó rất nhỏ, rất đơn giản, nhưng mà nó làm cho cái kết nối đó nó vẫn tiếp tục được. Nhưng mà thế thì mình có cái thói quen gì mà bạn, ngoài cái việc uống cà phê sữa hay là một cái hương vị mà nó hơi ngọt ngọt từ hồi lúc trước mình đã được uống, có cái gì mà bạn nghĩ là nếu mà không phải từ mẹ thì bạn sẽ không bao giờ có một cái thói quen đấy? Em nghĩ là dậy muộn à? Hay gì? Dạ nhiều lắm. Không, nhưng mà thực ra tại vì cái nếu mà nói về bản thân em á, là cái văn hóa về lời nói của em á, nó rất là được ảnh hưởng bởi mẹ em. Tại mẹ em là cô giáo văn. Okay. Em là cô giáo văn. Và sẽ có những câu chuyện như là đừng có nói cái từ đấy, đừng có nói bậy, đừng có thế này thế kia. Và lâu lâu cũng hơi bức xúc. Nhưng mà thực ra em rất là bản thân công việc của em bây giờ là người làm việc với chữ nghĩa. Và đôi khi mình sẽ có những điều khó nghe, thì ngôn ngữ nó giúp mình thiết kế cái điều khó nghe đó vào một cái hình thái dễ nghe nhất cho đúng cái đối tượng. Thì em nghĩ là cái đó là cái em học được từ cái đó. Thì mẹ em dạy văn mà, nhưng mà hồi xưa em dốt lắm. Hồi xưa mẹ em dạy văn, nhưng rốt cuộc em trở thành học sinh giỏi thành phố môn Anh. Thì đó là hai người nói hai ngôn ngữ khác nhau rồi. Sao đó, nhưng cảm giác mà đây là một sự khoe nhẹ. Dạ khoe, nhưng mà nó cũng sai giống như, tại vì đó mẹ em cứ nói là cha làm thầy con đốt sách, đó là y chang như thế. Là em với mẹ em là hai cái lĩnh vực giống giống nhau nhưng không, lại không giống nhau. Thì mình có rất là nhiều kỷ niệm với môn văn. Mình là người học chuyên văn 7 năm trời.
Rồi em không, em không muốn chửi với chị đâu. Không, nhưng mà bản thân thì mình là người không phải là nhìn thấy văn vở. Tức là mình hồi đó mình học được cả môn tự nhiên, nhưng mà muốn rốt nhất là môn Anh. Đấy. Thật. Tức là mình cảm giác những cái chặng đường mình đã đi qua nó rất là khác với cái lúc mà mình khởi điểm của mình. Thì đấy, Thùy Minh có nhiều cái tình cảm với môn văn hay là với chữ nghĩa. Nên là mình luôn đoán là không bằng cách này hay cách khác, những người mà dùng chữ ấy có một cái mối liên hệ nào đó. Nhưng bạn lại nói bạn rốt văn à? Em không phải giúp, em không biết nói sao. Tức là trong thời điểm đấy thì điểm văn của em không cao, đó là một sự thật. Và chắc là em hơi băn khoăn với cái việc mà gọi là giải tỏa cảm xúc, không biết đặt để nó vào câu chữ á. Tại vì có những cái bài thực sự là mình học văn thì sẽ có những bài mình không thích. Thì mình không thích thì mình nhiều chứ hả, chẳng biết viết gì về nó, ví dụ như thế. Và có những bài mình thích nhưng cái thích của mình lại không giống cái thích trong đáp án đó, ví dụ như thế. Thì đôi khi em sẽ hơi bị băn khoăn về cái cách đặt nó vào câu chữ, và em viết rất là ngắn, với lại thứ hai là chữ em rất là xấu nữa. Cho nên em sẽ em viết rất là lâu và em ngồi em rặn từng cái từ để em nghĩ là ok, bây giờ tôi nói cái gì về bài này mà tôi không nói dối. Thì lúc đó mọi người đang xin giấy 2, giấy 3. Thì em hoang mang lắm. Dạ, cho nên điểm văn của em lúc nào cũng thấp. Thì nhưng mà cái những cái ví dụ mà Uy vừa nói á, nó chính là cái chuyện mà làm nội dung nói chung ở Việt Nam á. Chúng ta luôn dạy là chúng ta phải làm như thế này, và chúng ta có sẵn đáp án cho nó. Và nếu chúng ta nói cái gì khác đi, làm cái gì khác đi thì chúng ta sẽ bị coi là sai. Thì mình cũng là người trải nghiệm tất cả những cái điều đấy. Và tuy nhiên câu chuyện học văn á, câu chuyện chữ nghĩa ấy, bạn nghĩ là mẹ bạn có trở thành một stand up comedian được không mọi người? Em nghĩ là được, thật sự như thế. Tại vì mẹ em khá là, em đã xem mẹ em dạy rồi, thì mẹ em có một cái cách dạy khá là gần với lại học sinh. Và thực ra là cái em nghĩ là các bạn học sinh bây giờ, thực ra em đã từng có những cái show mà các bạn khán giả đến xem em và nói là em biết mẹ anh nè. Câu đó hơi đáng sợ. Nhưng mà tức là học sinh của mẹ em. Đúng rồi, học sinh của mẹ và là fan của mẹ em. Yes, và xem em thì thấy hình bóng mẹ em trong đấy hay gì? Hay là không, tức là biết rồi. Cho nên đi và giống như kiểu chỉ muốn nói một cái chuyện là rất là fan của mẹ em. Ok, thank you, I'm here. Nhưng mà và đó thì mẹ em khá là cố gắng để gần, em dùng từ cố gắng tại vì nó vẫn có một cái khoảng cách thế hệ nhất định. Nhưng mà rất là cố gắng để gần cái văn hóa của học sinh, và giống như mẹ em sẽ update những cái phong trào, những cái trend từ em. Mà em là một người cực kỳ lỗi thời về cái đó, cho nên em phải có một người khác đem update. Cho nên đó, thì nó qua tới hai cái lớp như vậy thì nó rất nhiều. Nhưng mà mẹ em rất là cố gắng. Thì em nghĩ là nhưng mà em chưa từng thử à? Chưa, nhưng mà em không nghĩ là, tại vì có một cái mẹ em rất là sợ là mọi người nghĩ gì về tôi. Tôi không nên nói kiểu mà thật ra là cái hài độc thoại thì đối với mẹ em là lúc mẹ em thấy em làm là mẹ em rất là sợ đó. Họ nói gì, nói người ta đánh giá làm sao trời gì đó. Thì xong sau đấy như nào? Đến xong sau đấy thì em bung bét ra, cho nên bây giờ mẹ em quen rồi. Bắt đầu quen rồi. Và thật ra những cái câu chuyện mà tụi em chia sẻ nó cũng như thế, có những cái thứ nó không gọi là, nó hơi đời một tí, dùng từ thế, dùng từ dơ thì nó hơi dơ, nhưng mà thực sự là nó đúng, nó không sai. Và bản thân cái hình thức thể hiện này ở nước ngoài nó gấp mấy lần nữa, thì đó là bản chất của cái hình thức mà tụi em đang theo đuổi, mà cũng là một cái công việc của em. Tại vì đó thì em nói mình vẫn biết là mình đang truyền đạt cho ai, và mình phải có một cái bước làm dịch cái đó qua một cái ngôn ngữ dễ nghe cái đã, rồi từ từ mình mới xây dựng được cái gọi là cái crowd, cái những cái người mà theo dõi mình, những cái người biết mình đang làm gì. Thì sau đó mình muốn bung cái gì mình bung. Trong học văn á, thì người ta có văn viết với văn nói. Và thì mình thấy là đúng là bây giờ ở cái thời điểm này thì chúng ta có nhiều các hình thức thể hiện, đúng không? Chúng ta có sân khấu, nó cần một cái ngôn ngữ khác. Lúc bạn viết trên Vietcetera, một cái kênh digital, bạn có thể viết khác. Nhưng mà bạn xuất bản một cái cuốn sách nghiên cứu thì đã đòi hỏi một cái ngôn ngữ kiểu khác. Nhưng mà vì thỉnh thoảng chúng ta hay đặt sai ngữ cảnh, nên là chúng ta sẽ hơi phán xét là cái kiểu này là kiểu như thế này như thế kia. Quay về với cái câu chuyện hài độc thoại,
Thì mình muốn hỏi một cái câu hỏi, mà chắc là cái câu hỏi này mình sẽ hỏi tất cả những thành viên của Sài Gòn Tếu. Nó có hai vế, là bạn đã đến với Hài Độc Thoại như thế nào và đến với Sài Gòn Tếu như thế nào. Em thì thực ra là em làm Hài Độc Thoại bằng tiếng Anh trước, nhà chuyên Anh đó, cho nên đến từ sinh giỏi thành phố. Dạ đúng, dạ một số thứ khác nữa nhưng mà thôi không nên khoe. Lúc mà em bắt đầu là khoảng 5 năm trước thì nói thật là thời gian đó em đang thất nghiệp, em không có gì làm, và lúc đó thì em khá là muốn tìm một cái thứ gì đó, nói thẳng là để làm, để có một cái thú vui gì đấy. Thì em đi học rất là nhiều những cái workshop, em đã học workshop thôi miên. Có cái thứ đó tồn tại chị, nhưng mà sau đó em không có cái đấy, em không hiểu lắm, nhưng mà anyway là có một cái lớp như thế. Em đã học workshop múa đương đại, ok, em đã học workshop múa cột, cái đó là em đi lộn, bởi vì cái anh đó anh kêu ô có lớp múa khác nè, dạ ok, vô thấy một đống cột và toàn là những anh nha chị, toàn là những anh, mà những anh đôi là đô đù một cái là lên luôn, còn em kiểu ok em ào. Rồi xong trong đó là có workshop Hài Độc Thoại. Thì workshop Hài Độc Thoại lúc đó là cái cộng đồng mà người nước ngoài ở Việt Nam á, thì họ chơi cái môn đó với nhau, và đó là một cái môn nó rất là nổi tiếng, cho nên ở nước nào cũng có một cái club nhỏ nhỏ, một cái nhóm người muốn làm cái đó cả. Thì em đi học rồi em chơi, lúc đó thì em chả biết gì hết và em nghĩ nó như một cái câu lạc bộ tiếng Anh. Vào thì cứ nói tiếng Anh thì tiếng Anh mình cũng được, cũng ok. Thì vào nói thì chắc là ok thôi. Thì lúc đó là lúc đầu tiên mà mình đứng lên sân khấu một mình, thực sự là như thế. Tại vì trước đó thì em có đi hát, nhưng mà đi hát thì em đi hát bè, em có tham gia mấy cái nhóm like a cappella hay gì mà em đứng em bùm bùm cái mồm như thế đó. Dạ. Và em cũng nổi tiếng, em cũng lên khách talent đó, dạ, nhưng mà không ai biết em hết. Tại vì em chỉ đứng in the background như thế. Thì tới lúc mà em làm Hài Độc Thoại thì cái cảm giác đầu tiên là mình được đứng như mình cái đã. Và cái lúc đó thì mình không có ai để đổ thừa về cái thành công hay cái thất bại của mình. Tại vì hồi xưa em có những cái thành tựu nhất định, nhưng em luôn luôn kiểu tại vì tôi làm với cái người kia, tại vì tôi trong cái nhóm đó, chứ thật ra một mình tôi thì tôi không có được cái đó. Thì em có được cái cảm giác đó thì cảm giác em thích. Và mặc dù lúc đó mình cũng dở lắm, nói thiệt luôn. Lúc em mới làm thì em coi lại mấy cái đầu tiên em làm nó ghê lắm. Dạ. Thì lúc đó em làm và bắt đầu em có những cái cuộc thi, em cũng đi thi, em cũng được giải, không nên khoe. Em cũng đi vòng vòng và em bắt đầu diễn ở những cái nước khác và hiểu thêm về một số cái văn hóa. Tại vì cái này nó cực kỳ liên quan tới văn hóa. Em đã vào cái câu lạc bộ hài đó 5 năm trước và em không cười một câu nào, vì lý do là em hiểu tất cả mọi chữ nhưng em không hiểu tại sao mọi người nói là ô mấy bạn biết người Pháp không mọi người cười, mấy bạn biết người Anh không mọi người cười. Em không biết, em không hiểu, tại vì nó là những cái gọi là những cái cultural reference, những cái nói về văn hóa của những cái nước đó mà những người trong phòng đó họ hiểu với nhau. Đúng. Biết ồ mấy thằng đó nó như thế, em đâu biết đâu. Thì nhờ cái Hài Độc Thoại thì em học được những cái đấy. Thì đến cái lúc mà Sài Gòn Tếu thì thực ra là mới năm 2020, bây giờ đối với tụi em là Covid sinh năm ra. Covid thứ nhất. Covid sinh ra Sài Gòn Tếu gần như thế. Tại vì trong thời gian đó là em gặp được những người bạn mà thực ra ví dụ như có bạn Uy Nguyễn là đã diễn với em từ tiếng Anh cũng 4 năm trước rồi. Có anh Tùng, có Nam thì là những người cũng thích và cũng có nhảy vào đi xem show tiếng Anh hay gì đó, nhưng mà mọi người muốn diễn tiếng Việt. Thì em lúc đó em không nghĩ là làm được, tại vì em thấy nó quá khác nhau đi. Nhưng mà tới lúc mà có một cái nhóm và có những cái người cùng tin cái chuyện đó thì mới làm lại đi, giờ biết đâu. Và thực ra sau 5 năm thì em cảm giác là em cũng tự tin hơn về cái khả năng của mình. Nó văn hóa thì nó khác nhau, nhưng mà cái chuyện mà người ta cười thì nó khá là universal, nó khá là người ai cũng, nó là một cái trải nghiệm con người mà. Thì cho nên đó là tụi em làm thử. Và may mắn, em thấy rất may mắn, ví dụ như là thời gian mà tụi em bắt đầu làm YouTube thì Covid xảy ra và mọi người không có gì để làm. Em nghĩ vậy. Và thứ hai là cái tiếng cười là một cái có vẻ là ai cũng đang cần trong cái thời điểm này. Không bằng cách này thì cách khác, có thể là họ không nhất thiết là họ phải xem mình để họ cười, nhưng mà họ sẽ có những cái nhu cầu, họ tìm những cái thứ mà nó cho họ cái sự giải trí và giải tỏa. Em nghĩ thế. Thì đó là một cái may mắn của tụi em, đến bây giờ thì nó phát triển nhanh hơn em trông đợi
là em thật sự là em hoang mang luôn, tại vì có một đêm, đúng kiểu là một đêm mà một cái clip nào đó tự nhiên nó viral, nó nổi tiếng. Ví dụ trong trường hợp của tụi em là clip của bạn Nam, là sau đó là kiểu ô bây giờ làm gì đây, ô bây giờ tự nhiên tụi em đã phải làm những cái show mà giống như kiểu là mời bạn bè trở lại mày đi giùm tao đi chứ không mà ai mà coi. Từ cái thời điểm đó đến cái thời điểm mà một cái show có 80-90 người, thậm chí là có những người mình phải từ chối đuổi về là lúc đó em mới bây giờ phải làm gì cho nó nghiêm túc hơn đây, chứ không thể nào mà cứ làm chơi như thế được. Thì từ lúc đó là tụi em như một nhóm bắt đầu hoạt động một cách không dám dùng từ chuyên nghiệp mà dùng từ là nghiêm túc hơn thôi. Nó là một cái sở thích mà tụi em làm nghiêm túc hơn. Lúc mà Uy nhắc đến cái sự dịch chuyển của ngôn ngữ ấy, thế thì chuyện hồi xưa ví dụ các rapper đều nói là hồi xưa tôi đều nghe nhạc rap bằng tiếng Anh, xong bây giờ họ chuyển sang rap tiếng Việt, thì cái chuyện mà làm hài động thoại hồi xưa mình nghe rất là các cái, thực ra ở Việt Nam thì trước Sài Gòn Tếu chắc chỉ có Dưa Leo đúng không, là một cái bạn mà làm stand up cái hài độc thoại này, thì mình không biết là có bao nhiêu khán giả mọi người đã biết hay là va chạm trong tiếng Anh. Thì mình lần đầu tiên xem một cái stand up comedy của anh cũng rất là nổi tiếng là anh Louis CK. Thì mình nhớ là mình không có thể xem nổi, lúc đó mình xem chung với một anh người yêu của mình là người nước ngoài, thì anh ấy cứ cười lăn cười bò, anh ấy kiểu dây dụa. Còn mình thì kiểu là kiểu cái này quá nhiều với mình. Ví dụ anh ấy nói mình cũng là người có con, xong anh ấy hài là anh ấy nói những cái sau này thì mình thấy buồn cười, nhưng lúc đấy thì mình thấy rất là kinh. Có những cái đứa trẻ, bạn có biết không, có những đứa trẻ nó khóc to nước, bạn chỉ muốn vặn cổ phát đi này. Và lúc đấy mình nghĩ là oh my god, đây là con mình, và mình nghĩ đến hình ảnh đấy. Thì rất hay là Uy có nhắc đến hai cái thành tố cực kỳ quan trọng, đấy là ngôn ngữ và văn hóa. Và khi mà bạn dịch chuyển sang tiếng Việt, ngoài cái việc là cái ngôn ngữ đấy mình cũng phải, đúng không? Lúc trước mình nói về các cái thể loại của ngôn ngữ, các cái cách hình thức thể hiện nó đã khác rồi. Xong bây giờ cái dịch chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt, xong rồi văn hóa cũng phải có tính dịch chuyển, bởi vì đúng là mình nói một cái câu chuyện văn hóa mà ở nước ngoài. Hồi xưa thì mình cũng làm việc trong cái nhóm người Úc, mà người Úc họ cười những cái câu chuyện mà đúng là chỉ có họ biết. Ví dụ như mình, nhưng mà mình cũng vậy, mình cũng chỉ cười những cái câu chuyện mà mình nhắc đến, ví dụ ông công ông táo thì người nước ngoài họ không có thể ngay lập tức họ get được. Đấy thì tính văn hóa, cái ngôn ngữ. Còn cái gì mà hài độc thoại không thể thiếu được không, và phải nghĩ rất là nhiều khi ở cái khoảnh khắc sáng tác? Thực ra đối với tụi em á, tụi em hay sách giáo khoa của tụi em thì nó có ba cái keyword, ba cái từ. Thứ nhất là material, tức là cái nội dung mình nói. Nguyên liệu, dùng cái từ nguyên liệu thì nó đúng hơn. Thứ hai là delivery, tức là cái cách mình chuyển giao cái đó, mình đặt để cái đó, shipper mình thể hiện đây. Cái đó mình ship tới người nghe. Và thứ ba là cái connection, tức là cái sự kết nối. Thì ba cái đó nó rất quan trọng, nhưng mà thực sự là nếu mọi người làm lâu á, mọi người sẽ phát hiện cái quan trọng nhất á, nó vẫn là cái connection. Tức là em khó giải thích cái đó lắm, nhưng mà giống như kiểu khi một người mà họ feel được, họ cảm giác được là họ đang kill it, họ đang rất là diễn rất là đắt á, là họ chỉ cần liếc một cái là người ta cười. Họ chỉ cần có một cái động thái gì đó, một cái câu chuyện gì đó mà họ dừng, thậm chí không có một cái gọi là punchline, không có một cái gọi là cái câu mà họ tính để cười, nhưng mà người ta cười lăn rồi bò. Đúng. Và đó thì lúc đó nó mới là cái em nghĩ là, và để có được cái connection đó thì nó giống như là mình thiết lập một cái mối quan hệ thường ngày thôi. Là mình phải hiểu nhau, mình phải hiểu là ô mình đang nói chuyện với ai, họ thích cái gì, họ ghét cái gì, họ có những cái kiến thức gì. Thì mình phải thể hiện, mình dùng câu từ của mình dùng cái cách nói của mình. Ví dụ em đi diễn, ví dụ em đi diễn nước ngoài đi, thì em làm cái chuyện đó khá là nhiều, là em ở đây thì các bạn nước ngoài ở đây hay giỡn về chuyện là traffic đường phố rất là đông đốt, hay là kiểu như là các bạn ở đây, các bạn người nước ngoài ở đây đa số là các bạn dạy tiếng Anh đúng không ha. Thì cái đó nó cũng em không thấy vui lắm, nhưng mà cũng thấy vui mà. Em không thấy vui, nhưng mà ý là đó là những cái gọi là overuse joke, là những cái joke vô cái câu lạc bộ nào ở đây thì hồi đó em luôn nghe. Nhưng mà giả dụ như chị xách cái đó mà đi qua Singapore
Thứ nhất là Singapore không có cái, ví dụ như traffic nó sẽ không giống cái gọi là insight, cái sự thật ngầm hiểu về cái chuyện là giao thông nó không giống. Và thứ hai là bên Singapore người ta toàn là người working professional, những cái người mà làm công việc nghiêm túc, không mà mình vô mình nói câu là teacher là mọi người sẽ nhìn nhau hoang mang. Đó mình có thì... thể nói ô làm ở Google à. Đó, đây, đó đúng rồi, đúng rồi. Thì thực sự là em từng tour với một cái bác diễn viên hài, mà cái bác đó em gọi là em cảm thấy là bác rất khủng khiếp. Tại vì bác biết ít thôi, nhưng mà bác biết chắc cũng phải 20 thứ tiếng. Và bác có thể pick một người ở trong cái đám đông đó, bác nói mày đến từ đâu? Nói cái tiếng đó. Đến từ đâu? À, bây giờ cái chuyện đó còn xảy ra không? Kiểu tức là instantly, là lập tức là có cái sự kết nối ngay. Thì em nghĩ cái đó là một cái mình cũng giống như mình thiết lập một cái mối quan hệ, mình phải quan tâm tới người ta, mình biết người ta thích cái gì, biết cái gì, cái gì. Thì lúc mà em chuyển từ tiếng Việt qua tiếng Anh á, thực sự là ban đầu em nghĩ ô bây giờ bao nhiêu phần trăm chốt của mình, những cái câu của mình tiếng Anh mình dịch được tiếng Việt ta. Chắc 10%, 20%. Tại vì những cái như là chơi chữ thì mình qua tiếng Việt mình phải chơi lại cái chữ khác, chứ làm sao mà mình dịch cái đó qua được. Và thứ hai là những cái lớp lang về văn hóa đó, những cái câu đùa của em thì thực ra bên tiếng Anh thì em đùa hơi gắt. Em nghĩ vậy, em có những cái nó khá là gọi là social commentary, tức là nói về xã hội nhiều. Còn thi tiếng Việt á, thì em bắt đầu kiểu mình đang làm hai chuyện, mình vừa phải diễn hài mà mình vừa phải làm cho mọi người hiểu là mình đang làm cái gì. Cho nên nó thành tới hai cái bước về mặt truyền thông lận. Thì em sẽ phải thay đổi một chút xíu để cho nó phù hợp, nhưng mà nó là một cái việc mình phải làm thêm, chứ nó không phải là cái việc mình không làm được. Thì sau này em nhận ra cái chuyện đó. Thế nói nếu nhìn về một cái quá trình, đúng không, thì mình cảm giác như cái mà connection, cái sự kết nối thì nó sẽ diễn ra ở lúc ở trên sân khấu. Lúc đấy là lúc đã gọi là quà bánh đã đóng gói rồi. Thế thì các bạn có làm ngược lại, đúng là mình sẽ đi tìm cái nguyên liệu để mình nấu nướng, đúng không, trước. Rồi mình sẽ cố gắng là với cái nguyên liệu hay là với cái chủ đề này, ví dụ như cái câu chuyện Tết sắp tới, thì cái nguyên liệu của các bạn là gì, và các bạn đang tính là sẽ deliver, chuyển đến cho, thì cái quá trình ấy nó diễn ra như nào, mình tò mò về cái cách một cái người, thực ra là một cái người stand up comedian á, thực ra em nghĩ là cái khác biệt nhất mà mọi người không biết á, là tụi em không có vai để đóng. Tại vì á, khi mà mình nói về nghệ thuật sân khấu á, thì đa số mọi người sẽ quen với việc nhìn thấy một cái người đóng vai một cái nhân vật nào đấy. Còn tụi em là không, tại vì tụi em phải đóng, phải là chính mình. Và khi tụi em là chính mình thì không có cái gì bảo vệ cái đó cả. Tức là có một cái bức tường thứ tư, bình thường là kiểu cái nhân vật đó mà nó có ác thì là cái nhân vật đó ác thôi. Còn khi mình là mình thì mà mình phải cố gắng rất là authentic, rất là chân thật với bản thân mình, thì cá tính là một cái có người thích và có người ghét. Thì ví dụ như cá tính của em hay đùa về mấy cái chuyện ô thông minh thì em giỡn thôi, xong rồi kiểu ô thằng này chảnh chó. Em nhận cái comment đó rất nhiều, và thực ra bạn bè của em thì không ai cảm thấy cái chuyện đó cả, tại vì mọi người biết là em giỡn. Nhưng mà em thì trên cái hình tượng đó là nó khi mình đó, em nói là khi mình điều khiển thì mình có thể điều khiển được lời nói của mình, nhưng mình không thể nào điều khiển được suy nghĩ của người ta về lời nói đó. Thì nó là một cái thứ mà em phải tập quen. Và cái quá trình của tụi em bắt đầu phát triển một cái nguyên liệu thì thường là tụi em đi từ chính mình cái đã. Tại vì nó là một cái góc nhìn của mình, và cái góc nhìn của mình nó phải vui. Thực sự là tại vì nó là diễn viên hài thì thực sự là mình có thể làm cho người ta cười. Còn cái nguyên liệu á, thì mỗi người có một cái vision khác nhau. Ở những cái nước mà họ phát triển hơn về cái nền hài học thoại này, có những người họ chọn cái hướng là conceptual, tức là họ tạo ra một cái ý tưởng, thậm chí họ tạo ra một cái nhân vật gì đó để họ thể hiện. Có những người họ rất là real, họ lên, họ muốn nói gì họ nói về đúng những cái thứ họ quan tâm, và họ sẽ có cái lượng khán giả riêng của họ. Có những người, ví dụ như một cái bác mà em biết là Jimmy Carr, là bác đó rất nổi tiếng về những cái chốt nghe rất là ác ôn, nghe rất là đáng sợ. Em có thể kể với chị một cái chốt mà em nghe xong là em kiểu trời ơi, em không thể nào tưởng tượng được là nếu gì, để nhớ nghe, nếu mà có nhiều mùng ở châu Phi hơn thì chúng ta sẽ cứu được hàng triệu con muỗi chết vì sida. Ok.
thì cái đó là một cái dark joke, yeah. là một cái tức là một cái câu đùa rất là ác. Nhưng mà bác nói là ủa thì nhiệm vụ của tôi là viết mấy câu đùa và làm mấy bạn ngạc nhiên, mấy bạn tự đặt để đạo đức gì vô là chuyện của mấy bạn, còn tôi là tôi làm chuyện đó. Thì đó là một cái gọi là nguyên lý, em thì em không có nguyên lý đó, nhưng mà đó là một cái nguyên lý làm việc của mỗi comedian. Và mỗi người diễn viên hài họ có một cái nguyên lý làm việc riêng, họ có một cái triết lý riêng như thế. Thì đó là cái mà em nghĩ là tụi em đang bắt đầu. Thực ra là mình cũng nói chứ em làm 5 năm chứ thực ra 5 năm không có lại gì. Tại vì bên nước ngoài họ kiểu làm đi 10 năm mới nổi tiếng, hoặc là 10 năm thì mới thực sự là trở thành cái gì đó. Chứ còn không có đủ tuổi đời, không có đủ trải nghiệm thì làm sao mà trở thành một cái người mà nói đó mình mang chính mình lên sân khấu, mình đâu có cái gì để mình ngụy tạo, mình che giấu đâu, mình chỉ có cái micro thôi. Đó thì em nghĩ là cái đó là cái quá trình mà tụi em thường sẽ tìm là đi từ chính mình trước. Và với những cái gọi là hài xã hội thì phải chắc chắn là mình có cái quan điểm cái đã. Tại vì ví dụ em thì em vẫn cảm thấy là em còn rất trẻ, em còn rất non dạ. Chứ và em chưa dám nói một cái gì đấy. Em đó, tức là nếu mà em muốn đưa ra một cái góc nhìn về xã hội thì trước hết là em phải hiểu hết 2-3-4 chiều mà người ta đang nói về vấn đề đó cái đã, trước khi em biến nó thành một cái piece, một cái set. Còn nếu mà một cái vấn đề mà em cảm thấy là sorry em không đủ kiến thức, em không đủ hiểu, hoặc là em cảm thấy là em đang có một cái nhìn khá là phiến diện về nó, thì em nghĩ là em không nên nói. Tại vì em sẽ có thể cổ vũ cho một cái gì đó sai. Và đến một lúc nào đó thì hiện tại bây giờ tiếng nói của em nó cũng không lớn lắm đâu, nhưng mà đến một lúc nào đó khi mà mình có một cái gọi là cái sự ảnh hưởng, thậm chí là đến một vài người hoặc là một vài người trẻ xem mình và thích mình, thì tự nhiên em cảm thấy mình có trách nhiệm. Mình vẫn có trách nhiệm để mình truyền đạt cái gì đó mà nó cũng không cần phải làm có ý nghĩa quá, nhưng mà nó không có đi ngược lại với cái điều mình tin. Thì cái đó là một cái constant struggle, luôn luôn phải đấu tranh qua lại. Tại vì sẽ có những thứ mình cần làm để có view đó. Và sẽ có những thứ mình làm thì mình biết là mình tin vào cái đó, nhưng mà cái sản phẩm đó có thể chưa ai hiểu. Có thể là maybe vài năm nữa thì người ta mới hiểu mình đang nói cái gì đó. Thì em nghĩ cái đó là một cái khó khăn của một cái người làm sáng tạo. Bây giờ Uy xem một cái màn trình diễn hay là nhìn thấy ai đấy, Uy có thấy là cái người này có một cái tố chất sẽ trở thành một diễn viên hài độc thoại không? Tức là mình có nhìn được cái đấy nó ra không? Em khá tự tin là em sẽ nhìn ra, tức là sẽ có những người em gặp và lập tức em nói với họ luôn là đi diễn không. Thực sự thấy là nó có một cái và em đang cảm giác thôi, nếu mà em gọi tên nó thì em nghĩ là em gọi tên nó là authenticity, tức là cái sự chân thật á. Tại vì em cảm giác cái đó là nghe có vẻ lạ nhưng thực ra cái đó không dễ có. Và em là một người đi từ một cái nơi là em không có authenticity. Em cực kỳ, tức là em lớn lên, sinh ra và lớn lên trong một cái môi trường mà em rất là sợ bị đánh giá, và em phải đặt ra rất là nhiều cái màn che cho mình. Và cho nên em, nhưng mà được cái là em hiểu được cái chuyện là cái khác nhau giữa hai cái thế giới đó. Có những cái bạn em gặp á, là các bạn hình như là đẻ ra như thế luôn, tức là các bạn rất là real, các bạn rất là chân thật, các bạn rất là, và những cái người chân thật á, là cái connection á nó very easy, tại vì không có tường, không có cái gì chặn mình lại cả. Thì tự nhiên các bạn nó lên cái là mình dùng từ là có duyên á, lên cái là thấy duyên rồi. Mà sau đó chỉ cần cái phần nội dung và cái phần delivery là một cái phần kỹ năng mà em nghĩ là ai cũng có thể tập được nếu họ thực sự cam kết. Nhưng mà cái connection kia là một cái thứ mà chúng ta phải làm việc bên trong khá là nhiều. Tại vì mình phải cảm thấy cực kỳ, em ví là những cái người mà đứng lên sân khấu làm stand up comedy giống như là những người đang trần truồng vậy đó, tức là họ cực kỳ thoải mái, họ lên họ nuốt cũng được và họ không sợ ai đánh giá về cái body, cái cơ thể, cái giọng nói, những cái thứ, thậm chí họ còn khoe ra nữa là ô tao rất mập, ô tao rất ốm, ô tao có cái điều này tao rất là xấu hổ về bản thân nè. Nhưng mà đó, coi đi, vui không? Vui. Mà mày cũng vậy mà đó. Thì cái cảm giác đó là một cái cảm giác là hay, em nghĩ vậy. Tức là không phải là sự hài hước à, mà là cái tính chân thật. Cái này thì mình thấy rất là thú vị. Tức là một ai đấy có thể sẵn sàng. Em nghĩ thì cái đó là thực ra nó vẫn là cái niềm tin cá nhân của em. Tại vì em hài hước thì mình tin. Thì mình thấy khi mà bạn nói ra cái ý đấy thì mình cũng thấy là
đúng rồi, tại sao mình chưa nhìn thấy cái đấy nhỉ? Và tự trong cái hành trình mà mình dẫn chương trình, mình cũng thấy là đúng là những ai mà sẵn sàng trả lời những cái câu hỏi của mình và đi đến cùng những câu hỏi của mình thì cái mẩu đối thoại nó luôn hay, mà nó không cần thiết là phải là tôi phải rút ra được một bài học kinh nghiệm gì đấy. Thì đó, em nói là cái một cái vui là em thấy có nhiều người mình hơi đánh giá về cái từ là cái từ nhạt á. Là cái người này nhạt, người kia nhạt á. Nhưng mà em gặp rất là nhiều bạn mà theo em, theo cái định nghĩa hài của em thì dĩ nhiên là về kỹ năng hay là những cái câu bạn nói thì nó nhạt cực kỳ. Nhưng mà tại vì bạn quá real với nó, tức là bạn quá thật á, tự nhiên em cười. Và cái cười đó đối với em là nụ cười thật, giống như là em xem cái video của bác Steve Martin, cũng là một cái người diễn hài, đồng thời và diễn hài rất là nổi tiếng. Thì bác nói là đôi khi mình bắt đầu cái career, cái sự nghiệp của mình trong hài, và mình cố gắng đưa ra những cái câu mà mình làm cho người ta cười, mình chọc cười, thì người ta sẽ ngồi người ta kiểu ừ ở đây cười vui, câu tiếp theo đi. Họ vào một cái tâm lý đánh giá, họ kiểu là ok, để xem coi cái đứa này nó nói những cái này vui đến mức nào. Nhưng mà bác nói là cái đó không phải là real laughter, cái đó không phải là nụ cười thật. Nụ cười thật là khi chúng ta ngồi trong một cái phòng, chúng ta ngồi với bạn bè và chúng ta tám chuyện vớ va vớ vẩn, nhưng chúng ta cười. Thì bây giờ tôi lại muốn giả lập, tôi muốn tạo được cái tiếng cười đó với cái đám đông của tôi, chứ không phải là cái tiếng cười mà ok viết câu này hay nè, rồi viết câu tiếp theo đi. Thì đó là một cái khá thay đổi cái góc nhìn của em, tại vì em xuất phát điểm vẫn là một đứa làm hài để đi thi. Em đi thi cực kỳ nhiều và em cũng có thành tích đó, nhưng mà tại vì em biết viết, và khi em biết viết thì em có thể làm cho người ta cười theo một cách rất là chiến lược. Và đi thi là về chuyện là trong 5 phút bạn có thể làm cho người ta cười được bao nhiêu lần, nhưng nó không chắc là nó là nó là cái goal. Em nói giống như kiểu là đánh đàn violon nhanh không có nghĩa là đánh hay. Có những người lập kỷ lục Guinness về chuyện đánh đàn violon rất nhanh đó, nhưng mà em thấy là nó không phải là artistry, rồi, nó không phải là rồi. Nghệ thuật. Thì sau này nó thay đổi cái góc nhìn của em, và những cái sản phẩm sau này của em nó cũng khác luôn. Có thể là không cười nhiều, nhưng mà em tự hào về cái thứ mà em nói được, và em tự hào là ô em nói về cái chủ đề đó mà cũng có người cười được. Thì em thấy cái đó hay. Thế bạn khác nhất, nếu mà chọn một thứ mà bạn khác nhất trước khi bạn diễn hài độc thoại và Sài Gòn Tếu với lại ở cái thời điểm hiện nay, nhất là chúng ta đang nói chuyện, thỉnh thoảng thì mình nghĩ cái hình thức mà mình thu âm này, xong mình quay này, xong mình phát nó không hẳn là trực tiếp mà nó phát một tuần sau đây, đúng một tuần là cái tập này nó sẽ lên sóng, nó giống như mình du hành thời gian tức là rõ ràng mình đang nói cái thời điểm này, nhưng mà khi mà các bạn đang nghe những cái gì mà chúng tôi đang nói thì nó lại là một tuần ở sau đây đấy. Thì bạn hình dung bạn khác cái gì nhất, có một điểm bạn kiểu uy của ngày bây giờ, của hiện tại, không phải là uy của ngày chứ hiện tại hơi nhột xíu. Để em nghĩ nha, thực ra là em nghĩ là khác mỗi ngày mà, tại vì em hồi đó em rất là thích một cái câu chuyện về nó là một cái nghịch lý ha, tức là có một cái con thuyền đó là một con thuyền chiến, hồi xưa em quên mất rồi, nhưng mà đại loại trong thời Hy Lạp á, là sau đó cái con thuyền chiến đó, giả dụ như nó được đem vào bảo tàng, nhưng mà mỗi năm á, chị tưởng tượng cái thuyền đó nó có 100 mảnh gỗ, mỗi năm nó hư mảnh, mình thư mình phải thay. Thì trong cái quá trình đó thì nó vẫn là con thuyền đấy, nhưng mà tới cái ngày mà từ cái miếng thứ 99 tới miếng thứ 100 mà nó rơi xuống mà mình thay một cái miếng khác vào thì nó có còn là con thuyền đó nữa không, hay là nó một con thuyền mới. Thì em nghĩ về bản thân nó cũng giống như thế, tại vì mình luôn luôn thay đổi một cách rất là incrementally, rất là nhỏ nhỏ, từ từ, và đôi khi mình không để ý được cái chuyện đó. Em chỉ nhìn lại những cái clip cũ và em kiểu oh no, bây giờ tôi không có giống như vậy nữa rồi. Và có cái hành trình đó, nhưng mà em nghĩ là trong quá khứ thì cái khác nhất là em rất là hay hối hận, tức là trong quá khứ em sẽ nhìn những cái clip cũ và em kiểu trời ơi vậy là chết rồi, nghĩ sao bây giờ còn nói về cái đó, kiểu đó em rất là đánh giá bản thân. Bây giờ thì em nghĩ là em nên cho bản thân mình một chút xíu tình yêu, tại vì không dễ để làm được cái việc đấy. Và thực ra nó cũng là đó, bác tôi câu chuyện là chân thật, tại vì nếu mà mình muốn chân thật thì mình phải yêu bản thân mình. Thì em nghĩ cái đó là một cái công việc mà mình phải làm, mà mình nói thật sự là lâu lâu phải đứng trước gương kiểu ơ cũng ngon đấy, cũng ok, hơi béo tí rồi, nhưng mà là em nghĩ là cái công việc đó cần, tại vì nó làm
Đó là cái sức khỏe tinh thần của mình, nó là một cái thứ mà em bây giờ rất quan tâm. Tại vì hồi xưa thì em khá là phớt lờ nó, và khi mà em phớt lờ nó thì em để cho những cái thứ khác, có thể là công việc, có thể là những cái mối quan hệ, có thể là những người khác, gần như là họ muốn, gọi là họ muốn treat mình sao cũng được, họ muốn, thậm chí họ muốn lợi dụng mình hay gì, mình sẽ tự ồ tôi đáng bị như thế, thì cái đó không đúng. Và lúc đó hài của em nó cũng không hay luôn. em thấy vậy, tức là có những cái lúc mà hồi xưa em xem là những cái video mà em có, tức là self deprecation, tức là mình tự sỉ á, nhưng mà lúc đó em nhìn cái tự sỉ đó bây giờ em thấy ồ sao nó tiêu cực thế. Bây giờ thì em có thể tự sỉ, nhưng mà em không có, thực sự là em không có sỉ bản thân mình. Còn hồi xưa là em tự sỉ, là em sỉ thật. Và em đang biến cái đó thành một cái trò cười cho một cái đám đông. Bây giờ em không làm vậy nữa. Đó là một miếng gỗ của em. Nhưng mà có thể là sau đó nó sẽ có những thứ khác. Mình sẽ từ từ mình thay đổi vậy. Thì mình hay hỏi cái câu hỏi liên quan đến bỏ. Và may quá là lần này, để cho khán giả biết là tụi mình có thể đổi câu hỏi. Mọi người hay nói là tụi mình hay hỏi mấy cái câu đến lúc mà các bạn ấy thuộc lâu, nhưng mà thỉnh thoảng mình hỏi câu hỏi khác, nhưng mà khách mời của mình thì vẫn trả lời vào cái ý đó. Thực ra cái với tụi mình, chuyện nghĩ ra nhiều câu hỏi nó không quá khó. Mà nghĩ ra thật là ít câu hỏi, mà làm sao mà hỏi người ta vẫn trả lời được về cuộc đời người ta, về sự thay đổi, những cái thứ quan trọng nhất. Nhưng cái câu tiếp theo thì mình cũng lại đổi. Bình thường là mình sẽ hỏi cái câu trên hoang đảo và câu chuyện về sách. Uy thì với cái câu chuyện về sách, Uy nhìn là một người học sinh giỏi đi thi, thì cái chuyện sách thì có biết là hôm qua em đã chuẩn bị câu trả lời cho câu này rồi luôn á, mà chị đổi đề á, chuyện này kỳ quá. Cái số này là số rất đặc biệt, số Tết. Các bạn thấy là trên bàn có một cành hoa giả. Các bạn biết Tết đang đến rồi. Tết năm nay thì Vietcetera có sản xuất một số các bao lì xì. Vào cái thời điểm mà mà phát cái tập này thì bao lì xì đã không bán nữa. Nên là thành ra nó còn dư. Nhìn những cái bao này nhá. Mình hơi bói tí. Rút một bao và bao đấy sẽ nói về năm mới của bạn. Ok. Mình vừa nghĩ ra xong định hỏi cái khác nhưng mà thôi. Ok. Mấy cái bao này nó dính một miếng hồng nè, em sẽ lấy thử. Của ít lòng nhiều he. Tức là của ít. Dạ ý một là người, cái này sắp nghỉ việc đúng không? Dạ đúng rồi. Bao lì xì tiên tri. Đúng rồi. Dạ. Nhưng bên trong không có gì, tức là đúng là của ít. Dạ. Nhưng mà đúng là thì đó thì cái chị biết rồi là em đang nghỉ việc để mà em tạm gọi là theo đuổi múa cột, là khi mà mọi chuyện nó thất bại thì em sẽ qua cái hướng đó, nhưng mà anh ơi chờ em. Nhưng mà cái này là tức là một cái hành trình sẽ đầu tư nhiều hơn vào. Dạ đúng, thực ra là em trước giờ ở lĩnh vực công việc á, tức là gọi là đúng nghĩa là công việc là cái để kiếm tiền. Thì em khá may mắn, tức là em đi làm khá là sớm, và cái sự ổn định trong cái sự nghiệp của em nó khá là tốt á. Em đôi khi em sẽ ngồi em nghĩ là ô mình hên lắm luôn, mình được những cái công việc mình cũng thích, cái môi trường cũng tốt mà có tiền. Nhưng mà đến cái thời điểm mà em bắt đầu làm cái này và thực sự là em nghiêm túc với nó rồi á, thì em nghĩ là ok, có thể là mình nên, đây là lúc mình nên mạo hiểm hơn một tí. Và mình nên và lúc mà thực sự là lúc mà bắt đầu Sài Gòn tới là em đã làm khá là nhiều thứ mạo hiểm hơn rất nhiều trong cái KPI cuộc đời của em so với những thứ mà em quen, thì em mới thấy là ok, em sẽ thử và hên xui. Nhưng mà em vẫn nghĩ về chuyện là dạ thì để coi có đi dạy được hay gì không, hay là mua cột. Nhưng mà đó là cái cảm giác của một người mà đó, bỏ một cái thứ mà nó khá là an toàn từ trước tới nay, và mình quen, và nó như cái ly cà phê mỗi sáng của mình, là mình nó là một cái thói quen rồi, nhưng mà bây giờ em phải bỏ. Và em nghĩ là cái đó là cái cơ hội, cũng giống như bây giờ là em đi diễn á, thì bây giờ em chán mấy cái show mà em vào em diễn xong mọi người cười như đúng kịch bản. Em thấy cái đó nó không phải là nơi để em học nữa. Mà em bây giờ những cái lúc mà em diễn mà mọi người bắt đầu có cái sự khó chịu, em kiểu có cái gì đó để xài ở đây. Thì em bắt đầu thích thú với những cái thử thách đó, những cái nó nằm ngoài cái vùng an toàn của mình. Tại vì em nghĩ cái đó là cái chỗ để mình học được nhiều hơn. Thì đó, em đang thích như thế dĩ nhiên. Nhưng mà
với lại ba má mình sẽ nuôi mình mà, đúng không? Đã hỏi chưa? Dạ, em nghĩ là có một sự hin em có nói là dạ thì bây giờ anh em cũng cưới vợ rồi, nói chung là mọi người cũng cưới hết rồi, nhưng mà em thì chắc em không cưới đâu, thì em sẽ ở nhà em chăm sóc mọi người, chăm sóc dạ. Ok. Thôi nhưng mà thực ra năm mới là cái thời điểm rất là tuyệt vời để mình đôi khi mình bỏ cái gì mới hoặc là mình bắt đầu một cái gì mới. Thì mình chạy marathon là mình còn nhiều người mà thôi, chúc cũng y năm mới. Ở cái thời điểm này chính là cái thời điểm mà chúng ta Tết đến rất là gần. Một cái Tết mà nó có chút mềm mềm. Nó khá là, nó cần nhiều hơn, như Uy nói là cái năm nay nó cần nhiều hơn tiếng cười. Nó cần nhiều hơn cái việc chân thành với bản thân. Và đôi khi bạn, thì mình vẫn nghĩ là cái sự hài hước là đỉnh cao của trí thông minh, là nơi mà chúng ta có thể chu vào đấy và cảm thấy sống hạnh phúc. Cảm ơn Uy, và biết là Uy phải chạy show ngay sau đây. Rất là cảm ơn Uy đến với hôm nay. Chúc bạn năm mới vui vẻ. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Ok, bạn có thể mang cái bao để về. Vô ích làm nhiều ha. Xin mời các bạn đến với podcast Have a Sip. Đây là một chương trình mà Thùy Minh uống cà phê với những khách mời nhiều chữ. Và phía bên kia đang là một người đồng nghiệp kiêm một thành viên của nhóm Sài Gòn Tếu. Xin chào mừng Trung đến với Have a Sip. Dạ, xin cảm ơn chị Thùy Minh. Xin chào tiền bối đó hả? Lúc gặp thì Thùy Minh có hỏi ngay là có phải là Trung là MC của HTV không? Bởi vì có cái màu HTV. Bạn có hay bị nói câu này không? Dạ thường xuyên luôn á chị. Mà thường thì mọi người sẽ không nói là bạn này chắc là MC truyền hình, nhưng mà chắc chắn một điều là bạn này biết em làm MC. Bởi vì cái cách nói cách đấy như nào chung thì tả lại nữa. Nó rất là tròn vành rõ chữ á chị. Nên mọi người nghe là không biết là bạn này chính xác là làm MC trong lĩnh vực nào, nhưng chắc chắn là bạn này làm MC. Okay. Và đa số em nhận được cái lời giống như là nói là bạn này chắc là MC đám cưới nè, cho nói chuyện lưu loát quá. Hình như có một màu là thấy được rõ đúng không chị? Đúng. Và thực ra nó rất là khác. Bản thân thì mình cũng là một MC truyền hình. Nhưng có thể là tại vì cái nền tảng mình nó kiểu khác, thì mình xuất phát điểm là nhà báo, mình đi phỏng vấn mọi người nên kiểu mình nói chuyện mình luôn cần sự đối thoại, tức là mình luôn là nó giống như kiểu là mình chơi quả bóng, nhưng mà chơi bóng có lưới, hai người phải ném qua ném lại. Còn Trung chắc là chơi bóng của mình. Tự nói. Nhưng mà bạn có qua một cái trường lớp đào tạo nào không? Dạ không à, trước đây thì một cái cơ duyên mà em đến với MC, và từ từ thì em nhận được cái cơ hội. Chắc là nhìn mặt em cũng nghiêm túc lúc đó hay sao, và cái giọng em cũng có vẻ như có thể uốn nắn để có thể trở thành một MC truyền hình được. Em bắt đầu bán duyên với truyền hình, sau đó là em làm một thời gian xong giọng cũng truyền hình luôn. Và cũng nhờ như vậy mà em có những cái chương trình. Ok, thế thì khi mà bạn tham gia vào Sài Gòn Tếu là một cái cách thức hay là một cái kiểu cái form nó rất là khác đúng không? Bạn có thấy khác không? Bạn trên sân khấu bạn như nào? Tại vì thì mình có đi xem Trung diễn một lần, để Trung có nói là đôi khi Trung phải bỏ cái kiểu MC để vào một cái vai là diễn viên hài độc thoại. Cái quá trình đấy diễn ra như thế nào? Thật sự nó rất là khác. Ở trong Sài Gòn Tếu khi mà diễn hài độc thoại á, em muốn thật sự tách biệt ra hai con người. Một con người lúc mà em đi dẫn chương trình truyền hình, tại vì đó là cái con người mà em tạo ra để em phù hợp với cái môi trường đó, để em có thể làm nghề. Cái con người thứ hai của em ở bên ngoài là nó không có giống vậy. Nó mọi người hay nói là kiểu bừa vui. Em lại thấy cái con người đó là cái con người mà em cảm thấy hạnh phúc nhất khi mà mình ở chung với nó. Kiểu nó là mình nhất. Vì một thời gian khi mà mình ưu tiên cho một cái con người trên sân khấu á, thì tự nhiên mình kiểu nó lạc lõng sao á chị. Kiểu mình thấy nó hơi không, mình phải quay lại cái con người này. Sau đó em bán duyên với lại Sài Gòn Tếu là đợt năm 2020 đầu năm. Là như mọi người biết, thất nghiệp vì cô đó. Thì khi mà em vào Sài Gòn Tếu thì em vẫn không nghĩ nhiều nha, em vẫn không nghĩ rằng mình sẽ trở thành một diễn viên hài độc thoại đâu.
khoảng 2-3 tháng sau, khi mà em đi với Sài Gòn Tếu một thời gian, thì nhận một lời mời từ anh Tùng. Anh Tùng BT. Anh Tùng BT nói thôi tham gia workshop, và sau đó mời em vào phòng team luôn. Cái em mới kiểu chân hững, kiểu ủa. Tại vì em nghĩ rằng để có thể trở thành một diễn viên hài độc thoại là cần thời gian rất là nhiều. Và em lúc đó em vẫn còn kiểu mới mà chị, đâu có biết gì đâu. Thì khi mà một thời gian sau khi mà làm hài độc thoại, thì em sẽ nhận ra thêm một cái điều nữa, đó chính là em thực sự cảm thấy là em nhất trên sân khấu hài độc thoại. Đó là cái mà em có thể là ngớ ngẩn nhất, cái điều mà xấu xí nhất của em. Nó được đem lên và được mọi người chấp nhận. Sau đó em mới có một cái suy nghĩ là nếu như mà mình đã tạo một cái hình ảnh của mình trên sân khấu là nghiêm túc, chỉnh chu như vậy, mình cảm thấy khao khát được được quay về với lại con người thật của mình trên sân khấu hài độc thoại. Đó là cái... Nhưng mà thì mình hình dung là cái đấy nó sẽ khó hơn mọi người. Cái việc mà quay trở lại với lại chính cái gì đấy mà nó rất là gần, nó thật với mình. Một người, thì mình đoán là Uy là một người làm văn phòng chẳng hạn. Khi mà bước lên sân khấu thì cái sự thay đổi về không gian nó rất là rõ ràng. Nhưng mà là một cái người MC cũng đứng trên sân khấu, xong rồi đứng lên một sân khấu, thì bạn có một cái ranh giới nào mình phải bước qua, mình phải tự nhắc mình hay có cái gì không? Làm thế nào để biết là trong cùng cái sân khấu đấy, nhưng mà đây rằng là tôi, còn kia là tôi là MC ABC? Dạ có. Cái này là anh em, có một anh là anh Minh, anh T Animalia, anh mới phát hiện ra em có một cái nét rất là rẻ. Anh nói khi mà nhìn em giỡn này nọ, nói ủa Dung sao mày cái nét này rẻ nè. Ý là không phải là anh chê gì hết, nhưng mà anh thấy cái nét này nó tự nhiên và nó đúng với con người của em nhất. Là em hay làm mấy cái mặt kiểu ngồi nói chuyện, em cứ làm những cái mặt nói ê Chung mày rẻ lên Chung. Cứ như là tức là lên sân khấu mà làm MC thì phải sang trọng, là kiểu kia rẻ lại. Rẻ lên. Mày bung ra cho tao kiểu sang như vậy, xuống rẻ lên. Em sang chấn tâm lý với câu rẻ luôn á chị, kiểu rẻ lên Chung. Và anh có một cái cách rất là vui khi mà em diễn ở trên á. Thì anh nói dưới anh múa. Anh cứ nhìn là kiểu rẽ lên em, là tự nhiên lúc đó em mới phát hiện là cái việc mà mình làm MC một thời gian nó trở thành một cái sức mạnh, cái cơ bắp rồi. Và mình luôn luôn quên cái việc quay về với bản thân mình, mà mình hay sử dụng cơ bắp. Tại có những lúc trên sân khấu mà mình run, mình không biết nói gì, là mình sẽ quay về cái mood MC, quay về cái kỹ năng MC để mình làm cho nó trôi chảy. Nhưng mà lúc đó mình lại mất kết nối với bản thân. Thì khi mà anh Minh anh làm vậy là em biết ok, quay lại rẻ. Đó là cái cách mà em đang sử dụng để quay lại với bản thân của mình. Thế thì đấy là cái chiều trên sân khấu, cái chiều ngược lại là khán giả. Bạn có nhìn thấy sự khác nhau của khán giả khi mà lúc mình làm MC một cái chương trình với lại lúc mình đang diễn hài độc thoại không? Dạ thật ra thì em thấy chưa có sự khác biệt nhiều lắm. Có hai trang đó là sự trong đời là, đều sự là không ai cười hả? Không, được một cái may mắn là khi mà em làm MC sự kiện thì em cũng có khá nhiều đất để diễn. Và khi mà em làm mọi người cười bởi vì những cái tình huống mà em tương tác với họ, thì em cũng thấy là nó vui. Như cái câu hỏi chị hồi nãy có cái gì nó khác biệt không, thì em nghĩ là cái mong đợi khi mà mình làm MC thì họ không trông đợi nhiều lắm việc mình làm cho người ta cười, miễn là nó vui là được. Còn khi mà đứng trên sân khấu với cái tư cách là diễn viên hay độc thoại thì bắt buộc phải làm cho người ta cười. Tức là cái áp lực, cái áp lực nó có. Dạ, áp lực nó khác. Và cái cách mình tiếp cận cái câu chuyện nó khác nữa. Khi mà mình lên trên sân khấu thì mình phải kiểu giống như là mình là người đại diện cho một cái gì đó. Thí dụ mình đại diện cho một cái đài nào đó, mình đại diện cho một cái công ty nào đó, mình đại diện cho một cái tổ chức nào đó. Còn khi mà lên sân khấu hài độc thoại, mình chỉ đại diện cho mình, không cho một ai khác. Thì hai cái cách tiếp cận em nghĩ đó là nó khác nhau rất 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 nhiều. Về tâm thế, mọi người hay gọi trong hài độc thoại Y Lê, hay gọi là cái tâm thế khi lên sân khấu nó khác rất nhiều. Thế bây giờ có hai show cùng ngày, một show làm MC, một show diễn hài. Thì chọn cái gì? Nếu như bây giờ em sẽ trả lời thật là em sẽ chọn hài độc thoại. Dạ, tại vì
những ngày còn lại em đã có show đủ rồi ấy chị. Wow. Dạ. Không, cũng khá là tự tin. Nói chung là ở thời điểm này em cảm thấy may mắn so với thời điểm trước. Nếu như mà so với thời điểm trước đây khoảng vài năm thôi, chắc chắn em sẽ không chọn Hà Độc Thoại. Ừ. Tại vì em còn phải lo ăn, kiếm tiền. Dạ. Thế nhưng mà nếu mà Thùy Minh đặt ra một cái giả thuyết là khi bạn làm hài độc thoại có cả một nhóm Sài Gòn Tiếu, nếu không có Chung thì vẫn có thể có những người khác, show nó vẫn diễn ra. Nhưng mà khi bạn làm MC thì có thể nếu không có MC, cái người MC dẫn từ đầu đến cuối đó thì cái show này nó sẽ không thành. Tức là về độ cấp thiết mà nói thì làm MC trong cái show kia nó có sự cấp thiết hơn chứ. Tại sao lại nghiêng về phía hài độc thoại? Dạ, em nghĩ là do cái lựa chọn của em hiện tại là em muốn, em hơi ích kỷ chút xíu. Em muốn ưu tiên về bản thân của mình nhiều. Dạ, em muốn ưu tiên về bản thân của mình nhiều hơn một chút xíu. Thật ra em thấy là MC trên sân khấu thì thật sự cấp thiết thật. Đối với những chương trình mà họ chỉ cần những người giống như em á. Tại vì có những cái chương trình đôi khi họ chỉ mà họ cần một người có thể trang trọng để có thể dẫn những cái phần lễ, rồi sau đó có thể quẩy cùng với nhân viên của họ trong phần hội, rồi có thể kết nối giao lưu với mọi người. Còn lại đa số những chương trình thì em nghĩ là nếu như mình họ không chọn mình, họ sẽ chọn một người khác. Còn cái bản thân của mình trên sân khấu ngoài độc tài thì em nghĩ mình sẽ ưu tiên bản thân của mình hơn. Ok, thôi Chung uống cà phê đi, xin lỗi vì vào đầu chương trình đáng lẽ là phải phải mời khách uống cà phê. Hôm nay khách lại còn chọn màu tiệp với cốc cà phê nữa. Lâu lắm rồi em mới uống lại cà phê sữa mà trong cái ly cối này á. Ly cối. Em gọi ly cối, ngày xưa nhà em bán nước cái gì. Bán cà phê nữa cái kiểu. Nhưng mà Chung còn nói một cái ý mà trước khi mà chúng tôi vào quay, đấy là cà phê sữa thì Chung chỉ uống 2 ly một ngày thôi, nhưng mà nếu mà là cà phê đen thì thậm chí là 5 ly. Tại sao có cái sự khác biệt này? Em nghĩ một phần lớn là phần sữa. Sữa nhiều uống nó ngấy á chị. Một ly, 2 ly là ok. Còn cà phê đen á, thêm thông tin nữa là 5 ly một ngày chị Minh. Là ngày lúc mà em về quê á. Là ba em rảnh là cứ pha cà phê đen uống. Mà ba mỗi khi ba pha là ba lại nói Chung uống cà phê không? Thì em nói dạ uống. Đó, đó. Thế là hai cha con người lì cứ uống. Cái lát nữa ba hỏi Chung uống cà phê không? Thế lại ba ly, pha thêm một ly nữa. Ngủ trưa dậy lại uống. Chiều lại uống, rồi tối lại uống thêm một ly nữa. Em thấy nó không có vấn đề gì khi mà uống cà phê đen. Mà đúng cái mà. Cảm giác uống với ba nó vui. Đúng. Thì mình cũng nhìn vào cái góc độ đó là đôi khi có vẻ như là cái mối quan hệ của bạn với ba là thân nhau đúng không? Dạ, thân nhau. Ba em, thật sự em với gia đình em có mối quan hệ tốt. Chứ thật ra thì về tâm sự này nọ thì nó cũng hơi khó. Tại vì em cũng nghĩ là do khoảng cách thế hệ. Thì mình cũng chọn hay hỏi câu chuyện về gia đình. Nhất là ở cái thời điểm này mình cũng đã rất là sát Tết rồi. Cái chuyện mà trở về với gia đình hay là cái mối quan hệ với gia đình có lẽ là nó rất là quan trọng với mỗi người. Và sau này khi mình đã phỏng vấn rất là nhiều người rồi thì mình thấy là có sự khác nhau giữa hai nhóm người. Nhóm người mà có mối quan hệ thân thiết với gia đình thì họ có một cái sự ấm áp nào đấy. Còn có những người không có được cái may mắn đó, họ có trục trặc gì đấy với gia đình thì nó cũng rất là quyết định cái suy nghĩ và chặng đường của họ. Một cái người mà ngồi hay ngồi phỏng vấn ấy, thì sẽ nhìn thấy cái điều đó. Nhưng mà cha mẹ bạn nghĩ gì về cái hành trình của bạn hiện tại? Có bao giờ xem bạn diễn hài độc thoại không? Dạ, thật sự ra ba mẹ em luôn theo dõi em ở nhiều hoạt động, tất cả hoạt động của con mình. Nhưng mà ba mẹ em không biết là nó đang làm cái gì. Có nghĩa là thấy nó lên là vui, ok, cũng được đó con, kiểu kiểu ủng hộ. Nhưng mà trước đó thì có bao giờ bố mẹ em thể hiện cái mong muốn là muốn em trở thành ai không? Dạ có. Trước đây, trước khi mà em đến với một quyết định rất lớn của cuộc đời là em gần đại học. Rất mong muốn em làm gì làm miễn là phải có một cái chỗ đứng trong xã hội. Tại vì ba mẹ làm quá cực khổ rồi. Ba mẹ em không có mong muốn trực tiếp là con phải làm cái này, con phải làm cái kia. Nhưng mà đưa ra những cái gợi ý rất là trực tiếp. Ví dụ
làm công an nha con. Kiểu tại vì nhà em cũng kiểu giống như là có một truyền thống về làm công an. Và nhà họ nội có truyền thống là làm công an nha con. Mà trong mặt em cũng... Em mà lưu làm công không chị, em nghĩ em mà vô em làm công an là em nói chuyện với tội phạm không luôn á. Rồi nói chuyện thôi đó chứ. Em không có khả năng đó. Em nghĩ là em không làm được. Dạ. Ba mẹ thì luôn hướng con cái làm văn phòng cho nó nhẹ nhàng. Em thì em lại thích đi đứng nhảy nhót hơn. Hơn là ngồi chỗ. Quay về cái câu chuyện sự nghiệp đó, em có coi hài độc thoại sẽ trở thành được một sự nghiệp không? Tất nhiên là ở cái thời điểm này nó rất là mới, đúng không? Dạ đúng rồi. Bản thân Sài Gòn Tếu mới có một năm. Dạ. Và cũng sinh ra trong thời Covid. Em chỉ tin rằng cái thời gian em làm MC thì nhiều hơn em làm hài độc thoại. Có một cái đánh cược liên quan đến sự nghiệp ở đây được không? Dạ có, thật sự là em có suy nghĩ về cái sự nghiệp với hài độc thoại. Em thấy cái cách tiếp cận của em với hài độc thoại nó cũng giống như cách tiếp cận của em với MC vậy chị. Trước đây em vẫn không nghĩ là MC sẽ là một sự nghiệp của em. Khi em làm một thời gian 2 đến 3 năm, em bắt đầu suy nghĩ kỹ về nó. Tại vì thứ nhất là về cái sự phù hợp của em với công việc này. Thứ hai là tài chính. Mọi thứ đều ủng hộ em để em có thể bắt đầu nó là một sự nghiệp nghiêm túc. Thì khi mà em bắt đầu sự nghiệp MC được một thời gian thì tiếp tục nó sẽ đến một cái hài độc thoại nó... Cái cảm giác của em nó giống như là khi mà em làm MC vậy. Và em nghĩ rằng trong tương lai khi mà em diễn thêm được nhiều, có nhiều set hay, thì em nghĩ em sẽ nghĩ nó và muốn phát triển nó ở phần sự nghiệp. Ở một khía cạnh nào đó em nghĩ hài độc thoại và MC nó có tương đồng. Và mình hoàn toàn có thể mở rộng cái phạm vi MC của mình bằng hài độc thoại. Tại vì em thấy trước đây trong những tất cả những chương trình luôn, chắc chắn chị cũng biết rõ là thường người ta sẽ mời một người làm host thì không xuất thân từ MC. Em thấy rất là nhiều nha, em thấy suy nghĩ tại sao ta, là do MC không đủ hay là do một lý do nào đó. Tất cả những chương trình thí dụ như host là một streamer, là một ca sĩ, là một diễn viên, là một người mẫu. Em nghĩ nếu như mình bắt đầu cái hướng này thì mình có thể trở thành một diễn viên hài độc thoại có khả năng MC. Thì em nghĩ đó là một trong những cái lợi thế rất là lớn. Nhưng tại sao không phải là một MC có khả năng diễn hài? Em nghiêng, em nghĩ đến khi mình nhắc đúng không, mình có hai cái kỹ năng chính ở đây là chuyện dẫn chương trình và chuyện diễn hài. Thì mình nghĩ là hai cái kỹ năng này nó không có tương đồng với nhau, nó có thể bổ trợ cho nhau. Dạ đúng rồi. Và cái câu hỏi của Thùy Minh thì nó đang nghiêng về hướng là bạn có thể chọn trở thành một cái diễn viên hài độc thoại mà có một cái kỹ năng MC hay không, đúng không? Nhưng bây giờ tại sao Trung có nghĩ về một cái phương án là bạn vẫn là MC là chính nhưng mà chỉ có kỹ năng của diễn viên hài độc thoại không? Hay là như thế thì chúng ta có nhiều rồi. Dạ, nó lại quay về bản thân của em á chị. Em nghĩ khi mà em tiếp cận với em xin lỗi, em nghĩ là khi em tiếp cận với cái vai trò là một diễn viên hài độc thoại thì em quay về bản thân của mình trước, em phát huy nó, và cái kỹ năng MC của em đã có rồi. Thì sau này em chỉ cần sử dụng những cái đó giống như là cái kiếm hoặc là cái gương, cái khiên nọ, thì em sẽ sử dụng trong công việc thôi. Cái thiếu, em nghĩ là cái mà em muốn phát triển nhất hiện tại đó chính là bản thân. Bản thân, tại vì em thấy khi mà mình đứng trên sân khấu với khía cạnh bản thân nha, mình nói về câu chuyện của bản thân mình, nó một sức mạnh cực kỳ lớn so với việc là em đứng trên sân khấu với việc em là một MC. Em thử rồi chị Minh. Em thử là khi em lên sân khấu em làm MC và em kể chuyện vui. Nhưng mà tự nhiên khi mà mình nói với mọi người hôm nay em sẽ không làm MC nữa. Em biết là em làm MC, em không làm MC nữa. Này em quay về con người thật của mình. Và nó sẽ có những cái thiếu sót, nó sẽ có những cái như em nói là nó ngớ ngẩn cái gì. Nhưng mà em nó rẻ gì, nhưng mà em thích, em phải quay về cái đó. Nó là con người của em. Khi mà em nói ra như vậy xong, mọi người bắt đầu cảm thấy thả lỏng. Em để ý nha chị Minh, khi mà em lên nói, em chỉ cần nói vài câu với cái tông giọng MC rồi là mọi người bắt đầu vô mood, chuẩn bị coi chương trình này. Chứ không phải là nghe hài nữa. Khi mà em nói vậy xong, mọi người bắt đầu thả lỏng mình hơn và người ta chấp nhận mình hơn. Và từ đó những câu chuyện của em đến được với nhiều người. Em nghĩ là đến được với khán giả. Và em cảm thấy hạnh phúc khi mà em kể câu chuyện đó.
Thì mình cũng luôn mình luôn đánh cược vào những cái hành trình mà đi tìm lại cái giá trị bản thân. Người trẻ ở phương Tây thì được khuyến khích rất là nhiều tìm thấy cái bản thân họ từ lúc rất là sớm. Nhưng người trẻ ở Việt Nam, mình không biết là bao nhiêu phần trăm là đúng, nhưng mà bản thân thì mình cũng như vậy. Tức là mình hay được có những cái kỳ vọng là trở thành ai đấy. Và sau khi mình đạt một phần cái kỳ vọng của những cái người khác, bố mẹ mình, họ hàng mình, thì bắt đầu mình mới có thời gian để mình đi tìm bản thân mình. Có thể ở cuối cái chặng đường đấy á, mình vẫn tìm thấy chính là cái người mà người khác đang kỳ vọng vào mình. Nhưng ít nhất nó phải có cái hành trình đi tìm. Nên cái việc của Trung, cái vai trò của Trung ở Sài Gòn Tếu nó thú vị ở chỗ đấy. Và thì mình nghĩ là đây là hành trình quan trọng. Nhưng mà có thể nó sẽ kéo dài hơn mình tưởng. Nó không chỉ từ việc là sân khấu với tư cách là MC sang sân khấu Hài Độc Thoại. Có thể sau đấy nó còn là một sân khấu nào nữa, mình không thể biết, xiếc chẳng hạn, đúng không? Không thể biết được. Nhưng mà bây giờ bởi vì là thời điểm năm mới nên thì mình có một cái wow. Có cảm một ơn cái, chị. Chưa biết gì cái gì mà cảm ơn. Nhưng mà phải cảm ơn trước dạ. Ở nhà gia đình là giờ bắt khoanh tay là chúc Tết. Không, nhưng mà cái này không như mọi người tưởng đâu. Bây giờ mình chỉ book chúc thôi. Mình bốc một cái bất kỳ ở đây chứ rồi có mấy cái trong lộ lộ. Ở trên là có một câu chúc đúng không chị? Đúng rồi, nó chỉ là cái câu chúc thôi. Bây giờ nghe này cho nó bí hiểm. Đây là lời tiên đoán về năm Covid thứ hai của bạn. Nghe giống như tarot vậy ta. Có năng lượng vũ trụ sẽ cho em bốc cái nào. Thì biết ngay. Em đọc luôn được không chị? Đọc luôn được không chị? Chứ rõ đó ngay sờ sờ này. Hai mấy tuổi đầu vẫn là em bé. Đúng không? Cũng đúng hả? Dạ đúng rồi chị. Em bỏ qua một cái thời điểm lớn lên đó chị. Nghĩa là như hồi nãy chị nói, mình luôn sống vì người khác và mình bỏ qua thời gian em bé của mình. Mình không tận hưởng đó. Em nghĩ là hai mấy tuổi đầu vẫn là em bé. Cái này là một câu chúc và một cái câu mà em nó nói với em á, à nên như vậy. Thời điểm này nên như vậy, nên sống đúng tuổi. Đừng. Cảm ơn chị Minh. Thế nhá, chúc năm mới vui vẻ, chúc những tách cà phê bên cạnh ba vẫn uống được thật là nhiều. Cảm ơn chị. Chúc cái hành trình Hài Độc Thoại, hoặc thực ra là bất kỳ hành trình nào, nếu bạn muốn thử thì sẽ thành công. Cảm ơn chị Minh rất là nhiều. Thật sự cho em nói thêm một chút xíu, em chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có một ngày em ngồi ở đây đối diện với chị Minh một một và đến với chương trình Have a Ship này. Rất là cảm ơn chị Minh. Hy vọng rằng sẽ quay lại mood MC rồi. Em hy vọng á, dạ rẽ lại nhẹ, hy vọng là có một bữa nào đó quay lại nói chuyện với chị Minh. Rồi, cảm ơn Trung. Cảm ơn chị Minh, sự cảm ơn khán giả. Trong cái dịp mà rất là đặc biệt cho Tết thì mình quyết định mình làm một cái Have a Sip Marathon, tức là mình chạy liên tục thật lâu qua tất cả các nhân vật của nhóm Sài Gòn Tếu. Hôm nay mình có... Em là Hiếu thứ mấy nhỉ? Phải thứ 5, thứ 6 em là đúng không? Em là Hiếu thứ 12, cả một con giáp. Xin chào mừng Phương Nam đến với Have a Sip. Chào chị. Và nếu mà coi cái độ trải đời là màu của cốc cà phê thì em ở level thứ hai. Chắc là một ly bạc xỉu. Một ly bạc xỉu. Nếu mà coi một cái món đồ uống này nói rất là nhiều về Nam thì có đúng hay không đúng nào? Thật sự là đúng. Thật ra em có suy nghĩ về cái việc đó. Thì thật ra em có gặp rất là nhiều người anh hoặc là người chị mà mọi người uống những cái ly cà phê đen và có thể là không đường nữa. Thì em cảm thấy là họ là một người mà họ có rất là nhiều thứ từng trải ấy, tức là họ có rất là nhiều kinh nghiệm sống và họ có nhiều cái chiêm nghiệm trong cuộc đời. Thì họ rất là thích uống những cái thức uống nó đắng và nó khó uống hơn những người khác. Nhưng mà em không bao giờ em uống được, mà em chỉ uống được một là bạc xỉu, còn nếu mà hơn nữa chắc là cà phê sữa. Mức độ thứ ba. Tại em thích gì đó ngọt ngào. Nhưng ok, thế thôi, coi như mình cứ dễ chịu với nhau. Một người không trải đời nhiều lắm. Nhưng mà khi mà em đứng trên một cái sân khấu làm diễn viên Hài Độc Thoại thì cái sự trải đời này có cần thiết với em không?
Em nghĩ là nó lại có. Tức là nói trải đời thì không đúng, nhưng mà chúng ta đều có những cái trải nghiệm khác nhau. Trải nghiệm và trải đời thì em nghĩ nó là hai phạm trù khác đúng nhau rồi. Nhưng thật ra em là một người khá là nhiều trải nghiệm. Tại vì em thấy là em có một cái tư duy nó khác người. Tức là cái câu hỏi mà em hay hỏi và hay buộc miệng nói ra nhất là ủa tại sao. Thì cái tư duy đó là cái tư duy mà làm cho em thấy là ủa tại sao tôi phải làm cái này, ủa tại sao nó lại như vậy, ủa tại sao tôi phải đậu đại học. Thật ra mình có đậu. Thật ra em có đậu. Em chưa tốt nghiệp thôi. Dạ thì những cái câu hỏi đó làm cho em nghĩ ra những cái ý tưởng để em diễn hài. Và em thật ra em, những cái set diễn của em luôn luôn là những câu hỏi. Và em share với mọi người về những cái đó. Tại sao người ta lại dirty talk? Tại sao tiếng Việt nó lại như thế này? Ủa tại sao em lại bắt đầu làm Sài Gòn Điện Thoại? Thật ra thì cái tính cách của em là cái tính cách nói nhiều. Thích nói và thích được lắng nghe. Cái đó em phải công nhận. Em lắng nghe rất dở nhưng mà em thích được người ta lắng nghe. nghe nó chán quá. Thì ngay từ bé là em được thầy cô nói là thằng này nó học thì không học, mà nó xuống thì nó nói trong lớp. Và mẹ em cũng nói là em nói nhiều. Thì nhưng mà được cái là lại vui. Tức là cái sự nói nhiều của em không làm cho người khác khó chịu, mà lại đem lại cái sự thoải mái, vui vẻ được. Tại cái sự gọi là sao ta, phản hồi của mọi người với cái chuyện đó của em. Ví dụ như em nói chuyện thì thay vì bạn em nó kêu mày im để cho tao học, thì những cái đứa học giỏi mà em nói chuyện với nó bỏ học để nó nói chuyện với em. Quen lắm, vì là mấy người mà thi Việt Nam Idol họ hay, họ hát thì rất là dở ấy, nhưng mà họ rất là hay nói với ban giám khảo là bạn em luôn khen em hát hay đó. Nhưng mà cái này hát với lại nói chuyện em nghĩ chắc nó khác nhau. Thì cứ coi như chị tin. Và như mọi người khác thì em cũng thích hài độc thoại qua YouTube. Tức là em xem của nước ngoài và em thích cái cảm giác là ô tự nhiên tôi được đứng lên tôi nói và tất cả mọi người nghe và mọi người cười với tôi. Thì đó là cảm xúc mà em vẫn luôn muốn có trong những cái cuộc trò chuyện. Thì đến một cái hôm mà em đại học năm thứ 2, thứ 3 nào đó, bắt đầu em rơi vào một cái vòng lặp. Tức là một ngày của em không có một cái gì mới hết. Mọi thứ nó lặp đi lặp lại y như một cái cuốn băng. Và nó gần như là em bị tôi là ai và tại sao tôi có rất, em cảm nhận được là mình có rất nhiều năng lượng, mình có rất nhiều thứ mình muốn làm, nhưng mình không biết cái gì nó phù hợp với mình. Mình không biết là tại sao mình vẫn ngồi ở nhà trong khi bạn bè của mình nó đã đi rất là nhiều nơi. Em thậm chí em còn rất là ít đi du lịch. Em rất là ít đi du lịch. Thì em bị một cái sự khó chịu trong người. Và một hôm thì em ngồi xem thời sự với ba, thì thấy một cái ông nước ngoài là ông là người đầu tiên đem cái gọi là cộng đồng và cái văn hóa của hài độc thoại vào Việt Nam mình. Nhưng mà lúc đó là cộng đồng dành cho người nước ngoài và nó bằng tiếng Anh. Thì ông mở lên một cái cộng đồng bằng tiếng Anh. Thì em thấy Facebook của ông, em mới nhắn tin cho ông. Em nhắn một chàng bằng tiếng Anh là tôi rất là thích hài độc thoại nhưng tôi không biết phải làm thế nào và tôi rất là muốn tham gia vào cái cộng đồng này. Ông có thể giúp tôi không? Thì ông nhắn lại cho em một dòng chữ đó là I don't understand. Tiếng Anh của em nó quá tệ chị. Tiếng Anh của em quá tệ. Một cái phát là lúc đó em đang dạy tiếng Anh online. Online. Tức là em ngồi ở nhà và em dạy cho những người cơ bản thôi, tiếng Anh cơ bản thôi. Thì em cũng cố gắng để em nói lại cái nội dung mà em đang muốn truyền tải. Thì ông mới kêu là thế thì tao hẹn mày một buổi đến cà phê. Thì cái buổi đầu tiên em đến cà phê thì em mang cái tâm thế là ô tôi sẽ được dạy và được học về hài độc thoại và tôi sẽ bắt đầu con đường vào. Thì lúc em tới ông hỏi là ơ mày có diễn không? Cái em mới kêu ủa là sao, ủa cái gì, tức là kêu tôi tới đây để dạy cho tôi mà bây giờ hỏi tôi có diễn hay không. Thì em có hơi thắc mắc. Thì cái buổi hôm đó lại là một cái buổi open mic, là cái buổi mà để tập, để tất cả những diễn viên hài người ta tập và người ta thử những cái chốt mới của người ta. Thì em tới đó ông kêu là nếu mà mày không diễn thì mày có thể xem. Thì khi em tới thì em thấy mọi người, em quan sát thì em thấy mọi người có một cái tập tính không phải tập tính, một cái điều chung mọi người luôn làm, đó là mọi người cầm một tờ giấy, mọi người viết cái gì đó. Thì khi mà em thấy họ lên trên sân khấu và họ cầm cái tờ giấy thì em mới biết là họ viết ý tưởng và những cái câu đùa ra. Thì bắt đầu em mới hiểu là ok, bây giờ bước đầu tiên phải có ý tưởng đã, phải có những cái câu đùa đã. Em mới lấy cái bút và tờ giấy em mượn, em xin và em viết những cái gì mà mình nghĩ là nó vui ra. Thì đến cuối chương trình thì em xin phép em lên em diễn thử 5 phút những cái ý tưởng đó. Thì thật ra là nó không có vui, tức là những cái thứ mà em viết ra nó không có vui, nhưng mà cái cách mà em đứng trên sân khấu, tức là
chắc là cũng may mắn là chắc trời cho gì đó, cái duyên gì đó, nhưng mọi người hay nói như vậy, thì mọi người rất là thích em. Tức là cái cảm xúc mà em đem lại trong cái sense hôm đó rất là vui, và mọi người kêu là ô thằng này dễ thương, mặt thằng này rất là dễ thương, thì mọi người kêu là ô được, thằng này được. Và bắt đầu từ đó là cái lần đầu tiên em bước vào hài độc thoại, và cái ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên mà em gặp anh Uy Nguyễn. Anh Uy Nguyễn là một trong những khán giả ngồi dưới, và lúc mà ông lại ông xin Facebook của em thì em tưởng là ông cua em hay là cái gì đó. Thật ra là ông hỏi em một câu là em có muốn diễn hài độc thoại tiếng Việt không, thì em kêu là mọi thứ nó quá nhanh, tức là em mới diễn lần đầu bằng tiếng Anh và em chưa biết là tiếng Việt em có diễn được không, thì em kêu là dạ thôi chơi luôn. Thế là lần thứ hai em diễn hài độc thoại là em diễn bằng tiếng Việt. Và từ đó trở đi thì đến bây giờ là Sài Gòn Tếu. Ok, ai cũng có một sự bắt đầu. Yeah. Nhưng cái duyên, tức là trước đó là em chưa bao giờ cảm nhận được cái duyên sân khấu đấy à? Hay là dạ, có rồi. Có một cái gì đấy dạ, rồi, có rồi. Đúng không? Thật ra thì em đã từng hoạt động, gọi là hoạt động điện ảnh. Tức là trước đây có một cái phim trước đây có một cái phim đó là Một Ngày Không Có Em. Chị biết cái phim đó, phim cái bài hát này là Ngày Ấy Anh Tặng Em Nhanh Hóa Sao gì đó, tức là lâu lắm rồi. Thì trước lúc em học lớp 4 thì có một cái hãng phim đó, chúng ta lại đi là một câu chuyện tiếp theo. Có một hãng phim nó tuyển diễn viên nhí thì em mới tham gia. Em ứng tuyển, thì lúc đó ba mẹ em cũng kêu là trời ơi, cả gia đình mình ba đời không ai theo nghệ thuật, không một ai theo bất kỳ nghệ thuật, kể cả đờn ca múa hát hay là văn vẽ, không ai theo hết. Thì em không biết, em thích thôi. Thì không ngờ là đậu, và em được đào tạo 6 tháng. Và trong 6 tháng đó thì chỉ có 10 người đậu, là em vào 9 người khác. Thì em và vài bạn nữa được đi đóng phim. Thì em đóng cái phim đó khoảng 7 tập đầu. Nhưng mà đóng phim thì nó lại dẫn đến một cái việc là đoàn phim tới trường và bứng em đi trong khi em đang học. Và ba em thì là một người rất là nghiêm khắc, và ba em kêu là tôi không đồng ý con tôi như thế. Và ba em chặn hoàn toàn. Và cái giọt nước chặn ly cuối cùng là hãng phim Phước Sang, thì phải hãng phim Phước Sang lúc đó là còn là phim nhựa, có một cái bản hợp đồng, muốn ký hợp đồng độc quyền với em, thì ba em kêu không. Và từ đó ba em không cho em đi diễn nữa. Và sự nghiệp điện ảnh kết thúc từ đó. Nhưng mà em thấy đó là quyết định đúng đắn của ba, một quyết định vô cùng đúng đắn. Thì em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là quay lại, hay là bây giờ em có nghĩ? Em không thiết tha lắm. Em thấy vui. Em thấy vui khi em được diễn. Và thật ra là trong suốt quá trình đi học trong trường thì em vẫn luôn đóng kịch, em vẫn luôn làm đạo diễn những cái vở kịch hay là những cái gì đó, tiểu phẩm gì đó. Và em thích khi mà được diễn cho sân khấu. Nhưng mà em cảm thấy cái thế giới, tức là em đánh đồng nghệ thuật và showbiz nó giống nhau. Tức là lúc còn nhỏ thì đánh đồng giống nhau, em kể là ok, cái thế giới đó phải của mình. Tại vì mình là một cái người không có drama, không có thích những cái gì nó quá áp lực, cho nên là em sợ. Và em muốn một cái cuộc sống nó vui vẻ bình thường thôi. Tức là mình có một cái nơi an toàn để mình làm những thứ mình thích một cách thoải mái. Xong, đó là mục tiêu của em trong cuộc đời. Nó không quá lớn lao. Ok. Quay về với Have a Sip nhá. Em xem chương trình này rồi đúng không? Dạ. Có một câu hỏi lúc nào thì mình cũng hỏi. Bây giờ khán giả đang ngồi thử nghĩ xem là trong mấy câu hỏi mà lúc nào mình cũng hỏi, thì bây giờ mình sẽ hỏi câu hỏi gì? Đây là câu hỏi rất nổi tiếng, câu hỏi lên hoang đảo. Lên hoang đảo? Wow. Đấy. Nói chung là nói là xem, nhưng mà chưa chắc đã nhớ là xem bao nhiêu đấy. Ok. Nếu bên ngày mai em phải lên hoang đảo, không biết ngày trở về, em mang cái gì theo? Cái một thứ gì? Thôi. Một thứ. Chết rồi. Một thứ. Trời ơi, chết là cái câu hỏi này sẽ thách của em rất là nhiều thời gian. Thiệt sự. Tôi nghĩ chị có nhiều thời gian. Này, nhưng mà trước khi em trả lời câu hỏi đấy đấy, em mỗi lần mà em đi, em chơi một cái trò chơi là không chớp mắt á, thì em có luôn thắng không? Em không biết. Chưa chơi bao giờ á? Dạ chưa. Tại trước mặt em buồn cười ấy, để mà chim em không biết. Thì em nghĩ cái đó nó sẽ phụ thuộc vào cái việc mắt mình có dễ bị khô hay không, và tùy mắt mỗi người đó. Ví dụ như Uy Lê ông chết mà chị đâu có biết. Để lên hoang đảo và mang một thứ. Em nghĩ sẽ là một cái áo khoác. Em không biết nha, nhưng mà với tất cả những cái thứ và nó tất cả những cái ý nghĩa sâu xa thì em không muốn nghĩ tới. Em chỉ nghĩ là ok, bây giờ khi mà em chuẩn bị làm một cái thứ gì đó vô cùng đặc biệt và vô cùng kinh khủng thì em luôn luôn mặc cái áo khoác.
trong tất cả những cái set như dạ. Tất cả những lần em bước lên sân khấu, tất cả những lần em diễn, em luôn mặc cái áo khoác. Nó sẽ là những cái áo khoác khác nhau nhưng mà sẽ là một cái áo khoác. Cái áo khoác nó đem lại cho em cái cảm giác là thứ nhất là nó đẹp, nó là một cái thứ để em phối đồ, nó là một cái thứ phụ kiện. Thứ hai là làm cho em cảm giác an toàn. Và em không có bị gió mái nó phấp phới và nó kiểu nó làm cho em bị rén á. Em không biết tại sao nhưng mà đó là cái cảm giác mà khi mà em mặc áo khoác em sẽ cảm thấy tự tin hơn và mình sẵn sàng để mình làm mọi thứ hơn. Thì thật sự để mà nói là đem một cái gì thì chắc là áo khoác nó cũng tốt, tại vì sẽ lạnh và sẽ không có chỗ trú ngụ cho nên áo khoác nó sẽ là một cái gì đó để ok bây giờ mày an toàn trước rồi đã, mày ổn định trước rồi đã, xong đó thì mày sẽ sinh tồn với cái áo khoác đó. Sao thì mình không biết là khán giả có cảm thấy giống như mình thích cái bộ óc này ghê luôn. Nếu mà có thể lấy ra mà ngắm nghía thì mình nghĩ là nó cũng nhẹ là, bởi vì là Nam có cái gì đấy rất là buồn cười, có duyên nhưng mà có đủ cả cái tính thực tế trong đấy và có cái sự nhảy cóc của những cái phạm trù khác nhau. Thì mình nghĩ đây là cái tính concept cực kỳ quan trọng của việc làm hài độc thoại. Không biết tại sao nhưng mà khi mình đã trò chuyện với rất là nhiều người trong cái show này rồi ạ, thì mình thấy là họ đều có một cái hình thái khá là đặc biệt mà mình gọi là one man show. Tức là dù ở đằng sau trong sân khấu các bạn có thể bàn bạc với nhau đúng không? Các bạn có thể lấy giấy bút viết ra ý tưởng. Nhưng mà khi mà bạn đứng ở trên sân khấu ấy, nó vẫn là bạn và chỉ có bạn thôi. Và bản thân Y Lê có nói cái ý rất là hay, đấy là mình không có thể đổ lỗi cho ai được hết vì tất cả là mình. Nhưng mà cái hành trình mà những khách mời khác của Have a Sip ấy, khi họ viết một cái cuốn sách cũng là chỉ họ thôi này. Hay họ làm một cái vlog thì cũng là one man show, họ phải tự edit, họ phải tự làm kịch bản. Có một cái vẻ đẹp của cái việc là ở một mình và làm một mình. Thì bây giờ tiếp nhá. Bây giờ cầm áo khoác lên hoang đảo rồi. Lại nói một chút là trước khi mình quay này là thì mình cứ thấy cởi ra cởi vào, xong cuối cùng là dù trời rất nóng nhưng mà vẫn mặc cái áo khoác này. Bạn nghĩ là việc gì bạn sẽ làm đầu tiên khi bạn vừa cái thuyền của bạn nó vừa cập vào cái đảo đó? Cái việc đầu tiên khi mà vừa cập vào cái đảo thì em sẽ đi kiếm một cái chỗ mà nó không nắng để em ngồi. Và đó là cái chỗ mà để mình trú cái đã. Tại vì thứ nhất là em rất là sợ những đầu tiên là những cái thứ mà tự nhiên nó tác động vào mình mà mình không stand được, mình không chịu được những cái thứ tự nhiên, thì những cái thứ khác nó tới thì làm sao mình chịu được. Cho nên là em nghĩ là em sẽ đi kiếm một cái chỗ mà nó an toàn, nó có cái góc nào đó và mình sẽ ngồi, bắt đầu mình sẽ suy nghĩ những cái thứ mình sẽ làm sắp tới. Thật ra em sẽ không suy nghĩ gì đâu. Là cái gì? Em là một người không có kế hoạch. Hầu như tất cả mọi người hỏi em là mày có kế hoạch gì tuần sau, kế hoạch gì vậy, rồi kế hoạch trong năm nay là gì, em kiểu không. Em là một đứa rất là thích tùy cơ ứng biến, tức là cái gì tới thì em sẽ đối mặt với nó một cách thoải mái hoặc không thoải mái, nhưng mà em sẽ thích cái gì tới nó tới và mình sẽ từng bước thôi. Còn kế hoạch thì em không giỏi làm kế hoạch và em nghĩ là có kế hoạch đi nữa em cũng không giỏi để follow cái kế hoạch đó. Nó là cái tính cách của em. Cho nên thế thì nó rất là ngược với cái việc không hẳn là ngược. Nhưng mà cái quá trình mà bạn sẽ diễn một cái phần hài độc thoại là bạn phải có kế hoạch chứ. Dạ đúng, phải có đó kế là hoạch cái script là... đúng rồi, khúc đấy người ta phải cười chứ đúng không, rồi nó mới đến cái việc là lên sân khấu thì chuyện này chuyện kia nó xảy ra và mình xoay sở. Dạ. Thế thì bạn lập kế hoạch cho cái việc không lập kế hoạch đấy như nào? Để mà nói thì thật ra là cái cách luyện tập và cái cách mà chuẩn bị cho một cái set diễn của em nó khác hoàn toàn với tất cả mọi người. Thứ nhất, trước đây thì em không có viết ra một cái kịch bản mà em sẽ gạch đầu dòng những cái ví dụ như cái set Dirty Talk của em đúng không? Dirty Talk, Sugar Daddy, bố mày là ai, ví dụ như vậy. Em sẽ ghi keyword thôi. Và sau đó em sẽ ngồi, xong bắt đầu em tưởng tượng là ok bây giờ mình lên mình sẽ nói cái gì. Tức là em cảm nhận là em có cái đầu óc rất là bay. Em bay lung tung và em có thể rất là rõ và chi tiết về những cái thứ em tưởng tượng. Và một trong những thứ chi tiết nhất đó là cái cảm xúc của em. Tức là khi mà tưởng tượng về một cái gì đó thì em sẽ luôn luôn có cái cảm xúc với nó và nó sẽ đem lại cảm xúc thật cho em luôn. Thì khi mà em nhìn một cái set diễn của mình với những cái keyword đó, em sẽ ngồi kêu là ok bây giờ mình sẽ lên mình diễn như vậy. Và em không bao giờ em nói ra, hay là không bao giờ em đứng trước gương để em kiểu là ok mình sẽ nói thế này, mà em chỉ suy nghĩ trong đầu thôi, em tưởng tượng cái sự đó trong đầu thôi. Và đó là kế hoạch của em. That's all. Tức là em không có viết ra và em không có vạch ra một cái hệ thống nào cả. Em chỉ kiểu ok bây giờ mình sẽ lên và mình làm những thứ mình sẽ phải làm. Là những cái này mình sẽ phải nói và làm sao để cho nó tự nhiên nhất. That's all. Đó là cách em luyện tập. Và đến sau này và hiện tại bây giờ thì em bắt đầu không viết nữa.
em không viết, em không có một cuốn sổ và không có một cái nào để em ghi những cái ý tưởng của em ra nữa, mà em bắt đầu em ví dụ em nghĩ ra một cái ý nào đó thì sau đó em đi kể cho mọi người. Em sẽ kêu ê vũ ra đây, ê anh em kể cho anh nghe cái này nè, sau em kể là y như là em diễn, tức là em làm cho mọi người cười với cái ý tưởng đó, và khi em diễn cho khoảng 3 người bắt đầu em sẽ thuộc. Và khi em lên em diễn trên sân khấu thì em diễn lại những cái thứ đó thôi, và hầu như là 50% là những thứ chúng ta chuẩn bị trước, và 50% là những thứ mà em improv, em tung hứng trên sân khấu và tương tác với khán giả. Thế mình nói về cái chữ thuộc đấy nhá. Yeah. Thì mình cảm giác như nếu mình là người tạm gọi là go with the flow, tức là mình tình hình đến đâu thì mình đánh đu theo đến đấy. Yeah. Đúng không? Thì mình thường không bao giờ đánh đu lại một thứ y chang như cũ. Giả sử mình thuộc thì thuộc ý thôi. Yeah. Còn đến lúc mà thì mình đã từng đứng trên sân khấu với tư cách là người dẫn chương trình. Yeah. Thì mình không bao giờ mình nói được đúng cái câu mà mình đã tập hoặc là viết trước đó. Mình không phải là vì mình không nói được, mà mình thấy một sự chán nản nó lan tỏa trong cơ thể mình nếu mình lặp lại đúng cái điều đấy. Thế Nam như nào? Nam có phải là em đã tạo ra một cái hệ thống thuộc mà như không thuộc đấy để mà em đỡ chán không? Em không có đặt tên cho cái thứ hệ thống mà em đã sử dụng, nhưng mà em nghĩ là nó có. Tức là bằng một cách nào đó em chỉ kiểu là ok, thật ra thì người ta đã xem mày nói cái này với cái phong cách là mày. Người ta không có yêu cầu bất kỳ cái gì nó phải y chang như cũ cả. Chỉ việc lên ok mày phải nói những cái ý này, bây giờ mình lên mình nói theo cái cách nào cũng được, miễn sao nó đầy đủ những cái thứ này và nó rõ những cái thứ này ra. Xong. Và em chỉ lên em nói lại. Và em nhớ là ok, cái ví dụ như khi mà em diễn như thế này và mọi người cười thì em sẽ ghi nhớ là ô cái nét diễn này được nè. Cái tiếng Anh gọi là gesture là ổn nè. Dạ đúng rồi. Thì em sẽ ghi nhớ cái nét diễn đó. Thì em có một cái khả năng copy sao ta, chụp lại và ghi nhớ cái gesture ngôn ngữ hình thể khá là tốt. Em tự đánh giá là như vậy. Cho nên là em sẽ nhớ cái đó chứ em không nhớ nội dung. Ok, thế bây giờ mình lại nói đến tính an toàn. Dạ. Cũng chính là, thì mình không nhớ, hình như là Uyle hay là một ai đấy trong một cái set diễn thì có nói là người diễn hài độc thoại thỉnh thoảng họ đào một cái hố, và họ đào, nhiều lúc họ không biết, họ đào sâu quá, họ không biết đi lên kiểu gì. Khi mà mình cho mình cái sự thoải mái của việc là mình chỉ ghi nhớ một ít thôi, còn đâu là mọi thứ nó diễn ra ở đấy. Thỉnh thoảng nó có bị... Em ít bị. Thế à? Dạ, em ít bị. Em được cái rất lạc quan đấy, chị thấy. Chứ là mọi thứ nó dễ dàng với em á. Mọi thứ trên đời nó so thoải mái với em. Nó màu hồng quá, nó bạc xỉu quá. Nó ngọt ngào quá, cho nên là em ít bị những cái đó. Thật sự, tức là thật ra những cái xét diễn của em nó cũng về mặt ý nghĩa, nó cũng khá là nông. Em tự đánh giá là nó rất hơi là nó rất là bình thường. Nó tức là mọi người sẽ cười với nó. Và bởi vì nó vui và nó nhây. Chứ nó không có thực sự, nó khó đào, em cũng thử đào, em không biết nó đào đi đâu. Ví dụ cái Dirty Talk bây giờ đào đi đâu. Thì thật ra em khó gặp cái đó. Thường á, những cái set của anh Uy Lê hay những cái set của mọi người nó rất có chiều sâu. Em thực sự là, ví dụ như để mình bàn luận về cái khía cạnh mà mọi người đưa ra trong cái set đó, chúng ta sẽ bàn rất là lâu. Có thể bàn cả ngày. Cho nên khi mà mọi người go to the flow, mình sẽ đào thêm vào cái tầng ý nghĩa tiếp theo vào những cái sau nữa thì nó sẽ rất là xa và họ sẽ khó đi lên. Nhưng mà em thì kiểu đầu ngang đúng không? Rồi em kiểu ô cái này nó nhây nè, xong nó sẽ nhây qua hướng này, xong nó nhây qua bên phải, nó nhây qua bên trái, xong mình rẽ tùm lum hướng chứ em không có đi sâu xuống dưới, cho nên là dạ. Nhưng mà có một lần một cái set em diễn đó là về ba, là một cái thứ mà em có cảm xúc tiêu cực. Thật ra em rất yêu ba em, nhưng cảm xúc tiêu cực của ba về ba thì em vẫn có, cho nên là em đào sâu về mặt thái độ và cảm xúc thì nó có hơi, em có nhìn thấy cái hố trước mặt và em dodge, em né nó, em kiểu púp thôi. Bây giờ vui nè, vui trở lại nè. Thì lúc đó anh Uy Lê mới nói với em là mình là nghệ sĩ, mình là có máu nghệ sĩ, mình chưa phải là một nghệ sĩ, mình có cái sự nghệ thuật trong người của mình thì mình phải có cái sự thử thách bản thân và mình muốn thử nó. Thì anh kêu là anh muốn em đào sâu hơn vào những thứ em có cảm xúc và em thử em kiểm soát nó xem, đến lúc đó thì em sẽ nên một cái tầm cao mới. Thì em đã thử lần đầu tiên ở một cái show rất lớn, em fail và khá là tệ, nhưng mà đến lần thứ hai thì em cân bằng được nó. Em đào thêm một cái đoạn nữa và em dừng ở đó và em xử lý cái đoạn đó cho mượt.
và em có một cái set rất là ổn về bà. Dạ, thì đó là một cái lần mà em thấy cái hố. Em thấy cái hố. Thì em nghĩ là có cái hố hay không là do mình nói về một cái thứ gì đó mà chúng ta thực sự có cảm xúc và thái độ tiêu cực hay tích cực thì em không biết, em không rõ, nhưng mà đó là cái thật. Cái hố nó chứng minh cho cái việc là chúng ta thực sự nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Mọi người cũng nói cái việc là các cái nguyên liệu của một người diễn viên hài độc thoại dùng chính là mình, đúng không? Nên là tại vì lúc đầu mình nói một chút về sự trải đời hay là trải nghiệm. Cái câu chuyện về ba của em, em có phải nghĩ nhiều là ba em sẽ xem và đánh giá và các thứ không? Dạ không. Không. Thì chắc chắn là từ lúc em diễn từ hồi phải tới bây giờ ba mẹ em chưa đi xem lần nào. Chưa đi xem lần nào. Nhưng mà rõ ràng nhưng là nhưng mà có sẽ có xem mà. Dạ sẽ có xem. Thứ nhất á, cái set đó em Khoan, em nghĩ là ba mẹ em có có xem, xem rồi. Ba mẹ em xem rồi. Ba mẹ em xem rất nhiều. Dạ. Nhưng mà thật ra thì ba mẹ em kiểu có hai cái thứ mà em không rõ về cái quan điểm của ba mẹ em trong cái việc diễn hài độc thoại. Một, cái này nó nhảm nhí, tức là thằng này nó chỉ nói cho vui thôi. Hai là ba mẹ em kêu là tao thấy mày nói về cái này nhưng mà thôi tao sẽ không bàn luận với mày về cái đó. Ba mẹ kiểu ô tao biết rồi đó nha nhưng mà thôi không nói đâu. Thì thường là ba em nghĩ là nó nghi về cái thứ hai hơn. Tại vì ba mẹ em là thường vậy, tức là biết một cái gì đó về con trai mình nhưng mà sẽ để cho nó có một cái sự riêng tư chứ không có đào sâu vào coi như những cái dạ đúng rồi, coi như không nghe không biết. Nhưng mà em cảm thấy em thích cái đó. Em cảm thấy đó là một sự thương yêu và tôn trọng mà ba mẹ dành cho em cũng như là cái con đường em đã chọn. Wow, chị nghĩ là rất là cũng là một rất là may mắn đấy. Yeah. Bởi vì là mình đúng là nếu mà làm nghệ thuật và mình phải nghĩ quá nhiều, nhìn trước ngó sau xem là mọi người cảm thấy thế nào thì nó thiếu cái sự tự do. Yeah. Nhưng vừa rồi em có nhắc đến cái việc là em chỉ đang là người làm nghệ thuật có tố chất nghệ thuật. Yeah. Chứ chưa phải nghệ sĩ. Yeah. Thế thì cái khoảng trống đó lúc nào thì em sẽ gọi em là nghệ sĩ nào? Và cái khoảng trống đấy nó thiếu cái gì mà em đang chỉ là người làm nghệ thuật chứ chưa phải là người nghệ sĩ? Cái đó em có suy nghĩ tới rất là nhiều. Tại vì đối với em, những người nghệ sĩ họ có rất là nhiều thành tựu và những cái thứ mà mọi người nghệ sĩ làm được nó vô cùng có ý nghĩa và nó vô cùng mang tính thời gian, tức là qua thời gian nó không phai nhòa về cái ý nghĩa đó. Thì tự bản thân em đánh giá và thực ra mọi người cũng đánh giá là ô, Nam nó diễn hài rất là vui. Nhưng somehow thì những cái tầng nghĩa đó nó không có nhiều. Và em cũng biết điều đó. Nhưng mà em không có chase và rush bản thân em là mày phải có ý nghĩa, mày phải sâu thẳm, mày phải là một ly cà phê đen đá. Em kêu là từ từ và thời gian nó sẽ cho em cái độ trải đời và cái sự suy nghĩ khác đi về những cái vấn đề mà bình thường chúng ta vẫn thấy. Ví dụ như em nhìn ly cà phê sữa em thì ô, đây là kia cà phê sữa. Nhưng khi mà em có một chút kinh nghiệm cho cuộc sống rồi thì em sẽ ô, đây là ly cà phê sữa bởi vì mình bắt đầu mình nếm một ít cà phê, mình bắt đầu có trải nghiệm. Thì đối với em, khi mà em gọi em là nghệ sĩ, khi mà em có một cái thành tựu nào đó mà mọi người trong giới nghệ thuật coi đó là một thành tựu, tức là em được mọi người trong giới nghệ thuật công nhận, khán giả em vẫn tôn trọng họ, nhưng khán giả nhìn nhận mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng và em cũng nhìn nhận bản thân em chưa có một cái thành tựu và một cái đóng góp gì quá to lớn cho ngành nghệ thuật nước nhà. Em nói thật sao em chị, nói lúc thật em nói câu đấy chị chỉ thấy có chữ bằng khen nghệ sĩ ưu tú hoặc nghệ sĩ nhân dân. Dạ. Đấy, cái khái niệm đấy mình phải hơi tranh cãi một chút. Dạ, chính xác. Thế nào là có thành tựu nào? Đến khi mà em cảm thấy là giống như em nói, thành tựu của em sẽ là được những anh chị nghệ sĩ trong giới họ công nhận là ô, em đang làm nghệ thuật đó Nam. Và kêu là ô, cái của em nó làm cho anh cảm thấy như thế nào đó, nó làm cho khán giả cảm thấy như thế nào đó. Và những người thực ra em muốn khán giả họ đến với em và họ stay với em chỉ với mục đích là ô, khi mà bạn diễn cái set đó tôi cảm thấy cái điều gì đó, chứ không chỉ là ô trời anh vui quá. Mọi thứ bây giờ của em đó là vui quá. Đẹp quá, dễ thương quá, hài hước quá. Sao? Cái đó thì rất dễ. Thật ra em từng gặp những người hài hước em rất nhiều. Rất nhiều. Cho nên em nghĩ những thứ em làm nó nhỏ nhoi thôi. Nó không phải là không có ý nghĩa, nó có ý nghĩa, nhưng rất nhỏ nhoi. Thì khi nào thành tựu đối với em thì nó sẽ có thêm một cái gì đó nó giá trị hơn. Và được những nghệ sĩ công nhận. Em lấy cái thành tựu là những người trong nghề họ công nhận mình, thì lúc đó mình sẽ là mình đã được công nhận là một nghệ sĩ rồi. Mình đã được là một phần của cái biển lớn đó rồi.
em rất là tôn trọng họ, cho nên em không bao giờ em dám nhận em là nghệ sĩ hài học thoại, em là diễn viên hài học thoại. Ừ. Không bao giờ em gọi em là nghệ sĩ hài học thoại. Chị cũng thấy cái sự đau đáu rất là đẹp, bởi vì nó sẽ cho mình một cái khoảng để mình phát triển. Yeah. Còn chị tưởng em bạc xỉu xong em rất là hạnh phúc là bạc xỉu rồi thì yeah, thì nó cũng khó để đi. Nhưng mà này, chị hỏi câu hơi riêng tư là em khi em đi hẹn hò ấy, cái buổi hẹn nó như nào, có vui không? Là nó vui. Nó sẽ vui và nó rất là em thấy em có một cái thích, em thích hẹn hò. Không hẳn là mình sẽ có mục đích gì đâu, nhưng em rất thích hẹn hò bởi vì em thích nói chuyện với mọi người và em muốn mọi người hiểu hơn về em. Thật ra mọi người sẽ nhìn em và mọi người ôi thằng Nam nó vui quá, nhưng mà thật ra không phải lúc nào mình cũng vui. Không phải lúc nào mình cũng vui. Em vẫn có những cái đau đớn, tức là em sợ, em thích uống bà xỉu và cái lúc mà em uống bà xỉu em thường uống rất nhanh bởi vì em sợ nó sẽ nhạt. Thì em có một cái thứ là em hạnh phúc với những thứ em có được và em luôn luôn sợ là nó sẽ không bền. Cho nên em luôn luôn làm mọi thứ để em củng cố nó. Thì khi mà em có một cái buổi hẹn hò, em thay vì cố gắng làm cho người ta cảm thấy là ô mình thật là fancy, mình thật là đẹp trai, mình thật là tuyệt vời, thì em cố gắng là tôi có những cái thứ này nó rất tệ, bạn có không? Em sẽ hỏi những người hẹn hò chung với em là trời, thật ra nhìn tôi vậy thôi chứ thật ra tôi có một đống thứ nó rất là kinh khủng, con người của tôi nó không có hoàn hảo và nó thực sự nó sẽ không bao giờ hoàn hảo. Em show ra những thứ mà bạn có, liệu bạn sẽ chấp nhận những cái thứ này chứ? Và khi những người bạn mà họ hẹn hò với em á, thì khi mà họ thực sự họ kết nối được với mình là lúc mà chúng ta trần trụi với nhau. Không hẳn là về nghĩa đen. Chúng ta thoải mái để chúng ta show ra những cái thứ mà tôi không tốt đẹp. Đó là cái mục tiêu mà em hướng tới trong buổi họ là tôi không tốt đẹp, bạn cũng vậy, và chúng ta có chấp nhận những cái thứ đó của nhau hay không. Để mà chúng ta có những buổi hẹn hò thứ hai và chúng ta ở bên cạnh nhau một cách nó solid nhất, một cách nó bền vững nhất, nó không có bị nhạt, nó không có bị những cái thứ hào nhoáng như là vẻ đẹp hay là những cái thứ mà chúng ta make it up lên, nó làm cho mình kiểu sau này tại sao không còn những thứ đó nữa. Đó là cái em sợ. Nhưng mà kể buồn hay là vui, xấu hay là đẹp, có phải tất cả mọi thứ đều có thể buồn cười không? Em nghĩ vậy. Em nghĩ vậy. Buồn, vui, xấu, đẹp, đau khổ, nó sẽ buồn cười. Nếu mà mình biết cách làm cho nó buồn cười. Yeah. Okay. Bây giờ nhá, Tết rồi, chị có một cái phong bao không có gì bên trong cả. Bao sự thất vọng không hề giấu được. Nó chỉ là có những thông điệp trong năm thôi. Dạ. Và trước khi em nhận phong bao ấy, em kể một chuyện ngắn buồn cười xem nào. Một câu chuyện ngắn buồn cười mới đây em gặp. Thật ra nó cũng bình thường thôi, tức là em đi gặp anh Tùng. Tức là anh Tùng hay có những buổi hẹn hò coaching với nhau, tức là anh sẽ cho em một cái kỹ năng nào đó và thường là em không có được. Thì hôm đó em tới và em bước vào cái quán coffee house, xong rồi em vấp chân, em té sấp mặt ở trong đó. Thì xong lúc đó em cố gắng em đứng lên để em lấy lại được cái danh dự. Em sẽ kiểu là nếu là một lần mình té thì mình sẽ đứng lên, mình kiểu không có gì cả, nhưng mà thật ra là mình thì đứng lên được nhưng mà danh dự của mình ở dưới đây rồi, nó không có đứng lên theo mình. Cho dù chúng ta đứng lên một cách nữa, tức là bằng mọi cách chúng ta đứng lên được thì chúng ta vẫn nhục. Thì em mới suy nghĩ là nếu mà chúng ta té giữa đường và mọi người nhìn chúng ta kiểu thằng này nó nhục quá vậy, sao tự nhiên té vậy, mà chúng ta đứng lên liền thì chúng ta sẽ rất là quê. Nhưng nếu chúng ta nằm luôn thì sao? Nếu mình té xong mình nằm nó 10 phút, 15 phút thì bắt đầu mọi người, thay vì chúng ta, mọi người cười nhạo mình, mọi người bắt đầu sợ mình, bắt đầu kiểu chờ bạn có sao không, bạn có sao mà đứng lên đi đó, thì lúc đó là em quan trọng là như này, khoảng bao nhiêu là đủ? Dạ đúng. Thực ra 10 phút hơi lâu ấy. 10 phút em không biết nữa, em nghĩ 10 phút nó sẽ là một cái gì đó mà em cảm thấy nó thỏa mãn khi mà em nằm, tại vì nó nằm 5 phút thì nó cũng kỳ rồi, em nghĩ sẽ nằm 10 phút tốt hơn. Thế là ok, tại sao chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Yeah. Thì ý là em có một cái thông điệp, đó là không quan trọng chúng ta làm gì, quan trọng chúng ta làm trong bao lâu. Nếu chúng ta làm chuyện đó chớp nhoáng thì người ta sẽ đánh giá là ôi. Nhưng nếu chúng ta thực sự làm nó và chúng ta lâu, mặc dù nó ridiculous và nó không có mang ý nghĩa cả, nhưng chúng ta làm lâu thì bắt đầu người ta sẽ bắt đầu kiểu cái chuyện này thực sự nó có ý nghĩa gì không, và thằng này sao nó làm tới mức như thế này. Thì đó cũng là một cái cách mà em nhìn cuộc sống. Em nghĩ đây chính là một ẩn dụ về cuộc sống. Yeah. Cái rule này có thể áp dụng vào mọi thứ trong cuộc sống. Người ta nói rằng là có nỗi đau nó chỉ là một thứ nhất thời, nếu bạn chịu đau đủ một cái thời gian bạn sẽ trở nên mạnh mẽ, hay là làm cái việc gì thấy kiên trì, đúng không? Cần sự kiên trì, kể cả vào cái khoảnh khắc đấy có thể là không là gì, nó không có ý nghĩa gì cả. 10 phút sau, câu chuyện đã khác. Rồi, ok, em xứng đáng nhận được một phong bao. Yeah. Cái này chỉ là thông điệp trong năm mới thôi nhá.
đây là phong bao lì xì của Vietcetera. Em sẽ lựa cái này. Ôi trời ơi. Ú. Trong này có lòng trắc ẩn. Ủa, cho em hỏi xíu là lòng trắc ẩn là gì? Em chưa hiểu rõ lòng trắc ẩn. Trong đấy ra thì biết. Em thực sự không hiểu rõ cái ý nghĩa của lòng trắc ẩn. Em hiểu chưa? Đây là lòng trắc ẩn. Em đã hiểu rồi. Em hiểu rồi. Em cảm ơn chị Minh. À, lòng trắc ẩn này nó thơm quá. Này, không phải bao giờ cũng có tiền mà. Ôi, chị thấy không? Cuộc đời này vô cùng ngọt ngào với em. Cuộc đời này nó cứ may mắn với em cái gì ấy, em không hiểu. Đôi mắt cận này nhưng mà nó không nhìn xuyên qua được tiền. Đúng rồi. Nó đúc vào tiền rồi nó rút đúng ra. Wow. Thấy không? Okay. Cuộc sống này nó luôn may mắn với em, không hiểu tại sao. May mắn như là việc em sở hữu một cái nhà. À, chuyện đấy thì mình sẽ kể với chúng ta sẽ kể trong một dịp khác. Nam đã dạ, cảm ơn chị. Thank you. Chúc em một năm mới như may mắn như là cái việc em vừa rút được lòng trắc ẩn. Dạ, cảm ơn mọi người. Và hẹn gặp mọi người trong những tập sau. Thank you. Lòng trắc ẩn. Ơ, em nhìn thấy không? Nhìn thấy tiền không? Em không thấy. Em thấy đồ cái này nó phẳng phiu. Chị chỉ nhét có đúng không? Nhưng mà tất cả các thứ đều phẳng phiu, chị có nhét đúng hai cái. Thôi, tự nhiên em có nhà, tự nhiên nó hơn. Chào mừng các bạn đến với Have a Sip. Đây là một podcast mà Thùy Minh uống cà phê với khách mời. Khách mời thường là những người nói nhiều, nói những chuyện biến thái. Xin chào mọi người. Nói vui thôi, bởi vì là khách mời của Thùy Minh là Tùng, có tên mỹ miều là Tùng BT. Nhưng mà chữ BT đấy chính là chữ biến thái. Chứ không phải Tùng BT đâu, tại BT không có form dáng đẹp như vậy. 100%. Cái câu chuyện, cái marathon của Have a Sip về Sài Gòn Tếu là thì mình trò chuyện với gần như những bạn thành viên nòng cốt của Sài Gòn Tếu. Trong tất cả những nòng cốt này thì hầu hết là mọi người có tên, còn Tùng là có cả nickname. Đúng không? Có phải mỗi, không, có một bạn nữa, nhưng mà tên bạn cộng với nickname. Nhưng cái tên này là để đi diễn hay là nó có từ trước khi tham gia Sài Gòn Tếu? Dạ nó có từ lâu rồi. Nó có từ thời cấp 2, cấp 3 là có rồi chị. Dạ tại vì em cũng tại em tính em là rất là thoải mái, vui vẻ. Em nói một cách bình thường với mọi vấn đề trong cuộc đời, học hành, rồi xã hội, chính trị, trong đó có tình dục. Và khi mà em bắt đầu em nói mọi thứ bình thường thì không sao, nhưng mà tự nhiên em nói tới tình dục cái thì này biến thái nên là chết tên. Cho nên chết tên từ đó thì em thấy như vậy. Và mãi sau này thì em cũng follow cái biến thái đó, cho nên là giờ gần như là cái hoạt động này em tham gia, hoặc là em là dân khởi nghiệp, tức là em chủ doanh nghiệp, thì những cái khởi nghiệp của em nó cũng liên quan đến cái biến thái đó. Ví dụ như là em là chủ của cộng đồng giáo dục giới tính online lớn nhất Việt Nam, khi rồi đủ chào gọi chào 800.000 member, một tháng reach khoảng 200 triệu lượt reach. Em có một cái shop tình yêu và sản phẩm nó cũng thú vị lắm, ví dụ như là túi trường mụn kinh, cốc nguyệt sáng, nói chung là những cái sản phẩm liên quan. Rồi em có một cái top 1 sản phẩm về dung dịch vệ sinh vùng kính nam giới. Và nước hoa nam giới cũng hiện nay là top 1 trên sàn thương mại điện tử, là cái thật ra là local brand số 1 Việt Nam luôn. Bây giờ thì doanh số cũng khoảng 1.2 tỷ một tháng. Ok, cái slot cũng quảng cáo hết giờ rồi nha. Dạ. Giờ mình quay về em giới thiệu xin lỗi. Không, cái này nó kéo thêm một cái việc tí nữa mình sẽ hỏi. Đấy là mình phát hiện ra là có thể là bởi vì tuổi đời của cái ngành, gọi là ngành được chưa? Ngành hài độc thoại. Nó còn rất là mới ở Việt Nam. Cũng rất là ít người tham gia cái cộng đồng hài độc thoại. Cho nên là nó có một cái điểm chung là hầu hết những người mà tham gia hài độc thoại ở thời điểm hiện tại, mà cụ thể là Sài Gòn Tếu, thì đều có một cái ngành nghề khác của họ. Một số người thì sẽ quyết định là ok, đến một thời điểm tôi sẽ dừng cái ngành nghề tôi đang làm để mà tôi tham gia cái môn, bộ môn mới này. Bạn đến với hài độc thoại như thế nào và đến với Sài Gòn Tếu như thế nào? Hai cái này có cùng thời điểm không? Không cùng thời điểm. Em nhớ là vào tháng 7 năm 2019 là thời điểm em bắt đầu tiếp xúc lại với hài độc thoại. Thì thời điểm đó thì Uy Lê có quen một anh gọi là mafia của hài độc thoại Singapore, tức là anh rất là quyền lực ở trên cái hài độc thoại ở bên Singapore. Thì
kiểu bồ cũ quý lễ mà dám đùa. Thì đó thì anh của anh diễn thì trong lúc các bạn thì... mình phải vẽ thêm quang cảnh đấy là cái này mọi người chỉ nhìn nó giống như hài đầu thoại ấy, đúng không? Là có người trên sân khấu nhưng mà mình có người ở đằng sau sân khấu nữa. Thì là mỗi lần Tùng nói một câu thì cái người đấy lại em đùa thôi mà, dạ đùa thôi. Dạ. Đó thì cái lần đó đó thì ảnh qua anh diễn, anh diễn một set rất là hay. Thì đó là một khoảng thời gian mà em bị rơi vào trầm cảm á. Lý do thì nó không dài lắm, thôi không kể làm gì. Thì cái lần đó đó thì là một khoảng thời gian dài không có cười thật sự được. Thì em kinh doanh mà cũng hay giao tiếp rồi networking rồi gặp đối tác rồi cũng cười nhưng mà cũng giả trân à. Đó thì cái khoảng thời gian đó thì khi mà ngồi đó em cười liên tục. Rất là thú vị, anh rất là quick á. Có một cái từ trong giới hạn độc thoại là anh rất là nhanh trong việc làm người ta cười. Laughter minutes của anh là tuyệt vời luôn. Và anh inspire mọi người, hey you, come home and do stand up comedy là tức là về nhà mà làm hài độc thoại đi. Thật ra là anh chỉ mấy người comedian nước ngoài dưới đó. Em tưởng ông chỉ em. Cái xong em về em làm một cái show hài độc thoại tiếng Việt đầu tiên ở Việt Nam sau 5 năm nó vắng bóng. Thì em không biết gì đâu. Em chỉ lúc đó thì em không biết gì hết, cho em chỉ nghĩ là độc thoại đứng lên nói. Cái em đứng lên làm một show 1.5 tiếng mình em nói. Cái xong rồi sau này có thêm Uy Nguyễn với Nam nữa. Lúc đó thì em tin là cộng đồng hài độc thoại tiếng Anh á họ nhìn vô em nói. Tại vì đơn giản là thật ra là cái chuyện làm 1.5 tiếng với người mới bắt đầu là sai. Là đáng lẽ là mình phải làm một cái set 5 phút rồi lên 10 phút rồi 15 phút vân vân này nọ rồi ghê gớm lắm á, mình lên nửa tiếng 45 phút. Đó mà em vô em đâu biết gì, không biết gì hết trơn. Cái xong rồi mọi người hay nhầm tưởng em kiểu này tự cao. Là thật ra nhưng mà thật ra không biết gì hết trơn. Cái xong rồi em mới gặp Uy Lê mới giải thích vậy hết ta. Đâu biết đâu. Cái thầy ơi, lúc đó Uy Lê là thầy của em, thầy Uy Lê là dạy hay đọc thoại bằng tiếng Anh cho em. Thì thầy ơi, giúp anh đi vô team rồi ấy. Cái xong rồi 6 tháng sau Uy Lê mới nhận lời là vào tháng 2 năm 2020 thì Uy Lê mới ok hay là về đi mình lập team đi anh. Rồi mình bắt đầu mình hình thành cái hệ thống hài độc thoại thì tháng 2 đâu đó trong thời gian đó thì em nhớ lắm. Thì tụi em quyết định thành lập cái team gọi là Sài Gòn Tiếu, hài độc thoại Sài Gòn Tiếu với Uy Lê là leader. Và em tin lý do tại sao Uy Lê là leader mặc dù em là cái người đầu tiên đi diễn hài độc thoại tiếng Việt là tại vì thật em cũng bất tài hài độc thoại về lợ. Thì tại vì đơn giản là vậy đó, tức là để một người lên là leader thì một là phải hiểu về cái ngành, hai là phải Uy Lê là một ngoài Uy Lê là em không tin có bất kỳ ai có khả năng lãnh đạo một cái team hài độc thoại hay là một cộng đồng hài độc thoại được, là tại Uy Lê vừa có cái kiến thức 5-6 năm làm hài độc thoại, có uy tín với cộng đồng hài độc thoại Đông Nam Á và châu Á, mọi người biết tới, đạt được nhiều giải thưởng, đạt được nhiều, và trong những năm gần đây là ổng là ban giám khảo của những cuộc thi hài độc thoại quốc tế nữa, cực kỳ có uy tín. Ổng học hành đàng hoàng, ổng là dân cấp writer, strategic planner, creative và hiểu mọi fundamental của những cái hoạt động về content writing. Và đó là một trong những nguyên tắc căn bản để mình grow cái ngành hài độc thoại ở Việt Nam trong cái tình huống này. Và cái thứ ba nữa là ông có business mindset rất là mạnh, rất là strategic. Thì cho nên là kết hợp của những yếu tố đó thì là một người leader hoàn hảo trong hài độc thoại. Thì cái thật là em là bản thân là em là có một cái kỹ năng là chủ doanh nghiệp. Em làm kinh doanh cũng 12 năm rồi. Thì nhưng mà mọi dự án khác em đều là lead, nhưng mà dự án này thì em step down. Em là một cái supportive leader, tức là một cái leader hỗ trợ cũng giống như bạn Hiền ở đây. Thì mục đích là để em in charge cái phần là em đảm bảo cái quá trình phát triển bền vững của cái công ty. Và em làm sao để em cân bằng mọi yếu tố trong cái business model cho nó ổn định và cố gắng hạn chế rủi ro nhất có thể cho công ty. Nhưng mà Uy Lê vẫn là người số 1 trong cái quá trình đó. Ok, chương trình quảng cáo Uy Lê và Sài Gòn Tiếu kết thúc. Bây giờ mình quay về Tùng có nói ý rất hay, cái business model, tức là cái mô hình kinh doanh. Chúng ta nói rất nhiều về nghệ thuật. Chúng ta có thể dâng hiến bản thân mình cho nghệ thuật, chúng ta có thể bơi lội trong nó. Nhưng không có cái gì bền vững nếu mà không có một cái mô hình kinh doanh cụ thể. Hiện tại cái mô hình kinh doanh của hài độc thoại ở Việt Nam, ở thị trường Việt Nam, cho khán giả Việt Nam có phải là kinh doanh rủi ro không, hay là nó đã di chuyển sang phần an toàn rồi? Em tin là nó không phải rủi ro chị. Nó rất rủi ro. Tại gần như là tụi em đang hài độc thoại xuất hiện trước đó như mọi người đã biết, nhưng mà nó không hề được phát triển trở thành một loại hình nghệ thuật chính thống. Điều đó dẫn đến chuyện là những cái bước đi mà tụi em đang đi bây giờ nó là những bước đi đầu tiên, và tụi em chập chững bước đi thôi. Tức là tụi em gần như là tụi em, và thực ra trong một năm trôi qua, gần một năm trôi qua thì tụi em có rất là nhiều bước đi cũng sai.
tốn rất nhiều nguồn lực, thời gian và tiền bạc của mọi người. Thì gọi là về business model nói chung á, thì sao ta, tức là phải nói, để mà nói về business model phải nói về những người đứng sau đó, như em, như Hiền, như Y Lê, như Minh, như Ti, tất cả những người mà trong hai độc thoại bây giờ, thực ra họ có một điểm chung là họ rất thích làm những việc tốt cho xã hội. Rất nhiều người trong đó làm rất nhiều từ thiện, NGO, NPO, Y Lê là mentor, Hiền cũng tham gia rất là năng nổ trong cộng đồng khởi nghiệp đó. Thì ví dụ bản thân em đi, em đã từng có một tổ chức khởi nghiệp từ thiện của em. Em từng có một cái NGO của em luôn, làm về làm cho những đối tượng khó khăn ở trong những mái ấm nhà tình thương đó. Thì nhưng mà dạo gần đây thì em thấy là thực ra là có rất nhiều cái cách để mình có thể cống hiến cho xã hội. Và một cách đó, một những cách mà em sở trường, một cách mà Y Lê và Hiền cũng sở trường. Ví dụ như Hiền ngồi sau lưng tụi mình á, là thực ra là PM của một cái công ty mà năm 2019 là Forbes 30. Là bạn là PM, tức là Project Manager của công ty đó. Tức là khởi nghiệp là một mô hình, một công ty là một mô hình mà tụi em sở trường. Thật ra tụi em vẫn đang là phi lợi nhuận, tại 100% những cái lợi nhuận tụi em sẽ đóng góp lại tái đầu tư cho cộng đồng. Cho tại đơn giản là bây giờ tụi em đang rất nhiều cái hoạt động free, ví dụ open mic free, ví dụ như là những hoạt động sửa chốt, làm chốt cho tất cả mọi người để make sure là tất cả mọi người có free. Và thậm chí là tụi em bắt đầu, tụi em 2-3 tháng vừa rồi tụi em ra Hà Nội, tụi em tạo cộng đồng. Làm workshop thì dạy thì có tính tiền, nhưng mà quá trình hướng dẫn các bạn làm cái cộng đồng thì free. Đó thì và những cái chi phí về em xin được chia sẻ là cái lần đó tụi em ra Hà Nội thì em bị lỗ. Tính tiền ăn, tiền ở, tiền ấy vân vân này nọ. Và tiền ấy. Thì thực ra là tụi em có một ước mơ rất là lớn, là tụi em thực sự muốn initiative trong việc xây dựng cộng đồng hài độc thoại ở Việt Nam. Và tại vì sao? Là tại vì đơn giản là hài độc thoại là thứ kết nối tụi em, hài độc thoại là thứ tụi em có mặt ở trong team này, và hài độc thoại là một thứ mà em tin là nó mang rất nhiều giá trị về mặt tâm lý, về mặt xã hội, và cũng đồng thời cái môn nghệ thuật này tụi em rất là trân quý và rất là personal với tụi em, cho nên là tụi em sẽ muốn phát triển. Thì cái khởi nghiệp là cái business model, là cái model mà tụi em lựa chọn. Thì trong quá trình đó thì chị hỏi về rủi ro. Rủi ro thì nhiều. Và rủi ro sẽ càng nhiều khi tụi em muốn đi càng nhanh. Nhưng mà may quá, trong tụi em là một là em tin là trong team em là gần như là không ai ham tiền hết. Và cũng không có tiền để mà tham nữa, cho nên cho nên là tụi em đang bước đi rất là tự. Em tin là với những cái tiềm năng mà tụi em đang có, tụi em đang đi rất là tự tự, rất là bình tĩnh. Tụi em không vì bất cứ một cái quyền lợi cá nhân, không vì fame, không vì tiền mà bước đi sai, bước đi không đúng. Ví dụ như tụi em biết rõ một cái chuyện sự thật là hài độc thoại chưa bao giờ được tồn tại trong định nghĩa ở bất cứ đâu, ở trong cái nền tư pháp Việt Nam chẳng hạn. Tụi em biết cái chuyện đó, cho nên tụi em đang đi rất là từ từ, rất là nhẹ nhàng. Tụi em hợp tác người khác, tụi em lồng ghép vô chương trình văn nghệ nhà người ta. Tụi em hỗ trợ, tụi em làm chung đó, ví dụ như vậy. Và từ từ thì ví dụ sang năm đi, tụi em sẽ có một cách nào đó để em sẽ nhờ những người giỏi mạnh, ví dụ chị, ví dụ như nhiều anh chị khác. Thì để tụi em bước từng bước nó vững chắc hơn trong quá trình đó. Vậy thôi. Nhưng ví dụ mọi người có phải nghĩ nhiều về việc là một cái vé của một người đi xem, thì mình đi xem hai lần nhưng mà đều xem free, cho nên là mình không có chia sẻ được là một cái vé mọi người đến, đúng không, một cái show, nó giống như việc là chúng ta đi xem một vở kịch hay là chúng ta đến một cái show ca nhạc, nó sẽ hoặc bộ phim khoảng 2 tiếng đồng hồ. Trong đó thì mình sẽ được trải qua các cái cung bậc cảm xúc. Có lúc mình phải cười gượng, có lúc mình phải hào hứng vỗ tay đánh đu theo để cổ vũ. Cái roller coaster, cái vòng mà cảm xúc như đó, thì đấy là cái mà khán giả được nhận được. Thế nhưng cái giá vé bao nhiêu thì là đủ, sẽ là đủ? Thì mình chỉ ví dụ như là khi xuất bản một cái cuốn sách á, hầu hết là các khán giả các tác giả viết sách á, thì họ đều bị cái cảm giác là cái tiền thù lao được trả không có đủ với cái công sức họ bỏ ra. Nhưng bởi vì cũng như Tùng nói là người ta viết sách không phải bởi vì người ta muốn kiếm tiền, không phải kiếm danh tiếng, mà nó là một cái nhu cầu, nó là một cái mà nó xuất phát từ bên trong mình, là mình muốn làm cái điều gì đấy tốt cho cái cộng đồng của mình, cho nên mình xuất bản một cuốn sách. Và người ta cũng làm một cái con số là khi bạn phải xuất bản được ít nhất là 30.000 cuốn thì bạn mới đủ trả một cái công sức trong vòng mấy tháng đấy viết sách.
ở Việt Nam thì một cái sách ra đời chắc là in có khi thì mình rất hay lật cái đằng sau ra, có khi in 500 cuốn, in 1000 cuốn. Sách bestseller là 5000 cuốn. Còn bắt đầu người ta sẽ in số rất an toàn, người ta xuất bản, bạn phải thấy là họ tái bản đến lần thứ 6 thì nó mới đủ cái con số là 30.000. Đấy, thì để đưa cái ví dụ để thấy là cái hành trình mà chúng ta làm một cái gì đó xong rồi chúng ta gọi là bền vững, tức là nó đủ vào cái công sức của chúng ta thì nó rất là lâu. Nên là quay về cái câu chuyện của Hài Độc Thoại, các bạn cũng đều là những người có background làm kinh doanh, làm khởi nghiệp đúng không? Nó có một cái conflict, mâu thuẫn gì đây không? Khi mà hay là mình có tính được là đến bao nhiêu lâu thì chúng ta có thể coi là một nghề, cái mô hình này nó sẽ bền vững không? Có một tính toán không hay là không? Dạ thật ra là chị hỏi rất là nhiều câu hỏi trong một thời điểm á, thì em muốn confirm lại thôi là xin lỗi. Dạ dạ dạ, thì em muốn confirm lại câu hỏi, tức là bao nhiêu lâu thì nó thành một nghề, thì em nghĩ là Uy Lê sẽ trả lời được. Em không có biết về chuyện đó. Em không có giỏi trong việc vision và những cái đó, và đó là cũng là công việc của Uy Lê. Thì em sẽ không bước vô cái territory đó. Nhưng mà em nghĩ là câu hỏi lúc đầu của chị á, là cái pricing như thế nào là phù hợp. Giá giá tiền. Còn cái gì nữa không ạ? Hết rồi, được rồi, giá tiền. Dạ dạ. Thực ra hai câu đấy là một mà. Dạ. Thì bây giờ mọi người có 10 người mới đi diễn được một show đúng không? Dạ dạ. Khoảng 6 người là cũng được rồi. 6 người, ok, 6 đến 10 người. Giá vé đang là bao nhiêu tiền? Dạ, nó dao động tùy chị. Có lúc thì 100.000, có lúc thì ví dụ như cao nhất của tụi em luôn mà tạm hợp tác người ta á, bây giờ mà show đã từng diễn ra rồi á là 350. 350. Dạ. Và có đông nhất là bao nhiêu khách? Đông nhất là 350 khách tổ chức ở Rạp Việt Pháp ở Hà Nội. Dạ, cho đến giờ. Nhưng mà cái giá vé cao nhất đấy thì là có bao nhiêu người? Giá vé bao nhiêu vé bán được? Em không nhớ lắm ạ, cũng chắc cỡ 100-200 vậy đó. Nói chung cũng nhiều. Tại vì em nhớ là 200 là đảo. Dạ em chỉ biết là nó, mỗi lần giả sử như mình lấy cái giá cái thời điểm cái xuất phát điểm thấp là 100, 350 ngàn là 35 triệu. Dạ dạ. 25 triệu chia cho gọi là ít nhất là đông nhất người là 10 người. Mỗi người được 3,5 triệu. Dạ dạ. Em nhớ cái số đó là tụi em được đâu đó khoảng cả 180 mấy triệu tổng cộng. Thì em chia cho đối tác 50%. Tất cả còn lại thì em tụi em hưởng, và lần đó tụi em lỗ nặng lắm. thì dạ dạ thì cái lần đó là như vậy. Thì nếu mà xét về gọi là làm sao định giá một cái show Hài Độc Thoại cho nó phù hợp thì em sẽ có nhiều cái góc nhìn. Góc nhìn thứ nhất của em là góc nhìn về kinh doanh trước cái đã. Thì để nói góc nhìn kinh doanh thì bất cứ một kinh doanh nào thì nó cũng như bất cứ tổ chức nào á, thì nó cũng sẽ có mục tiêu. Mình sống mình có mục tiêu, mình làm một cuộc tuyết mình có mục tiêu, và một có mục tiêu thì mục tiêu tập thể, mục tiêu cá nhân. Mục tiêu tập thể lớn nhất là xây dựng cộng đồng Hài Độc Thoại càng ngày càng bền vững. Bền vững thì sẽ dựa trên các KPI về view, về reach, về engagement, về số lượng comedian diễn, về số lượng người trong cộng đồng. Ví dụ như bây giờ là tụi em reach được khoảng cỡ 30 triệu lượt reach mỗi tháng, và cái con số nó càng ngày càng tăng lên theo 10-30% một tháng, và đó là con số rất là tốt. Hiện nay tụi em đã đào tạo được khoảng cỡ 150 người có khả năng và hiểu biết về Hài Độc Thoại rồi. Hiện nay là có khoảng cỡ 20-30 người có thể diễn thường xuyên. Ở các tụ điểm hiện nay có 15 người có thể diễn show lấy tiền được rồi. Đó thì là một mục đích cao cả nhất, lớn nhất tụi em là xây dựng cộng đồng Hài Độc Thoại, và càng lớn thì tụi em càng đạt được mục đích của mình. Nhưng mà xét về mục đích và phát triển bền vững thì để một công ty phát triển bền vững thì mình phải take care rất nhiều yếu tố về mặt tài chính, nó phải ổn định, nó không bị lỗ. Dạ lời không bao nhiêu, nhưng mà đừng bao giờ để bị lỗ, tại lỗ là chết. Lỗ là phá sản, lỗ là mọi người ăn cám hết. Dạ. Cái thứ hai là tụi em có một ước mơ mà tụi em vẫn chưa làm được, là những người hài độc cộng, những người làm Hài Độc Thoại có thể sống được bằng nghề của mình. Và bây giờ em chính thức confirm là bây giờ tụi em vẫn chưa có ai có thể hoàn toàn sống được nhờ ngành Hài Độc Thoại, và chuyện đó rất là buồn. Là tại vì xin lỗi chị cười, nhưng mà chị cũng luôn hình dung là đấy là punchline đó. Dạ, okay, xin lỗi, nó phải punchline. Nhưng mà đó thì nó cũng vừa ấy và vừa buồn cười. Dạ, làm hài mà sống, thực ra là em tin là đó là ước mơ của tất cả những người nghệ sĩ khác. Là họ thực sự có thể sống được nhờ cái đam mê của họ, nhưng mà tiếc là bây giờ là chưa ai có thể làm được chuyện đó. Cụ thể là tại vì đơn giản là cái tiền vô của mỗi tháng tụi em nó chưa đủ. Và cái chuyện, thậm chí cái chuyện pricing đi, cái giá trị của một cái show Hài Độc Thoại thì nó cũng như là mình ăn một bữa hai bữa thôi, 100-150 gì đó thì nó cũng ít. Nhưng mà hiện nay thì đó là cái cách mà tụi em đang định giá tạm thời là như vậy. Một cách hướng thứ nhất. Hướng thứ hai là thực ra thì tụi em biết là giá 100-150 thì nó cũng tương đối cao, với lại là sao ta,
nhìn chung các bạn học sinh, sinh viên, những người mới đi làm, dạ với chị thì nhiên không cao lắm nhưng mà em tin là với đại đa số chị được free mà nên là dạ thì nhưng mà em tụi em vẫn biết mục tiêu quan trọng nhất của mình là phát triển cộng đồng. Cho nên á là để mà cái văn hóa hay độc thoại nó trở nên rộng rãi hơn thì cái giá nó phải affordable, nó phải dễ chịu, thì 100 tới 150 là nó phù hợp cho đại đa số mọi người, và đó là một cái mức giá mà tụi em cố gắng. Em thực ra em là người in charge cái phần làm mini show đó, thì mục đích của cái chuyện đó là làm sao để, tại đơn giản là ví dụ như là chỉ có thể coi, mọi người có thể coi hài độc thoại qua YouTube, qua Facebook, qua TikTok, nhưng mà bản chất của hài độc thoại trên những kênh đó là giải trí, là nó được optimize, nó được tinh chỉnh một cách rất là tài tình và khéo léo bởi anh Hiền cũng có video đi của Sài Gòn Tiếu, thì bản chất của nó cũng là giải trí thôi. Nó không phải hài độc thoại thực sự. Hài độc thoại thực sự khi mình giống như ví dụ bản thân em đi, là chị thấy ví dụ trên YouTube, Facebook em nhìn nó tục tục làm sao á, nhưng mà khi mà gặp em trên sân khấu thì nó khác, tại cái tục cái hơn. Dạ tục hơn là tại vì khi mà mình ngồi ở bên trong cái khán phòng hài độc thoại, nó là một cái setup mà ở đó mọi người, ví dụ em hay làm host, em sẽ make sure là tất cả mọi người connect được với comedian và connect được với nhau, thì mình sẽ tạo ra một cái không gian cộng hưởng mà ở đó người ta sẽ an toàn để cười. Và khi người ta an toàn để cười như vậy, người ta enjoy, người ta nghe những câu chuyện, người ta get relevant, tức là người ta cảm thấy liên quan tới người ta kết nối được với lại comedian, người ta kết nối với câu chuyện, người ta kết nối được với nụ cười của mình, từ đó cuộc sống người ta hạnh phúc hơn, vui hơn, người ta bước vô khán phòng đó với âu lo phiền muộn, người ta bước ra với sự hạnh phúc và vui vẻ, và đó là cái trải nghiệm hài độc thoại. Và không bước vô căn phòng đó không thể nào trải nghiệm được chuyện đó hết. Thì để mà có thể người ta trải nghiệm được một cái trải nghiệm hài độc thoại thật sự thì phải nhiều show. Và cái chuyện đó chỉ có thể xảy ra khi mà có nhiều mini show. Muốn như vậy thì giá vé phải rẻ, mà giá vé phải rẻ thì không có lời. Cho thì mình tranh cãi đoạn này một chút. Đương nhiên là cái cách đấy là cách chúng ta đang làm. Nhưng nó làm cho thì mình cảm giác nó giống một cái sản phẩm mà người ta càng sản xuất nhiều thì cái giá thành sản xuất càng giảm xuống. Thì mình khi mà nghĩ về hài độc thoại và với cái kinh nghiệm đi xem vài cái show, và mình rất là mê những cái show hài độc thoại hay những cái diễn viên hài độc thoại nổi tiếng của Mỹ. Thì mình thấy là thực ra đây là một mô hình, tất nhiên sẽ còn cần nhiều thời gian. Đây là một mô hình mà có thể ở thời điểm này các bạn còn phải tập nhiều này, các bạn, và để cho khán giả cũng tập với cái thói quen của nó. Nhưng thực ra nó xứng đáng ở một cái mô hình nhà hát, khán giả rất là đông, giá vé rất là cao. Ở nước ngoài, ở New York thì mình đi xem những cái show nó sẽ kiểu 300 đô, tất nhiên ở Việt Nam 300 đô thì hơi cao, nhưng mà cái chuyện mà nó có thể lên đến giá 1 triệu, 2 triệu để mà người ta cảm thấy tôn trọng cái công sức, tại vì nhưng mà tất nhiên là ở cái thời điểm này thì nó vẫn còn sớm để bàn cái đó, thì mình tin đấy mới là cái business model bền vững của những cái công sức, tại vì mình nhìn thấy nó như một cái, nó như nào nhỉ, nó như một cái ngành nghề thủ công ấy, cái câu đùa ấy nó phải gọt này, nó được tập luyện này, xong rồi nó phải đúng là cái điểm đấy này đấy, thì mình sẽ không biết, đấy là cái trong đầu của thì mình nghĩ về cái mô hình kiểu như vậy. Mà Tùng nói thì mình có nghĩ thêm thôi. Thì thật ra em cũng kinh doanh sản phẩm thì em biết, thì ví dụ như là em bán nước rửa chim đi, thì và để nó đa dạng nhân chúng thì giá em phải rẻ, và một lọ nước rửa chim của em có 69.000 thôi. Thì em sản xuất rất là nhiều, em một lần em sản xuất là khoảng có 100.000 sản phẩm. Dạ, 100 con chim thơm. Là 100.000 rồi. Dạ đúng rồi, chỉ có tưởng tượng nó không là 100.000. Nó rất là vui. Dạ thì thấy chưa, bạn thấy chưa? Cái sự biến thái từ đầu chương trình bây giờ cuối nó sẽ lộ ra. Nhưng mà thì mình hỏi một cái chuyện này cũng rất là liên quan đến Tùng. Dạ chưa, em chưa trả lời xong cái phần đó. Dạ, thì sản phẩm là như vậy. Cứ nói về chim cò là Dạ chị bị distract, nhưng mà em thì không, dạ tại em quen với nó rồi. Thì bây giờ hài độc thoại á thì nó là một loại hình nghệ thuật. Thì một á là một trong mục đích của tụi em là mang cái nền văn hóa độc thoại đến đại chúng, cho nên cái chuyện tổ chức thường xuyên là phải làm. Và thực ra là cái cách mà tụi em đi á, nó ví dụ chị xem một show ở New York đúng không, nhưng mà chị không biết là thật ra nó còn nguyên một cái hệ đó. Sinh thái độc thoại ở dưới, tức là chị phải đi tới open mic, những buổi lên diễn free, ví dụ một người một ngày họ sẽ chạy từ bang này đến bang khác để họ diễn hàng loạt những buổi open mic để tăng cái số giờ,
nguyên tắc một người để thành công như một cái gì đó thì họ phải thành 10.000 giờ cho một thứ đó. Thì học thẳng tương tự, học phải càng nhiều giờ càng tốt. Tức là hiện nay cái level của tụi em là đầu tiên là open mic trước, rồi sau đó mini show là cái level thấp nhất trả tiền cho hai độc thoại. Tức là những bạn nghệ sĩ mới, những cái joke mới chưa được sharpen, rồi sau đó tụi em sẽ làm rất là kỹ y như chị nói. Đáng lẽ nếu mà không dịch tụi em sẽ có một cái show tứ quân, sẽ có một show lớn y như chị nói, là ở một nhà hát lớn thì đến từ từ là tụi em sẽ cập nhật thông tin sau, nhưng mà chắc không được đâu tại dịch. Thì là vòng năm đó là một show rất là lớn như vậy, thì nó cũng tương tự như vậy. Thì những cái rốt nó sẽ được cài cắm, nó sẽ được chỉnh sửa, nó sẽ được tăng chất lượng làm sao để xứng đáng với lại cái level của khán giả làm. Nhưng mà em cũng muốn nhắc cho mọi người biết là thật ra là hài độc thoại tiếng Việt nó cũng chỉ mới quay lại Việt Nam trong vòng khoảng hơn 8 tháng, gần 1 năm gần đây thôi. Và em đồng ý với chị ở một quan điểm là nó sẽ cần thời gian để sharpen. Chị biết là em sẽ trả lời như thế nên chị định hỏi câu câu trước đấy. Đấy là cái việc là để mà tạo một cái cộng đồng á, cái địa điểm để mà tổ chức những cái open mic đúng không? Những cái mà gọi là cái khởi điểm đầu tiên. Nó cũng giống cái trải nghiệm của Thúy Minh khi mà đi xem hài độc thoại nước ngoài. Tức là mình thấy một anh xô ra giữa đường, xong rồi bảo là bằng cách nào đấy anh ấy rất là giỏi, anh thuyết phục mình mua một cái vé 10 đô là anh ấy sẽ open mic ở một cái pub nào đấy. Hiện tại ở Việt Nam á, thì tại vì Sài Gòn Tế cũng rất là may mắn là có Tùng có một cái quán cà phê. Và cái chỗ đó thì mình cảm giác như là như một cái ổ Sài Gòn Tếu, tức là các bạn có thể làm nó như một cái trụ sở. Cái khả năng ở Thành phố Hồ Chí Minh này hay là Hà Nội, cái việc là có những cái chỗ để làm open mic có nhiều không, và những cái chủ doanh nghiệp đó họ có thoải mái với cái việc là có open mic? Tại vì open mic cho ca sĩ thì mọi người đều hiểu, nhưng mà cho hài độc thoại thì nó đang ở tình trạng như nào? Thì thật ra nó hài độc thoại chỉ cần một cái chỗ có thể gọi là sân khấu giữa quán cũng được, một cái mic, một cái loa, thậm chí là chị có thể mang cái loa để đem xe chị xong rồi đi ra mấy quán nhỏ. Em đùa, không có vụ đó. Tại vì hài độc thoại nó cần một cái setup, một cái không gian riêng. Nhưng mà thì em thấy là vậy. Thật ra thì Mân Kiệm Lắc cũng là chỗ mọi người họp hành thôi, tại quán em cho nên nó đỡ tốn tiền. Nhiều bạn nghèo quá trời, đâu có đủ tiền trả lương đâu. Cho nên vô quán em là ok nhất, khỏi cần phải mua nước. Và 50% trong số các bạn ghé quán em là không mua nước gì là chân trời. Nhưng mà chuyện đó bình thường, là tại vì thật ra các bạn cũng có tiền đâu. Và đó chúng mình chỉ hồi họp. Và hiện nay trong vòng 3 tháng gần đây là tụi em không diễn Mân Kiệm Lắc nữa, và tụi em bắt đầu diễn hàng loạt những cái chỗ khác. Ví dụ mới hôm qua tụi em mới diễn một cái quán bar ở ngay quận 1. Tuần trước nữa tụi em diễn ở ngay gần đây, một cái quán cà phê ở ngay gần đây. Tụi em đi vòng tụi em diễn. Và thậm chí sau Tết tụi em hy vọng sẽ làm được cái chính sách gọi là chính sách đại lý. Tụi em sẽ tới, tụi em hướng dẫn người ta làm tổ chức open mic, và người ta tự vận hành, rồi sau đó sẽ phát triển những cái thế hệ hài thoại trẻ lên. Tụi em không có giấu giếm gì trơn, tụi em không có kiếm tiền từ những cái đó. Tụi em set up ra xong ấy làm đi, rồi tôi hỗ trợ, cho tôi phụ truyền thông chút xíu cho bạn làm, mục đích là để phát triển cộng đồng. Thì cái tình hình đó ở Việt Nam thì ok, là tại vì bản thân em xin được quảng cáo, em cũng có một cái workshop làm cà phê. Em làm cà phê cũng 8-9 năm rồi, em workshop rất là hiệu quả. Thì khi mà làm workshop như vậy rất là nhiều người tham gia. Và chị biết là thật ra là ở Việt Nam thì cà phê là có một nguyên tắc là 10 bước cà phê. Chị bước ra cửa 10 bước cà phê, bước bên phải 10 bước cà phê, bên trái 10 bước cà phê. Đó thì thực ra cái số lượng quán cà phê quá nhiều đi. Và một không gian cà phê là vừa đủ cho một open mic. Và cái chuyện phát triển open mic nó vừa mang lại cái lợi ích cho chủ quán, vừa mang lại lợi ích cho cộng đồng, mà vừa mang lại một hoạt động giải trí văn hóa theo em là có tính giáo dục, có chất xám ở trong cái cộng đồng mình nữa. Em thấy là cái chuyện đó nó rất là dễ dàng và đơn giản để làm, chứ quan trọng là mình có đủ thời gian và cái dịch nó có xuống hay không thôi. Ok, cảm ơn Tùng. Cuối nhá, câu hỏi cuối nhá. Nếu ngày mai bạn lên hoang đảo, không biết ngày trở về, đang lúc ở trên hoang đảo rồi, bạn nghĩ bạn sẽ bán cái gì đầu tiên? Dạ em sẽ cần một số cái market info. Tức là em sẽ cần một số thông tin thị trường trước. Đó là ai target là như thế nào, các anh ở trên đó là ai, cư dân là như thế nào, hành vi của họ thiếu cái gì, rồi họ như nhu cầu họ như thế nào, phát triển ra sao, tình hình dông bão, tình hình demographic, tình hình địa phương như thế nào. Đó, cái sản phẩm họ cần, tình hình mối quan hệ, nhu cầu họ là sao. Đó, em sẽ cần tất cả những thông tin đó thì em ra đưa cho, mới đưa cho chị được cái câu trả lời phù hợp. Tức là không có câu trả lời đúng không? Dạ em mới vừa nói cho chị là em sẽ cần info trước để em sẽ đưa cho chị câu trả lời.
em không phải là thể loại kinh doanh thứ em thích, em sẽ kinh doanh thể loại thị trường cần, và hài độc thoại là chính xác những gì người Việt Nam đang cần trong tương lai 10 năm sắp tới, em tin là như vậy. Wow. 45 phút quảng cáo hiệu quả để kết lại. Yeah. Phần này. Yeah. Và phần tiên đoán không có market info gì hết. Yeah. Thì có tiên đoán năm này của bạn. Bạn vừa nói câu là dịch đúng không? Yeah yeah. Bạn có lo lắng không? Bạn có biết yeah. Tết dịch như nào không? Em vừa nghe bài báo đó lên em biết là trong tháng này em sẽ mất 500 triệu. Biết Tết dịch như nào không? Không. Lunar New Year. À Lunar New Year. Là Tết. Dạ, chị biết cái gì mà nghe nó vừa chị biết thông tin về dịch á, cái gì mà nghe nó vừa hào hứng như nó vừa đáng sợ không chị? Một thời điểm khi chị nghe có tin dịch. Cái đấy chỉ có người Việt Nam nói được thôi. Dạ đúng rồi, em biết rồi. Yeah. Dạ em sẽ lấy cái này. Dạ. Oh. Dạ em nghĩ là em cần cái này. Ừ. Dạ. Dạ hết rồi. Yeah. Dạ. Đây yeah. là lời tiên đoán. À, một tín hiệu vũ trụ đã gửi sang cho bạn. Dạ dạ. Trong năm này. Dạ. Xin bạn mời bạn đã đọc to. Dạ. Dạ đọc to là bớt tương tư dư thương mình. Dạ, tức là đừng có lo lắng nhiều về cuộc sống, không cố gắng đương lằng nhằng nữa. Dạ em hiểu nghĩa nó cũng trong sạch hơn vậy. Dạ. Là em nghĩa là mình đừng có kiểu lo lắng về những thứ mà mình không control được. Ừ. Dạ nằm ngoài cái vùng ảnh hưởng của mình. Ừ. Thì mình nên thương mình nhiều hơn. Ừ. Dạ. Ok. Em nghĩ vậy. Chúc bạn Tết có một cái Tết vui vẻ nhá. Dạ. Không phải lo lắng quá. Thôi, mất tiền là chưa mất gì. Dạ dạ biết mà. Dạ chúc chị một tương lai hạnh phúc, dạ thường xuyên đi tập hơn, mỗi ngày thêm sự hạnh phúc và vui vẻ. Dạ. Cảm ơn Tùng đã đến với Hà Sinh. Dạ cảm ơn chị. Dạ mặc dù hôm nay không cố tình để cho nó mắc cười nhưng mà cảm ơn chị đã cười rất nhiều. Với Have a Sip podcast lần này có một cái cuộc marathon mà thì mình chạy phỏng vấn tất cả các nhân vật của Sài Gòn Tếu. Have a Sip là một chương trình mà tôi mời thì mình mời khách mời uống cà phê và trò chuyện. Yeah. Những người tham gia trò chuyện là những người nhiều chữ hoặc có nhiều màu hoặc mặc áo nhiều màu. Hôm nay có Minh. Minh có một tên rất là khó ở trong Sài Gòn Tếu, tên đấy là T yeah. something. Yeah, T Animalia. Ok. Yeah. Là animal cái gì yeah. đấy đúng không? Xong thêm chữ IA vô đó là tiếng Latin của chữ animal nha. Ừ. Chị, tại vì animal không thì nó bình thường quá. Ừ. Và tại sao có cái tên này? tại em thích động vật thôi à. Em thích động vật từ hồi nhỏ lắm. Hồi còn nhỏ mà em thích coi mấy cái phim thế giới động vật về xem sách này kia. Ừ. Xong rồi em nghĩ là nó hợp với em cho nên em gắn nó lên cái tên em luôn. Ừ. Yeah. Và cái joke, không phải joke mà là cái buổi biểu diễn đầu tiên mà thì mình được xem mình diễn trong cái buổi của Sài Gòn Tếu thì là cũng là một cái gọi như thế nào nhỉ, vườn thú yeah. trong nhà đúng không? Yeah, đúng cách rồi. Mình dùng các cái con vật hay mổ đối thoại với những con vật ở trong nhà. Nhưng bạn có một cái vườn thú như vậy ở nhà thật à? Dạ đúng ạ. Là có những con nào? Em kể cái lúc mà nó nhiều nhất nha. Ừ. Lúc mà nhiều nhất em có một con ếch. Ừ. Em có một con rắn. Em có hai con kỳ đà. Một cái hồ ốc mượn hồn. Rất nhiều cá. Và một chuồng hamster. Ừ. Yeah. Okay. Không, tức là mình đang không biết là cái điều hay của một nghệ sĩ hài độc thoại đấy là họ có thể mang tất cả những cái chất liệu trong cuộc sống thật của họ để đưa lên sân khấu. Yeah. Vào cái khoảnh khắc nào thì bạn biết rằng là tôi có thể đứng trên sân khấu và tôi có thể trở thành một nghệ sĩ hài độc thoại. Em biết hài độc thoại là lâu rồi nha, nhưng mà cái lúc mà em đi coi Sài Gòn Tếu, sau đó em có tham gia workshop của mọi người, thì trong cái workshop đầu tiên mỗi người là phải có 2 phút để đứng lên kể chuyện. Ừ. Thì thật ra là trong cái buổi workshop đầu tiên đó là em xác định là em sẽ
trốn 2 phút đó. Em sẽ xác định là em trốn 2 phút đó, em nói là em đi học để em biết thêm một cái gì đó thôi, chứ em không có nhu cầu trở thành diễn viên học thoại. Nhưng mà dạ trốn không không được. Dạ, trốn không được. Cho nên và 2 phút đấy xuất sắc à? À dạ 2 phút đó nó xuất sắc. À, 2 phút đó tự nhiên em lên em nói 10 giây thì mọi người cười. À, và thật ra trước đó thì không, trước đó thì em hay bị nói là nhạc này kia, tự nhiên lúc đó trong 10 giây và những người xung quanh là những người lạ nha, nhưng mà tự nhiên họ kết nối với cái chuyện rất là xàm của em. Cụ thể là lúc đó em kể cái chuyện đó là em đi hâm một cái tô bún riêu. Em bỏ cái tô bún riêu vô cái lò vi sóng em hâm. Thì tí nữa thay vì em mở cái lò vi sóng ra em kiếm á, thì em lại đi em bị ngáo chị, xong em mở cái tủ lạnh ra và em nhìn tủ lạnh em không thấy tô bún riêu, thì em nghĩ ai đã lấy mất cái tô bún riêu của em rồi. Nó rất là một cái em tự thấy vui thôi, em không nghĩ là người ta thấy vui, nhưng mà em lúc đó em kể đó thì em thấy dạ chị cũng thấy vui đó. Cho nên từ cái lúc đó thì em thấy là ồ, cái chuyện cá nhân của mình, những cái mình thấy thôi thì có thể làm cho người ta cười được thì em thích. Không, thực ra thì mình cười bởi vì là nó có một cái hội chứng về tâm lý tên là hội chứng mở tủ lạnh. Tức là người ta rất là hay mở tủ lạnh, và cái khoảnh khắc mà mình mở cái tủ lạnh ra ấy, thì mình hay quên mất là mình định lấy cái gì. Và người ta có giải thích là mỗi lần mà nó giống như nó cái chuyện thay đổi không gian của não ấy. Ví dụ mình đang ở Have a Sip, một cái không gian, cái văn phòng này của Vietcetera. Nhưng mà chỉ cái việc là khi mình đi qua, à nó gọi là hội chứng doorway, tức khi mình đi qua một cái cửa là tự dưng là những cái gì mà nó tồn tại ở trong cái phòng này á, là não của mình nó sẽ giấu đi để nó có cái năng lượng nó đón nhận một cái mới. Đấy là lý do khi mà bạn đang đứng ở trong phòng và bạn nghĩ là tôi sẽ ra tủ lạnh lấy một cái tô bún riêu, nhưng mà bạn mở tủ lạnh ra thì bạn quên mất là tô bún riêu là gì. Giống như việc là em mở cái lò vi sóng thì nó làm cái doorway thôi. Cái cửa nó hơi dài. Nhưng mà như em nói thì trước đấy em chưa bao giờ, em phải biết là mình có một cái gì đấy buồn cười và khi mình nói chuyện thì mình làm cho người khác cười chứ, có không? Thật ra em nói chuyện thì em hay bị nói nhạt lắm chị. Nhưng mà em thích thuyết trình, tại vì trước đó thì em dĩ nhiên em chưa bao giờ diễn hài độc thoại, nhưng mà em hay làm talk show, tại vì em có đi dạy vẽ. Và em thích là nếu như mà một cái buổi em talk á thì nó phải có những chỗ nó bất ngờ, là từ trước rồi em có một cái mong muốn đó rồi. Dạ, trong cái slide của em nó phải luôn có một cái mà người ta trời ơi kêu vậy. Thì lúc đó, lúc sau này em diễn hài độc thoại thì em mới biết cái đó nó gọi là punchline. Thì em thấy mọi thứ nó hợp nhau thôi. Nhưng mình nói một chút về một cái nghề của em nhé. Thực ra cái câu chuyện này thì mình cũng đã chia sẻ lúc sớm hơn với những cái các cuộc trò chuyện trước. Đấy là có thể là bởi vì cái hành trình mà hài độc thoại du nhập vào Việt Nam hay là được diễn trở lại ấy, nó quá là ngắn ngủi đi. Mình mới nói đến nó ngắn bằng Covid ấy, đúng không? Lúc mà nổ ra Covid thì là các bạn Sài Gòn Tếu lập nhóm và bắt đầu đi thử lập workshop rồi diễn với nhau open mic rồi các thứ. Cho nên là hầu hết những người mà đang diễn hài độc thoại họ đều có một cái công việc khác. Dạ đúng rồi. Cái công việc của em là một người làm nhiều về hình ảnh. Dạ. Cụ thể là em vẽ tranh, đúng không? Dạ đúng rồi. Và trong hình ảnh thì nó có cái câu chuyện punchline đấy không? Bởi vì khi mình nói đến câu chuyện chữ nghĩa thì cái punchline mình dịch tiếng Anh sang tiếng Việt thì nó rất là bạo lực nhá. Punchline cú đấm, đúng không? Tức là một cái cú như là mình đang gặp nói chuyện này, xong mình đấm cái bùm phát đến cuối, coi như là người kia mà bất tỉnh thì càng tốt. Thì cái punchline trong chữ nghĩa nó là như vậy. Nhưng mà trong visual, trong hình ảnh á, có lúc nào cũng cần cái punchline đấy không? Có cần một cái trong presentation thì mình thấy có. Bởi vì không bao giờ mình thuyết trình một cái gì đấy mà nó lại không tạo ra một cái, nó phải có một cái sự thú vị gì đấy trong cái quá trình. Em có nghĩ cái đấy từ trước lúc em biết về punchline hay không? Em nghĩ là trong cái visual nó hơi, và trong cụ thể trong cái của em làm á là hình tĩnh, tức là nó ít nhất video chỉ làm punchline được. Còn của em có một cái hình này, cho nên em nghĩ là khi nhìn vô á thì cái gì nó có là nó có đó rồi. Nó không punchline được. Nhưng em thích trong cái tranh của em nó có Easter egg. Là phải nhìn lâu thì sẽ săn ra cái gì tức đó. Là cái mong muốn của em là mỗi lần khi mà người ta xem, lần một người ta thấy như vậy, lần hai người ta thấy thêm một cái, lần ba người ta thấy thêm một cái, và nếu người ta nghe mình kể người ta thấy nhiều hơn. Thì em thích nó đa dạng như vậy thôi, nó có layer. Tức là rõ ràng là em có một cái nhu cầu đấy, đúng không? Một cái nhu cầu là mình có một cái bí mật này, và nếu mình không kể cho người ta thì rất là khó người ta biết được. Sau đấy cái điều này làm cho thì mình nghĩ là đúng là thế, thì hài độc thoại nó có một cái sự thú vị riêng, nó là một cái kênh mà mình có thể truyền tải
cái ý muốn đó của mình. À, một cái câu hỏi mà lúc nào mình cũng hỏi nhá, câu chuyện hoang đảo. Dạ. Yeah. Ngày mai em lên hoang đảo. Dạ. Yeah. Không biết ngày trở về. Em mang theo cái gì? Nếu chỉ chọn một cái để mang. Chỉ một cái thôi hả chị? Nó có wifi không chị? Em không đem điện thoại được. À, em đem gì ta? Tức là điện thoại mà không có wifi là coi như không à? Hay không có giá trị gì à? Dạ đúng rồi. Nhiều khi em lên mạng search gì đó không có thôi. Em giỡn để em suy nghĩ coi cái gì đó nó không công nghệ lắm nên nó nên vậy hơn. À, nếu lên hoang đảo mà em được đem một thứ thì chắc chắc em sẽ muốn đem một con dao theo. Tại vì em nghĩ con dao nó sẽ ít nhất nó cho em sinh tồn được. Em có thể tự vệ, em có thể craft một cái gì đó, em có thể gọt, đục đẽo một cái gì đó, em có thể viết lên cây, em có thể viết lên đất. Em nghĩ cái con dao đó, em đang nói con dao, ý em là em có muốn có một cái công cụ mà nó tạm thành gọi là nó đa năng cho em sinh tồn và phát triển, em nghĩ vậy. Dạ. Yeah. Em có phải người thực tế không? Em là người thực tế. Ừ. Kể cả việc là các cái ngành nghề mình làm đòi hỏi một sự bay bổng à? Dạ. Yeah. Nhưng em nghĩ em là người siêu thực tế luôn. Ừ. Yeah. Tức là em bay nhưng mà em có điểm đáp cho em không có bay luôn. Ừ. Dạ. Yeah. Em đã bắt đầu khi mà em lúc nào thì em biết là em sẽ làm một cái gì đấy mà nó cái nghề của mình nó phải hơi bay một chút. Em từ lúc nhỏ thì em bắt đầu kể cả việc vẽ nó bắt đầu như nào? À, em thấy em không có theo khuôn khổ được. Cụ thể là em không làm công ty giờ hành chính được. Cái thời gian em làm full time đó giờ trong cuộc đời em chỉ có 1.5 năm thôi. Từ đó trở đi em không bao giờ làm hành chính nữa. Ừ. Nên em thấy em không có gò theo một cái gì đó được hết á. Thì em nghĩ em là một người rất là thích tự do. Và cái tự do đó giống như là một cái giá trị của em. Em sẽ cảm thấy rất là mệt nếu như hoặc là khó chịu nếu như mà em cảm thấy có ai đó đang cố gắng kiểm soát cái lựa chọn hoặc là cụ thể là cái thời gian biểu của em. Ừ. Là lúc đó em khùng luôn. Ừ. Nhưng mình tự là kiểm soát thì được. Được không? Dạ đúng rồi. Ừ. Thì khi em nhận ra là em không thích ai kiểm soát em thì cái điều đó có nghĩa là em là người thích kiểm soát mọi thứ. Ừ. Dạ. Ừ. Ờ, nhưng mà cái lúc mà đứng trên sân khấu á thì em ở trạng thái nào? Ừ. Ờ, đang bay hay là đang kiểm soát? Ồ. Em nghĩ nó em nghĩ nó song song á chị. Tại vì cái giai đoạn đầu em nghĩ em bước vô hài độc thoại như những cách em làm cái khác đó là em kiểm soát bằng việc là em tính toán mọi thứ. Ừ. Và khi em bây giờ cũng vậy, tức là khi em cảm giác trên sân khấu thì em cảm giác như là cái micro này, cái sân khấu này bây giờ là trong 8 phút tiếp theo nó là của em. Thì và những người ở đây là những người họ đang nghe em và mọi thứ họ cảm nhận là do em mong muốn chứ không phải là mỗi người sẽ có một cách cảm nhận khác nhau. Ừ. Tức là em dạ kiểm soát cái điều đấy. Dạ. Giống như một người đạo diễn mà mình quay bộ phim mà mình muốn cho xem. Dạ đúng. Tại vì họ đem học vẽ, thầy em có nói một cái câu á, là một cái người nghệ sĩ mà với thầy á mà gọi là đúng thì khi mà họ vẽ một cái tranh ra và người ta nhìn vô tranh theo thứ tự nào và cảm giác gì là do người họa sĩ tính toán. Ừ. Chứ không có chuyện là mỗi người nhìn tranh sẽ có cảm nhận khác nhau. Ừ. À, nó rất chủ động. Ừ. Và em thích cái sự chủ động đó. Cho nên nhưng mà tính toán thế nào bằng một bức tranh, một số các cái màu nó sẽ làm cho người ta nhìn thấy đầu tiên. Dạ đúng, nó có những cái quy tắc về màu, về điểm nhìn. Ừ. Thí dụ như là em ví dụ như là thứ tự chị nhìn vào một bức tranh đi thì chị có xu hướng chị sẽ nhìn vào cái mặt người trước. Ừ. Tại vì mình là người, mình sẽ có xu hướng mình tìm đồng loại trước. Ừ. Dạ thì em nghĩ sau đó là sẽ tới text. Ừ. Có chữ là mình sẽ đọc trước tại thứ đó mình đọc được dễ hơn hình ảnh. Ừ. Tiếp theo sẽ tới những chỗ nhiều chi tiết, những chỗ sáng, những chỗ tương phản cao và tới những chỗ tương phản thấp dần dần. Thì khi mà trong tranh nó có những cái gọi là đường dẫn và một cái người nghệ sĩ hay là người ta dẫn. Ừ. Mắt người xem vòng quanh hết bức tranh từ đầu tới cuối. Ừ. Thì em nghĩ trong hài độc thoại cũng vậy á. Đúng. Với cái phong cách của em thì em là một người rất là thích dẫn dắt. Cho nên nói về năng lượng em cảm thấy khi em đứng trên sân khấu em đang dắt mọi người đi một cái cuộc hành trình với em. Thì cái đó là lúc em cảm thấy kiểm soát. Ừ. Vậy cái phần bay nó ở đâu? Ừ. Cái phần bay á đó là lúc mà em dắt mọi người đi nhưng mà chính em cũng đang không biết là cụ thể nó có gì trên hành trình. Okay. À em biết cái điểm đến nhưng mà em không biết trên hành trình nó có gì. Ừ. Thì
cái lúc đó là cái lúc mà em nói mọi người, ok, tôi là hướng dẫn viên của mọi người trong cái hành trình này, mọi người đi theo tôi nha. Nhưng tôi cũng không biết trong cái hành trình này nó có những cái gì đâu, thì mọi người khám phá từ từ với tôi nha. Thì lúc đó những cái punchline khi em nói ra khán giả bất ngờ và chính em cũng bất ngờ. Thì lúc đó nó cho em cái cảm giác như là mỗi lần em kể cái chuyện đó nó như em kể lần đầu, chứ không phải là một cái kịch bản mà em đang report lại. Ok. Dạ. Cái này cũng rất là hay, và Thùy Minh lại phải dùng đến cái kinh nghiệm mà khi mình làm dẫn chương trình. Dạ. Người dẫn chương trình rất là hay, hoặc là những người mới vào nghề, họ rất có cái khoảng cái cảm giác run rẩy khi mà họ cái thời khắc mà mình đang ở cánh gà xong mình bước ra sân khấu á, cái lúc đó là lúc run nhất. Dạ. Và khi mình bước ra, nhất là nếu mà MC mà kiểu sự kiện ấy, bắt đầu nó có nhạc kiểu sự kiện ấy, xong mặc váy con gái đi giày cao gót đi cộc 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 đi ra, cái lúc đấy là lúc đáng sợ nhất trong cuộc đời. Chứ đến lúc mình bắt đầu nói mà mình có cái flow rồi ấy, thì nó lại không sao. Và sau đấy thì mình nhận ra là à, tại sao nó gây ra mình cái cảm giác đấy, bởi vì là mình không phải là khán giả, mình đang đứng ở một cái chiến tuyến phía bên kia, và tất cả mọi động thái của mình họ đều soi. Sau này thì mình nghĩ ra một cách rất đơn giản, đấy là mình thay vì việc là mình vừa đi vừa nói thì mình rất là thư giãn, mình đứng ra giữa sân khấu, mình nhìn được khán giả, mình cười một cái rồi mình mới nói. Bởi vì lúc đấy nó cảm giác như à, tôi cũng như mọi người mà. Xong rồi tôi sẽ luôn hỏi, thì mình sẽ luôn hỏi một câu là, ví dụ lúc đấy là lúc giờ cơm thì mình hỏi là mọi người ăn cơm chưa, mình chưa ăn cơm. Hay là đang ở chỗ ngoài trời mọi người có lạnh không, mình ở trên này chết phát kiểu phát rét lên đấy, ví dụ như vậy. Những cái ngay lập tức là nó bê cái chiến tuyến phía bên này, nó nhập vào phía bên này. Thì lúc mà mình miêu tả cái hành trình mà tôi là hướng dẫn viên, nhưng mà tôi cũng đi cùng mọi người, chứ không phải là tôi ở phía bên này là tôi sẽ chỉ thế này thế kia, đúng không? Đấy thì mình nghĩ là cái technique này khá là quan trọng. Tuy nhiên lại nói về cái việc là à, mình phải có một cơ số kỹ năng mà mình biết dẫn mọi người đến. Với hài độc thoại, với tranh thì có thể là à, mặt người này, điểm sáng này, sự tương phản này, nhiều chi tiết này. Thế lúc ở trên sân khấu thì cái kiểu câu chuyện gì thì sẽ ngay lập tức khiến người ta chú ý? Em nghĩ là nó có rất nhiều yếu tố để thu hút cái sự chú ý. Mà trong cái hài độc thoại thì em hay gọi, em hay tự hỏi ngược lại mình là tại sao khán giả phải nghe cái chuyện này. Tại vì cái gần đây nhất em diễn cái chuyện là em mổ mắt, thì tại sao khán giả phải nghe chuyện mổ mắt, ý là họ không có nhu cầu, tại sao họ phải nghe. Thì khi mà em đặt cái câu hỏi đó thì nó sẽ cho em ra được cái cách em đặt vấn đề. Em tin là cái chuyện nào mình cũng có thể kể được, chỉ là cái cách mình đặt vấn đề với khán giả có đủ cái hấp dẫn hay không thôi. Thì em đang nói về nội dung. Thì cụ thể trong cái lần mà mổ mắt á, em nói với mọi người là em rất là thích những cái real. Em vô hài độc thoại em cũng phải real, nhưng mà trên người em lại có một thứ không real. Nhưng mà em không có làm, em không bỏ nó ra được, tại em cần nó. Đó là mắt của em. Thì cái mọi người ồ, là sao đây, kể tôi nghe đi, kể tôi nghe đi. Thì khi mà mọi người có cái cảm giác kể tôi nghe đi, đó là cái lúc mà mọi người đã đi cùng với em trong cái hành trình cắn câu. Thì mỗi một cái nó sẽ có một cái riêng. Nhưng mà em nghĩ là cái cách mà mình suy nghĩ trong cái tâm thế là khán giả là tại sao tôi phải nghe cái này, thì mình sẽ trả lời được. Đó là về nội dung. Về thứ hai ấy, nó giống tranh một chút, đó là về cái contrast, tức là cái sự tương phản. Thầy em nói một câu là cái sự tương phản tạo nên sự hấp dẫn. Con người rất là thích tương phản. Ví dụ như là bây giờ mình ra ngoài phố đi bộ, mình thấy nguyên một nhóm người mặc đồ đen, mặc đồ vest đen đi, tự nhiên mình sẽ nhìn rồi, tại vì cái nhóm nó khác hẳn mọi người. Nhưng nếu trong cái nhóm đen đó có một người mặc đồ bikini đỏ đứng giữa, cái nhóm đó nó thu hút hơn rất nhiều. Thì không biết cách nào con người chúng ta rất thích sự tương phản. Cho nên trong hài độc thoại á, nếu như giống như hồi nãy em tạo ra cái sự tương phản giữa cái real với cái fake, thì nó còn có một kiểu tương phản nữa, đó là cái nhịp mình đang kể ta đờ, là khán giả người ta đang ở đâu đó không mất tập trung, tự nhiên người ta cảm thấy khác đi á. Cái này nó hình như có gì đó tôi cần phải theo dõi đây á, thì người ta quay lại. Thì em nghĩ nó đó là hai cái mà em hay dùng. Uống nước đi. Thế tại sao em lại chọn câu brew để uống? Thật ra hồi trước em uống trà. Em uống trà tại vì với em cà phê thì nó hơi nóng. Nó hơi nóng trong người á chị. Nhưng cái mà đấy là trà xanh em ơi. Vậy hả? Em không biết nữa. Nói chung cái kiểu người của em nó kiểu thanh đạm, em thích thiền trồng cây này nọ, cho nên em thấy trà nó hợp với em cho tới khi cold brew ra đời. Thì lần đầu em uống không được, nó cà phê mà nó chua quá, nhưng mà sau đó em ghiền luôn, vậy giờ mỗi ngày 2 ly. Em cũng không biết nữa.
Ôi dồi, mãi mình mới tìm thấy một người uống cold brew mà nó giống cái màu cold brew. Tại vì cold brew là cái kiểu cà phê phải ủ lạnh và chảy chậm. Nên là mình cứ hay gọi là ẩn dụ hóa nó và luôn nghĩ rằng cái người uống cold brew là cái người sẽ có một cái sự tĩnh lặng, yêu thích cái sự tĩnh lặng, và có thể ngồi gọi là gặm nhấm một chút. Thì cái này đúng với bạn không? Dạ đúng. Chứ hồi trước mình hỏi hai người thì mọi người đều no, cái này không phải là tôi trả chậm chứ thì tôi... Ok, cuối cùng có một người đúng với... bởi vì bản thân thì mình... Cái này khán giả hay bảo là chị cứ hay phải cố gắng nói rằng là cái đồ uống nói về bản thân. Nhưng thực ra mọi người quên mất là đồ uống không phải nói về bản thân người đấy mà chỉ là bắt đầu cái câu chuyện thôi. Nhưng với mình thì mình biết là mình có thể hỏi câu chuyện khác, không cần phải hỏi cái câu đồ uống đầu tiên. Cách bạn miêu tả về chuyện bạn đứng trên sân khấu thì mình thấy rất là thích. Thích những cái, thì mình luôn thích một người bay mà chân vẫn chạm đất. Tuy nhiên về cái tương lai của Hải Độc Thoại ở Việt Nam, tương lai nó như thế nào trong cái con mắt mà vừa bay vừa chạm đất của bạn? Với em đúng không chị? Với em thì em nghĩ cái Hải Độc Thoại ở Việt Nam á, trong cái giai đoạn nhất vừa rồi của em, nó đang có một cái đà. Và em tin là cái đà đó nó vẫn đang còn rất là nhiều đất để phát triển. Tại vì cho tới thời điểm hiện tại á, khi mà em đi với Sài Gòn Tếu và em tìm hiểu nhiều hơn, em thấy em chỉ mới chạm vào cái vỏ đầu tiên của Hải Độc Thoại thôi. Trong đó nó còn rất là nhiều cái phong cách khác nhau, rất là nhiều cái khác nhau. Rồi phải hiểu những cái đó về cả phương diện là lý thuyết, về cả kỹ năng, và song song đó là cái việc mình đào vô bản thân mình. Thì em nghĩ là nó rất là nhiều cái để mình làm. Cá nhân em thì em thấy em chưa làm nhiều để gọi là nó bị bão hòa hay gì hết. Bạn cân bằng như thế nào với cái công việc mình đang phải làm và câu chuyện Hải Độc Thoại? Mình là người mới tham gia khoảng 6 tháng đúng không? Dạ đúng rồi. Và tham gia theo một cách rất là tình cờ, và mình đã mang cái câu chuyện này lên sân khấu. Đấy là đi workshop, sau đó thì được mọi người mời vào. Thì mình không có cơ hội để trò chuyện với ai mời vào và tại sao mời vào. Nhưng mà lúc đấy khi bạn được mời vào một cái nhóm hài, mình kể nốt cái câu chuyện mà từ lúc 2 phút đến cái câu chuyện mà đi diễn, nó diễn ra như thế nào, và trong đầu bạn cái quá trình đấy nó diễn ra như thế nào? Mọi thứ nó tới với em, nó rất là, em gọi là nó rất là suôn sẻ. Em thấy cuộc đời em là một thứ, mọi thứ rất suôn sẻ. Tại vì em là một người có tin vào luật hấp dẫn nữa. Cho nên em khi mà em thấy là em cứ suy nghĩ về những thứ em mong muốn, thậm chí là em có một cái wishlist bằng hình ảnh, thì trong đó nó có một cái micro nữa, là stand up comedy. Lúc mà em đi coi mọi người thì một phần nào đó nó hút, nó mọi thứ nó hút nhau theo em. Thì cho nên em nghĩ là em không bất ngờ lắm khi em có cái câu hỏi đó. Tại vì em không nghĩ là cái chuyện mà mọi người mời em là cái chuyện dĩ nhiên, là vì em giỏi hay gì, em không dám nghĩ vậy. Nhưng mà em nghĩ em sẽ có thể đồng hành với mọi người theo một cái hình thức nào đó, ngay cả khi em không ở trong team. Tại vì em rất là quý cái mọi người đang làm, và cả cái tinh thần nữa. Cho nên lúc mà em sau cái 2 phút đó thì em có đi diễn, thì lúc đó em vẫn không phải là nằm trong core team, em chỉ là đi diễn thôi. 5 phút thôi. Thì em thích, cho nên em nói với mọi người là khi mọi người có cái chương trình hay cái gì đó, thậm chí là đi Hà Nội á, thì cho em đi phụ. Thì em tự máy bay em tự đi thôi. Em chỉ muốn có mặt và em phụ được cái gì thì phụ thôi. Thì đó là cách em nghĩ là em đồng hành với mọi người. Nhưng mà mọi người cho em một cái cơ hội khác nó xịn hơn nữa. Vậy thì thôi à chị. Và bây giờ cái cảm giác đứng trên sân khấu sau 6 tháng nó như thế nào? Nó tự tin hơn nhiều. Nó tự tin hơn nhiều. Nhưng cái cảm giác mà run trong cánh gà như chị nói á, nó luôn có, em không biết tại sao nữa. Nhưng mà riêng tụi em nha, tụi em quý cái cảm giác run lắm. Tại vì cái cảm giác run đó nó cho thấy là tụi em còn đang tò mò, còn đang rất là đối diện với cái cảm xúc của mình đó. Chứ mình không đang dùng kỹ năng để mình đè lên mọi thứ. Nhưng mà cái khi mà bước lên sân khấu đó, thì nó có nhiều thứ xảy ra hơn. Mình thấy theo Uy Lê, thầy của tụi em á, nói là tụi em có bắt đầu có những cái cơ bắp khác nhau về cái chuyện là mình không chỉ nói với khán giả mà mình còn nghe được khán giả, mình còn trả lời được những thắc mắc của họ dù họ không nói, nhưng mà qua ánh mắt mình biết là họ đang muốn nghe tiếp cái gì, họ đang thắc mắc cái gì, họ có đang theo kịp, họ có đang lost hay không. Rồi nếu một cái
vấn đề xảy ra như là bị tắt micro hoặc là tắt đèn thì mình sẽ phải làm gì để không mất kết nối. Thì rất là nhiều cái thứ kỹ năng mà nó cứ gò vô người mình từ từ. Thì nó cho tụi em cái sự tự tin khi mà bước lên sân khấu. Thì bây giờ cái show bình thường của tụi em bây giờ khoảng 80 đến 100 người, nhưng mà cái tâm thế tụi em bước lên diễn á, nó vẫn không khác một cái show 30-40 người. Tại vì cái số lượng nó không phải là cái quy mô trong mắt tụi em nữa. Bởi vì mình là người thực tế nhá, nên thì mình sẽ hỏi câu này. Một cái câu hỏi mà nhiều người cũng chọn cách không trả lời. Nó rất đơn giản. Nếu bạn hình dung bạn trong 5 năm nữa, thì nó như nào? Trong 5 năm nữa em như thế nào hả chị? Em... thứ nhất, em không biết là 5 năm nữa em đang làm công việc gì. Không chắc là em còn diễn hài, cũng không chắc là em còn vẽ. Nhưng em tin là 5 năm nữa em là một người thú vị. Tại vì người ta sẽ nhớ đến em là một người đã thử và thử tới rất nhiều thứ khác nhau. Vậy thôi. À thế còn cái gì mà vẫn muốn thử và chưa thử nào? Em chưa biết nữa, tại vì em không bao giờ nghĩ là em diễn hài độc thoại hết. Em không bao giờ nghĩ em sẽ nhảy. Em có nhảy nữa. Thế à, nhảy gì? Em nhảy popping chị. Em không bao giờ nghĩ em sẽ có nguyên một cái sở thú trong phòng. Những thứ em làm là những thứ em không dự định trước. Cho nên lúc mà em nhận ra là sẽ luôn có một cái gì mới nó tới, và để mình coi là khả năng của mình nó có thử được hay không á. Thì em cứ thử thôi. Dạ thì em thấy những thứ nó tới em nó giống như cái áo em đang mặc vậy. Thì càng lúc á, cái áo nó sẽ càng lúc nó càng nhiều màu. Và nó sẽ rất là em. Có một câu nói mà thì mình cũng rất là thích, phiên bản khác của cái áo. Đấy là đời mỗi con người thì là một cái tấm thảm. Mình càng thử nhiều thứ, mình càng trải nghiệm nhiều thứ, thì cái tấm thảm này nó càng nhiều màu. Mình cũng thấy có những cái tấm thảm nó đơn sắc, có những cái tấm thảm nó rất là rực rỡ. Bản thân cái câu hỏi thì mình hỏi cái câu mà mọi người nghĩ là mình ra sao trong 5 năm tới. Thì mọi người rất là hay nghĩ cái câu hỏi đấy là một câu hỏi kiểu lười. Và cũng có một lúc thì mình hay ngồi nghĩ là hay là cái câu đấy nó quá lười so với mình. Nhưng mà gần đây vì mình nhắc đến chuyện học thiền thì mình có đọc một cuốn sách liên quan đến thiền, thì họ nói là cái hành trình mà hình dung xem mình là ai á, nó thực sự là rất là quan trọng với mình. Tất cả những vận động viên nếu mà muốn chiến thắng trong một cái trận đấu thì họ luôn phải nghĩ về cái giây phút chiến đấu đó. Thậm chí là một cái người vận động viên bóng rổ ấy, họ luôn 30% trong đầu họ là họ hình dung đến cái hình ảnh cái quả bóng nó được chui vào rổ như thế nào. Và ở Việt Nam mình thì có một anh mà đạt huy chương vàng thế giới về bắn súng á. Anh đã từng luyện tập bắn súng mà không hề có súng. Đấy thì câu chuyện đấy cũng rất là nổi tiếng trong làng thể thao Việt Nam. Thì quay về cái câu trả lời của mình, thì mình cũng tin là chắc chắn 5 năm tới mình là người thú vị, có nhiều màu sắc. Và rất là cảm ơn mình đã đến ngày hôm nay. Và bởi vì đây là số đặc biệt ấy. Chết rồi, nó đâu nhỉ? Thì mình có chuẩn bị ngồi lên xin lỗi. Chuẩn bị một ít bao lì xì. Và mình cho mỗi bạn Sài Gòn Tếu bốc. Nào bây giờ nhá. Phương án tốt nhất một cái đầu bay bổng thì sẽ nghĩ là tôi bốc phải cái gì. Và phương án thực tế nhất, cái đầu bay bổng nghĩ là sẽ bốc phải cái gì? Cái gì ở trong đó hả chị? Nếu mà thực tế nhất thì em nghĩ là tiền đó. Dạ, dĩ nhiên. Nếu mà bay bổng một chút thì em nghĩ là một lời chúc. Ok. Thế mà thì mình lại nghĩ ngược lại. Tức là thực tế nhất là chỉ có lời chúc không thôi. Còn bay bổng nhất là có tiền ở trong đấy. Theo tỷ lệ cái bao này. Ok. Tại vì bao này thì là bay bổng thì nhiều mà thực tế thì ít. Ok, bóc mấy cái chị? Một. Trời ơi. Ok, em bóc giữa. Học cái ngành của em cực kỳ luôn. Đọc đi. Chỉ có lời chúc thôi, không có gì bên trong cả. À vậy hả chị? Đó, đây nè. Mà thấy cái sự bay bổng của em chưa? Lắm mối tôi chạy deadline già. Ồ, em bây giờ em cũng dư deadline rồi. Cảm ơn chị. Chúc bạn trong hành trình trở thành người thú vị của mình sẽ có một cái năm nó suôn sẻ nữa, nó may mắn nữa. Và nếu có thêm một màu gì mới thì
đón nhận nó. Dạ. Cảm ơn Minh đã đến với Have a Sip. Dạ. Còn mấy cái, trời ơi, có một cái đầy tiền chị vừa nhét vào mà không bóc được. Con này straight quá. Cảm ơn chị nhiều. Chào mừng các bạn đến với Have a Sip. Đây là podcast mà Thùy Minh mời khách mời của mình uống cà phê, chuyện trò. Hôm nay thì mình chuyện trò với rất là nhiều người một cách riêng rẽ, đúng với cái mô hình mà họ hay đứng trên sân khấu. Mặc dù họ đi đâu thì với cái team rất là khoảnh khoảng Sài Gòn Tếu, nhưng mà khi mà họ đứng lên sân khấu thì là one man show, đúng cảm không? Dạ. Xin chào mừng Uy Nguyễn. Dạ, chào chị, chào Thùy Minh. Rất cảm ơn chị đã mời em đến show này. Và nếu coi đồ uống là một thứ nói về bạn thì cái cốc cà phê sữa đá à? Nó nói gì? Đây là cốc cà phê sữa đá. Đây là cốc cà phê sữa đá. Mà anh Hiền nó đưa cho em chứ em cũng không biết order như thế nào. Tại vì em thì em thích uống nước lọc hơn. À ok. Em thích uống nước lọc hơn. Và em mấy cái đồ mà nói chung là mấy cái đồ mà cà phê rồi rượu ấy là em không có uống. Không phải em khoe mình là good boy hay gì đâu, nhưng mà thực sự em không uống, em không, nó không phải là một cái thứ mình thích. Em thích nước lọc hơn. Đi đám cưới hay đi gì cũng vậy, vô cái người ta mời là mi uống đi rượu hay là cái gì, em thực sự em không uống được. Và em biết là cái đó nó rất là dở ở cái tầm tuổi của em, nhưng mà thực sự thì em có cái quan điểm của mình. Không, thì mình nghĩ là thôi xin ly nước lọc nè. Có một cái ly nhỏ xíu ở trong góc kia, có thể dùng tạm để uống. Cái nào không biết. Đây là cốc tử của Thùy Minh nhá. Dạ. Chuyên gia uống bằng cái cốc này. Nhưng mà đấy, ai đấy bạn. Rồi, em cảm ơn chị. Dạ. Ồ. Chỉ cần tránh cái vệt đấy ra là được. Trời ơi. Rồi, cảm ơn chị. Nhưng bây giờ nói về nước một chút. Dạ. Thùy Minh cũng rất là thích nước. Dạ. Và Thùy Minh thấy cái vẻ đẹp của nước, nhưng mà nó cần thời gian nó mới giác ngộ được cái vẻ đẹp của nước. Nó cần cả một cái cuốn sách tên là Thông điệp của nước. Nó là câu chuyện trò chuyện với chị Quỳnh Hương về nhân số học, về cái vẻ đẹp của cái sức mạnh của nước mang đến cho những cái người nếu mà mình đang có bị bệnh hay cái gì đó. Còn bạn thì sao? Tại sao lại là nước nào? Oh my god. Wait, để mình đoán được không? Mình đoán được không? Dạ, vô. Tại vì thì mình có đi xem cái buổi tếu Noel. Và Uy Nguyễn là người duy nhất ở trong đấy có những trải nghiệm liên quan đến Giáng sinh. Bởi vì bạn ấy ở trong một xóm đạo và nước thánh là một thứ không thể thiếu. Người ta không uống nước thánh chị ơi. Nước thánh, em chỉ nước thánh là cái thứ mà người ta dùng để phẩy vậy. Người ta không có uống. Thực ra uống thì cũng được thôi. Từ xóm đạo. Không, nhưng mà thực sự xóm đạo của em uống rượu bia hay những cái khác rất nhiều. Uống nước lọc thì đương nhiên là cái thứ hàng ngày. Em nghĩ em là một cái kiểu con chiên lạc. Ở trong những cái buổi tụ tập, hẹn hò, đi chơi các kiểu. Và cái tuổi của em, cái tuổi này ấy, con trai là uống rượu uống bia hay những cái đồ uống như chị đây này là cái chuyện bình thường, nhưng em thích uống nước lọc. Không phải là vì em, tại vì cái này là cần thiết, với lại mấy cái thứ đấy em thực sự em không thích theo quan điểm của em. Đó, và em không thể giải thích tại sao. Nhiều người hỏi tại sao em không thích. Dạ mình, tại vì mình không thích. Thế thôi. Okay. Nó không có lý do vậy đó. Ok. Nhưng mà không phải ai cũng gạt được tất cả những thứ người khác cho là cần thiết với mình nhưng mà lại không cần thiết với mình. Nó có đòi hỏi một cái sự, ví dụ khi bạn đấy, thì mình thấy bạn gần như là có chạm môi, nhấp môi vào một cái đồ uống mà mình không hề chọn. Trong lòng bạn thì nghĩ là à, đây không phải đồ uống của tôi, nhưng mà nếu cần thì tôi vẫn có thể chạm môi, hay là cần tôi vẫn chạm môi. Em thực sự nếu em nói ví dụ là rượu đi, hay là cà phê thì em có thể uống được một chút. Rượu á, nếu nói về rượu thì trong đầu em suy nghĩ rất là nhiều. Tại vì khi mà người ta mời em á, thì người ta cũng bảo nhấp tí môi cho nó vui. Em rất suy nghĩ rất là những cái trường hợp nào, tại sao nếu mình không uống á, thì nhiều khi mình thấy cũng thiếu tôn trọng người ta quá. Hay là mình thử uống mình nhấp môi. Và trong đầu em suy nghĩ là trong tương lai chắc em có thể em uống rượu. Em cân nhắc em uống rượu trong hai cái dịp
thứ nhất á, là đám cưới của em. Tại vì đám cưới cũng phải giao bôi, cũng phải uống rượu này nọ chứ, chứ đâu phải đổ coca ra cái cầm giao bôi với nhau được đúng không? Cái thứ hai là có thể trong bữa tiệc của đám cưới của con cái em. Wow, để dành hai cái dịp đấy thôi. Cái đấy là tương lai. Cái đấy là tương lai. Nhưng mà cho đến hiện tại em không biết là tương lai cái quan điểm em sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng mà hiện tại đối với em thì em vẫn rất là, nếu chỉ muốn có thể dùng một cái từ gọi là cổ hủ, rượu bia, những cái thứ đó em thực sự không interest. Và em không muốn nhấp. Và cái điều mà em không thích nữa là đặc biệt khi ai đó hỏi em hoặc yêu cầu em uống, tức là mời, ok, mời uống chú ly cho vui. Dạ không, con không biết uống, cảm ơn chú. Mày con đàn ông con trai mày không biết uống. Ờ cái đấy là em không thích nha. Ép là em không thích, em cảm thấy là nó giống như một cái gì đó, nó là quyền của mình mà. Nhưng mình ép qua cái thấy nó kỳ quá. Nhưng mà nếu mình không, cái chuyện rượu bia thì nó rất là rõ, đúng không? Bởi vì là cái chuyện bây giờ chuyện rượu bia xong ép nhau uống, thậm chí còn bị phạt nữa. Đúng. Nên là em thích vậy. Chị biết nên chị mới hình như 3 triệu đưa cái thông tin đấy ra. Nhưng mà trong cuộc sống nó có nhiều cái sự lựa chọn mà nó không nhìn rõ ngay là cái sự độc hại. Nó chia ra hai cái chiến tuyến. Một người thì cho rằng cái điều này rất là phổ biến nhất là người Việt Nam. Bố mẹ rất hay nói là hãy trở thành người này đi, hãy học ngành này đi, đúng không? Đúng. Lớn lên trong công việc, sếp mình sẽ nói là hãy làm cái này đi, bởi vì cái này rất là tốt. Tốt. Đó, rồi thậm chí nếu mà bạn đi diễn, khán giả, trong mắt khán giả sẽ nói là tôi muốn nghe một cái kiểu này. Cái kiểu này, chỉnh theo kiểu này cho tôi. Đó. Bạn đương đầu với những cái định kiến, yêu cầu đó như thế nào? Yêu cầu hoặc là em sẽ lái một chút qua cái hài của em, tại vì em dựa vào những cái tiểu phẩm mà em đã làm trong quá khứ cho đến bây giờ thì tất cả hài của em đều có một cái quan điểm chung, đó là thách thức những cái định kiến. Và những cái định kiến, em không nói là tất cả những định kiến đều xấu, có những định kiến rất là tốt. Nhưng mà đối với em có những định kiến kiểu giống như là đàn ông ngay từ hồi nhỏ là mình phải chịu rất nhiều cái định kiến. Giả sử như chỉ để cái tên của em đi, Uy, viết ấy, thì nó giống tên Vi, đúng không? Cái tên của mình nghe giống con gái. Khi mà phát âm ra Uy ấy, thì nghe cũng vẫn giống tên con gái. Bởi vậy khi mà rap, em đã rap Phúc hay gì ấy, là họ giao đoàn cho anh em, họ thường bảo chứ là ờ anh Uy, anh không phải anh Uy mà là họ nhắn tin cho em, họ bảo là chị có cơm gà xôi mớ luôn, chị Uy. Đó, xong em bảo dạ không, em là nam. Em nhắn lại, em họ bảo ô chị đặt cơm gà xôi mớ hả chị nam. Cái này mình sẽ được chia sẻ nhá, vì mình tên là Minh. Dạ. Thì Minh đúng không, là Minh rồi giọng nhá, buổi sáng dậy là lúc nào cũng anh. Anh đúng không? Anh Minh lúc nãy này. Hai Minh song Minh lúc nãy. Rồi em rồi kể cả, tức là kể từ khi hồi nhỏ, nếu như mà bây giờ em không biết làn da của em nó như thế nào, nhưng hồi nhỏ thì khá là trắng. Ngay cái lúc mà sinh ra là y tá đã đòi cho em mặc váy rồi. Tức là sao nhìn, tức là mình vừa sinh ra lau lau hết má em kể lại, xong y tá úi dồi ôi trắng gì mà nó sáng thế. Ngày đó Omo, cái khẩu hiệu đó của Omo vẫn rất là trắng gì mà sáng thế, đến cái chỗ này nó cũng trắng, úi dồi ôi trời. Sao nó bảo cái này mà mặc váy thì hết sảy luôn. Thì trong cái comedy của em, trong cái hài của em muốn thách thức là những cái định kiến đó. Tại sao lại như thế? Là đàn ông phải uống rượu, ok. Tại sao là đàn ông phải uống rượu? Tôi không uống nước được hả? Tại sao là đàn ông không được da trắng? Tại sao là đàn ông lại kiểu như là không, tức là phải có bạn gái mới là đàn ông? Thì em cảm nhận như cái đó là một cái mục tiêu, cái hướng đi của comedy của em. Là một cái tôn chỉ của em luôn. Đó, cho nên là quay trở lại cái câu hỏi của chị ấy, thì em quên câu hỏi chị là gì rồi. Em quên câu hỏi chị là... Vào cái khoảnh khắc đấy thì mình cũng quên, mình có hỏi à ta. Không, nhưng mà mình có nghĩ ra một cái ý rất hay, đấy là hóa ra hài độc thoại trở thành một cái phương tiện thể hiện, đúng không? Và rõ ràng đấy là một sự may mắn của một cái người đã tìm ra một cái phương tiện mà mình có thể hiện mình. Nghệ thuật, dạ. Đúng. Thế bạn đã đến với hài độc thoại như thế nào? Ngắn gọn thì nó như thế này. 4 năm trước, em đi ra ngoài Bùi Viện em chơi. Thì lúc đó, thực ra cái lúc mà em đi ra ngoài Bùi Viện chơi thì mình có xem một cái sự kiện trên Facebook, có một cái workshop comedy của một người nước ngoài, anh mở ra.
Và em đến cái quán bar đó, không thể tin nổi Hà Độc Thoại mà họ diễn ở trong một cái quán bar kiểu bùm 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 vậy. Và em học cái cách để em viết chốt. Và tại vì hồi đó là cái cộng đồng hài Hà Độc Thoại tiếng Anh thì ở Sài Gòn rất là phát triển, mình đâu thể học tiếng Việt, có ai làm đâu. Thì em đi em qua, em học ở đó với một anh nước ngoài. Và ở nơi đó em gặp anh Uy Lê. Và anh Uy Lê cũng là mentor cho em cho tới bây giờ. Và anh chỉ em cách làm hài, anh là người ảnh hưởng rất lớn đến cái sự nghiệp của em, diễn hài. Và tụi em diễn trong những câu lạc bộ tiếng Anh. Nếu chị phỏng vấn anh Uy Lê chắc anh cũng giống y như vậy, là cũng diễn trong những câu lạc bộ tiếng Anh. Rồi cũng ở những quán rượu, rồi tất cả mọi nơi, ở DJ và bằng tiếng Anh hết. Đến năm 2019 thì em cảm nhận được là khi mà mình làm hài ấy, mà tại sao mình lại phải cứ làm bằng tiếng Anh hoài. Em cảm nhận như là khi em làm tiếng Anh, em bắt đầu em tự hỏi bản thân. Lúc đầu do em thích, em nghĩ ô chắc do tao thích thôi. Nhưng lúc sau em hỏi bản thân tại sao mình lại làm tiếng Anh. Do mình không muốn ba má mình hiểu những cái gì mình nói. Đúng, những cái mà mình nói trong tiếng Anh ấy, nó rất là bậy. Cái thứ nhất, vậy và em không phải là một người chia sẻ nhiều. Giống như lúc nãy em nói với chị, em không phải là một người dễ mà chia sẻ những cái ra rồi. Em cần chị lead cho em trong cái cuộc hội thoại này. Đó. Thì đối với ba má em không phải cứ thân là mình có thể nói ra tất cả những cái điều đó. Em dám chắc. Và có một khoảng cách, cái khoảng cách mình gọi là khoảng cách thế hệ. Và những cái điều đó em chỉ chia sẻ trong bằng tiếng Anh thôi. Ba má em nghe xong á, ba má em khen nói tiếng Anh giỏi dữ đó. Thậm chí khi em nói ba má, nói xấu ba má em rồi, giỏi dữ. Trời ơi. Thực ra ba má em không hiểu. Ba má em vẫn vui đó, cho đến khi em dịch ra tiếng Việt đó. Em có dịch á? À, em có dịch đó. À. Nói chung là nó là một câu chuyện buồn và nó là một cái nhánh khác rồi. Nhưng mà sau đó thì 2019 là một cái thời điểm mà em gặp anh Tùng BT. Anh mở một cái show của anh và em đến em bảo anh ơi em có thể diễn trong cái show của anh được không? Thì anh bảo ok, qua diễn. Thế bắt đầu em diễn tiếng Việt. Và khi mà diễn tiếng Việt thì mình bắt đầu mình thấy cái sự khác biệt so với tiếng Anh. Lúc này không có che đâu được hết á. Video bay up lên mạng, ba má xem thấy ba má sẽ hiểu hết. Tất cả những gì bay nói là ba má đều hiểu. Em nhớ em có một cái chốt tiếng Anh, từ này hơi bậy, chứ bị viêm bao quy đầu. Đó. Xong rồi em diễn xong cái chốt đấy, thực ra cái chốt em chế hầu hết những kịch bản là đều mình nghĩ ra thôi. Rồi mình, tức là có 10% sự thật trong đó, nhưng mà thực sự nó đâu phải thế. Diễn xong về ba má bảo mày viêm bao quy đầu thật hả con. Trời đất ơi, không được. Tức là lúc em rất là ngại và em không muốn giải thích những cái điều đó cho ba má nữa. Thế này thế này kia, bảo là đây diễn hài thôi, ba má không tin. Tức là vẫn cứ khăng khăng là đâu cởi quần ra xem coi như thế nào. Ok, đây cái đấy nữa, cái đấy em thèm nữa. nhưng mà nói chung là em phải cởi mở ra. Em phải cởi mở theo đấy, tức là em phải mở bản thân ra nhiều hơn và em sẵn sàng chịu cái sự phán xét nhiều hơn. Và đó cũng là một lúc rất là thử thách đối với em. Và nói thật nhé, nếu như mà nãy chị hỏi cái hành trình Hà Độc Thoại của em đến á, thì em nói thiệt, nếu như có một cái so sánh á, thì 3 năm Hà là làm Hà Độc Thoại tiếng Anh của em không bằng 6 tháng làm Hà Độc Thoại tiếng Việt. Không bằng. Nhưng mà không bằng ở đây là theo... Không bằng ở đây không phải là về tiếng cười. Em có thể làm được tiếng cười, em có thể làm cái đó rất là dễ. Cái đó là một cái tiêu chuẩn rất là cơ bản rồi. Nhưng cái phần trong Hài Độc Thoại khó ở đây là cái cách mình cởi mở cái con người ra. Mình cho người ta xem. Tại vì cái Hài Độc Thoại nó khác với những cái meme. Nó khác với lại những cái mà chị xem những cái clip troll ở trên mạng. Cười không? Cười. Vui không? Tất nhiên là vui. Nhưng nếu bảo ai làm những cái đó, tôi không biết. Những cái câu chuyện Hà Độc Thoại tụi em nó đều có những cái chất riêng. Và khi đưa cho người khác kể, họ kể là không được. Chắc chắn không ạ? Đúng. Làm sao mà viêm bao quy đầu mà họ kể, họ đâu có biết. Làm sao họ đâu biết. Sao chị kể được cái câu chuyện đấy không? Nếu mà chị kể thì sẽ lên level mới luôn ấy. Đúng. Hồi trước tôi... Chị kể được sẽ có một Thủy Minh mới. Hồi trước cái hồi mà tôi... Thủy Minh viêm bao quy đầu. Rồi, okay. Mình xuống mình quay trở lại cái style thanh lịch. Dạ vâng thưa chị. Rồi chị hiểu cái câu 6 tháng với 3 năm đấy. 6 tháng rồi. Chị hiểu không? Cái độ cởi mở ra và cái độ riêng của nó là cái thứ mà khó. Cái dấu ấn cá nhân. Dấu ấn cá nhân, chính xác. Chất riêng. Nhưng thế thì mình có phải học. Cái này nghe nó rất là sáo nhá. Nhưng mà cái khả năng yêu bản thân mình á, nó nhiều đến đâu, và chắc là nó phải lên cái level cao nhất khi làm Hài Độc Thoại chứ.
trước tiên là chúng ta phải phân biệt khái niệm làm hài độc thoại và being funny. Okay. Có rất nhiều người làm hài độc thoại nhưng không chắc người nào cũng yêu bản thân, không chắc người nào cũng sẽ vui. Chị có thể vẫn không yêu bản thân và chị vẫn có thể đứng lên trên sân khấu open mic và chị vẫn có thể thử những câu chuyện của chị. Nói một chút về cái yêu bản thân ở trong cái hài độc thoại ấy, thì nếu như ai bảo là mình cần phải yêu bản thân để có thể làm được hài độc thoại thì em cũng đồng ý cái quan điểm đó. Tại vì nó giúp mình nói ra những cái điều mà mình không cảm thấy ngại. Giống như là em vừa chia sẻ với chị. Ok, tôi có những khiếm khuyết đây, đây. Tôi sẵn sàng tôi nói là tôi chắc là em viêm là thật à? Ơi. Tôi quay lại rồi. Vâng thưa chị. Chấp nhận khiếm khuyết của bản thân. Tức là mình yêu bản thân, đúng không ạ? Rồi, nhưng mà thực sự là nếu như mà chị hỏi em có phải là một người yêu bản thân hay không á, thì em không tự tin em nói mình là một người yêu bản thân đâu. Em nếu như thực sự em yêu bản thân thì em phải có những cái, kể cả những khiếm khuyết của em phải nhận ra. Mình nhận ra điểm mạnh mình là gì, mình nhận ra điểm yếu của mình là cái gì. Và thậm chí giờ có những thứ về bản thân em rất là ngại, em không thể nào nói ra, em chia sẻ ra và em giữ nó trong mình. Nhưng mà em vẫn làm hài. Và cái hài đối với em nó chỉ là một cái công cụ để mình bóc tách từng lớp trong con người của mình ra và để giúp mình phát triển hơn. Nó khác với là cái chuyện làm hài để làm người ta cười. Nó là một cái chặng đường rất là dài và em nhận ra được điều đó khi được truyền cảm hứng bởi anh Uy Lê. Anh Uy Lê là người mà đã giúp em trên cả phương diện diễn viên hài lẫn phương diện con người. Và khi con người mà em mà phát triển, em tự nhiên em thấy á, là cái hài của mình nó cũng phát triển theo luôn. Và lúc đó là cái lúc em gọi là sao ta, em liên kết được với nhiều người hơn dựa trên, tại vì có rất nhiều người phải công nhận là họ cũng có những cái khiếm khuyết riêng của họ nhưng cái vấn đề là không dám nói. Và khi mà có một ai đó nói, giống như cái lần em nói về rượu ấy, em nói về cái quan điểm em uống rượu, có rất nhiều người họ không đồng ý với em. Đàn ông con trai không biết uống rượu, nhưng cũng có rất nhiều người họ đồng ý là mẹ uống rượu gì, và phần lớn họ không dám nói cái đó, họ chỉ thèm em uống ly cho anh vui hay gì đó, nhưng họ không thoải mái với điều đó. Thì cái lúc đó tự nhiên em cảm thấy kết nối được với nhiều người hơn trên phương diện con người, em cảm thấy rất quan trọng trong comedy. Uy có nói đến một cái chi tiết khi mà bạn chuyển sang hài tiếng Việt, đấy là nghĩ đến chuyện là bây giờ bố mẹ nghe và không cỡ. Bạn quan tâm nhiều đến cái việc bố mẹ gia đình phản ứng. Dạ. Có đúng không? Chắc chắn. Tại sao? Khi mà nhá, không biết thì mình nhìn vào cái Uy Nguyễn cũng là đã người thứ 6 của Sài Gòn Tếu hôm nay thì mình trò chuyện, thì mình thấy là mình cảm giác như đây là một cái bộ môn và mình đang là người đứng ngoài, mình tò mò kinh khủng, mình muốn được nhảy vào, mình rất là tôn sùng cái sự tự do trong cái suy nghĩ và mình thấy nó gần như là rất kỳ lạ là không phải tự dưng mình lại thích cái bộ môn này. Rõ ràng là nó có cái luật hấp dẫn, nó hút tất cả những cái năng lượng mà mình muốn, bởi vì thì mình thấy cái sự tự do đấy. Nhưng mà liệu nó còn là sự tự do không khi mình phải nghĩ đến việc là người thân của mình cảm thấy gì, nghĩ gì? Có phải nghĩ nhiều, chỉ nghĩ lúc trước diễn ra hay là lúc diễn ra thì vẫn phải để ý cái đó? Tức là ý chỉ là mình diễn mà mình phải chú ý quá nhiều đến những cái reaction của người bên ngoài, liệu nó còn có cái sự tự do không? Tức là mình chú ý quá nhiều đến cái phán xét. Vậy thì em nghĩ là mình phải tắt hai cái đó ra. Tức là ý em đây là sự phán xét nó có thể đến từ bên ngoài và đến từ bên trong chúng ta, đúng không ạ? Thì bên ngoài chắc chắn là thứ chúng ta không thể kiểm soát được. Mình đồng ý cái điều đó. Và nói cái sự tự do thì em nghĩ cái sự tự do ở đây ấy, nó là một cái sự thoải mái của chính bản thân mình dù bên ngoài nó như thế nào. Và em có thể liên tưởng đến những cái tác phẩm như là cái tác phẩm Nhật ký trong tù, hay là cái của Bác Hồ, em không nhúc của tác giả nào ta? Của Bác Hồ. Nhật ký trong tù của Bác Hồ, cắt đúng cái đoạn đừng có để em ơi. Rồi. Buồn cho em là chương trình này không cắt. Chết tôi rồi. rồi của tác giả, có những người họ ở trong một hoàn cảnh, em cảm nhận, em xin chia sẻ một xíu về cái quan điểm em, họ trong một cái hoàn cảnh rất là tệ và họ cảm thấy rằng là tôi vẫn vui. Những người tử tù và họ vẫn có cảm giác rất là khoái khoái. Em cho rằng đó là cái sự tự do. Cái sự không tự do em nghĩ nó đến từ việc là, giả sử hôm nay tôi diễn cái miếng này đây, khán giả không vui, tôi chết rồi. Miếng này không tốt,
bỏ miếng này ngay, ngày mai diễn lại khán giả vui, ơ miếng này chắc được, giữ lại, xong ngày kế tiếp diễn lại khán giả không vui bỏ lấy đi. Ô vậy giờ mình tức là mình sống hoàn toàn vào những cái quan điểm cá nhân từ bên ngoài, thì tự nhiên là mình cảm thấy là cái em cảm thấy cái comedy, cái tôi của em á, nó không thể đi một hướng mà nó phải đi rất nhiều hướng để please người này và người kia. Và em không nói người ngoài đâu, em nói ba má em á. Ba má em khi mà nghe em đăng những cái, thậm chí những cái mà đơn giản như Vipa Quy Đầu này, rồi thậm chí những ngành du lịch, ba má ở chứ mày lên sân khấu mày nói gì cho nó lành mạnh xíu con. Mày nói cái gì cho nó đàng hoàng cho nó ấy xíu chứ mày lên sân khấu mày nói về mấy cái chuyện bận tật này, rồi mày nói về cái chuyện mà đi làm mà không có lương, mày cầm len này này nọ nọ, tao thấy nó sao á. Rồi ok, bây giờ ba má ảnh hưởng lớn, rất lớn đó tôi, bây giờ không lẽ tôi làm gì đây, hay mình nghe theo ba má đi ta. Hay mình nói về những cái chuyện nào hạnh phúc gia đình cho nó vui, hay là mình nói về những cái chuyện gì để ba má vui lòng, rồi sau ngày hôm sau ra ngoài khán giả cái người kia bảo nhạt. Chết mẹ nhạt thôi, giờ lại đi hướng nào, rồi cuối cùng mình quay. Và em không có phải người giấu giếm, em nói thật em rất bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố bên ngoài. Em từng có thời gian em bị stress rất là nặng khi mà em up video lên và có rất nhiều người họ vô họ comment trên cái video của em là nhạt. Có một cái câu chốt của em tức là nếu như chị đặt vô ngữ cảnh của em đang kể thì không sao, nhưng khi bị cắt ra nó khác. Cái câu chốt nó như thế này là khi mà chị nghe người miền Bắc, miền Trung, miền Nam nói chuyện sẽ rất là khác nhau. Giả sử người Bắc ấy, thì họ nói chuyện rất là văn hoa, rất là tinh tế, đúng không? Người miền Nam thì nói chuyện rất là giản dị và chất phác. Còn người miền Trung ấy, nếu mà chị nghe kỹ một chút xíu thôi, chị sẽ để ý kỹ một xíu thôi thì thấy rằng họ đang nói tiếng Việt. Rồi, ok. Đặc biệt là những người miền Trung. Và em nói câu đó trong vai trò em là hướng dẫn viên du lịch, thì em đã đi rất nhiều vùng miền, và em cái ý của em á là em chỉ muốn nói là họ nói đối với tôi hơi khó hiểu thôi, đó là ý của em. Nhưng khi cắt lên TikTok thì lại khác nha. Miệt thị miền Trung, vô tận fanpage của em, rồi vô tận trên mấy messenger, bắt đầu miệt thị miền Trung này, rồi xúc phạm đó, rồi phân biệt vùng miền đấy, tức là nó rất là toxic. Và em cảm nhận lúc đấy em rất là sợ. Em không phải em không sợ đâu, và em nói chết mẹ rồi, bây giờ cái video mình nó bị như vậy rồi, hay mình tháo nó xuống thì ta. Em sợ quá, em mới hoảng, em gọi ông Huy Lê. Em gọi ông Huy Lê để em bắt đầu ca lan này nọ nhiều cái, và cuối cùng video nó tháo xuống. Nhưng mà thực sự cái lúc mà video được tháo xuống em lại cảm thấy hối hận. Em thực sự em, tại sao em lại áp lực anh Huy Lê hay là ai mà phải tháo cái video đó xuống. Nếu như mình tin mình đúng thì mắc cha gì mình phải nói tháo xuống. Tức là mình không hề có ý đó. Nếu như em tháo xuống tức là em đã tin rằng những người ngoài họ đúng. Và cái điều đó hoàn toàn nó không tốt với mình. Và cái đó không phải là do em đó chỉ em yêu cầu tháo xuống, không phải do em nghĩ nó sai, mà do em ngại cái sự chỉ trích, em ngại những ý kiến tác động từ người ngoài. Và em bị stress trong một cái thời gian đó. Và bất cứ và sau đó em không lên video luôn. Và em cảm nhận nó là một cái gì đó rất là độc hại, và em chưa sẵn sàng. Em từng có ước mơ là mình sẽ trở thành một người nổi tiếng. Trước tuổi 21 em từng đi tham gia thách thức danh hài. Em từng đứng trước mặt Trấn Thành ở Trường Giang em thi, và em cũng fail. Và em rất là sợ rằng khi mà tập nó lên trên mạng thì dân tình sẽ vô và chửi mình diễn nhạc như thế này. Và em rất là sợ những cái đó. Và thực sự là, nhưng mà nếu làm hài không thể tránh được khỏi những cái đó. Nhưng mà cái cách em đang đối mặt với nó, thực sự em nói đây với chị ấy, nhưng mà em không phải là dạng thần thánh, em chưa phải vượt qua được. Không phải em không phải là dạng ô tao không quan tâm đến cái gì nữa. Em rất quan tâm, và em đang bị tổn thương bởi những cái điều đó thật sự. Và em nghĩ em vẫn đang học, nhưng mà cái điều tốt của em ấy là em vẫn đang học cách cởi mở ra trước những cái mũi tên đó. Và em nhận thức rằng bản thân mình là thật sự là mình có những lúc mình phải buồn, có những lúc mà mình rất là đau lòng. Và nhưng cái vấn đề là mình phải nhận ra được cái điều đó. Và em nói sao ta, tức là mình chỉ cần nhận thức điều đó và mình moving on. Đã rồi. Chị nghĩ có hai thứ rất là hay mà em vừa nói. Mình có cảm giác như lúc nào cũng có một cái cuộc đấu tranh. Dạ. Người ta nói là nếu không có cái đấu tranh thì không có cái sự phát triển. Tức là lúc nào mình cũng phải
chứ thực ra thì mình mà đứng hẳn một bên, mình biết là mình đúng thì mình đã thành Phật rồi. Đúng. Mình sẽ luôn luôn có một cái sự tranh cãi. Thực ra bản thân chẳng cần đến ngoài, trong bên trong nó cũng có một cái sự đó. Phật hoặc người máy chứ đúng không phải là con người được. Cái đấy hay này. Cái thứ hai nữa là không biết tại sao lúc Uy nói thì mình có nghĩ là thực ra hài độc thoại không phải là... Tùng thì nói rất nhiều về việc phổ cập hài độc thoại. Nhưng bản thân thì mình ở cái lúc này mình lại nghĩ rằng là à, phải đòi hỏi một cái trình độ nhất định, một cái sự thả lỏng nhất định để tiếp nhận nhá. Chưa chắc nó đã là thứ hài là buồn cười á, thì có thể dành cho tất cả mọi người. Yeah. Nhưng mà bắt đầu có những cái concept chồng lên nhau thì không thể nào mà dành cho tất cả mọi người đâu. Layer khác đúng không? Đúng. Đấy thì mỗi cái cuộc nói chuyện với các bạn thì mình lại thấy có một cái ý mới liên quan đến hài độc thoại, và mình vẫn là người phía bên ngoài nhá. Yeah, yeah. Nhìn vào và mình thấy cái việc đó. Ok, hành trình nó cũng lúc bước vào thì là con trai trắng trẻo uống nước suối, nhưng mà câu chuyện cũng có rất là nhiều cái thứ mà khiến mình suy ngẫm. Bây giờ nếu bạn phải lên hoang đảo, yeah, và không có ngày trở về, cười gì? Wow. Em cười vì ý thứ nhất vì em thấy nó đẹp. Nhưng câu thứ hai em không cười nữa. Câu thứ hai em không cười nữa. Wow. Bạn nghĩ mình sẽ mang theo ai? Mang theo ai ạ? Có một người để mang theo. Có một trong người cái để chuyến mang theo. Hành trình đến hoang đảo không biết ngày trở về, không come back luôn. Và ở đấy suốt đời cho đến lúc chết. Em sẽ không phức tạp. Em thật sự là em sẽ muốn mang theo bạn gái của em. Tại sao là mình bạn mình gái. Đang xây dựng một cái drama là ok. Oh. Mẹ tôi. Đâu oh wow. Oh wow. Và bạn gái tôi ok. Thứ hai bác chọn trời bạn gái. À, với mấy ông trước chọn gì vậy? Ông chọn ba má hả? Không, nó no, no, chị nhắc thôi. Okay, okay. Không, chị biết là em sẽ chọn bạn gái rồi. Em đã nghĩ về đám cưới của em và đám cưới của con no, em rồi. No. Đám cưới trên hoang đảo mà. Đám cưới trên hoang đảo đấy. Đây nè, cái lý do mà em chọn bạn gái của em á, em nói sao ta? Nếu như em sẽ không đặt lên bàn cân yêu thương ai hơn, sẽ có rất nhiều người họ đặt mà cần ba má yêu sao mày không đem ba má. Ôi ba má lên hàng đảo gì ba má cực lắm. Để ba má ở nhà có người em chăm đúng không? Rồi sao mình đem những người, tức là em muốn đem một cái người nào lên và em sẽ cảm thấy rất là cô đơn. Đúng không? Lên hoang đảo chắc chắn mình cảm thấy rất là cô đơn, và đó là một trong những thứ mà mình cảm thấy rất là nhiều trong cuộc đời của mình, đặc biệt khi ngồi trên bàn nhiều bàn rượu mà cầm cái ly nước đó, bắt đầu chín thằng còn lại chỉ uống ly nước đó. Cô đơn là như thế, không có một ai thực sự sẻ chia với mình. Và bạn gái của em là một người em có thể nói hết tất cả mọi thứ, share hết tất cả mọi thứ về cuộc đời, về những cái gì mà mình hiểu, và về cả những cái nỗi đau của mình, những thứ mà thậm chí ba má em cũng không thể nào em chia sẻ ra hết được. Tại vì khoảng cách thế hệ. Và em muốn đem bạn gái của em lên. Tất nhiên em hy vọng trên cái hoang đảo nó có một cái penthouse cùng với lại nước lọc đầy đủ và đồ ăn và có internet. Ok. Đúng không chị? Ta đang nói về đảo Phú Quốc à? À đảo Phú Quốc à? Đâu. Hoang đảo. Ok. Chúc mừng em có bạn gái. Wow. Mình đã thấy cái hình dáng của bạn gái Huy Nguyễn ở trong mấy cái tập trước rồi. À không. Ủa. Phải hồi tập trước mà nhầm mấy cái chương trình mấy show đúng không? Tại vì thực ra cái điều rất là đẹp về hài độc thoại đấy là có thể khi một cái diễn viên họ đóng một cái bộ phim thì mình phải nhìn rất là kỹ thì mới thấy họ, cái riêng của họ, cái cá tính của họ. Nhưng cái nhờ cái dấu ấn cá nhân nó rất là mạnh mẽ ở ngoài hài độc thoại, cho nên là mình sẽ cảm giác mình luôn biết về cái người đó của mình. Nhưng mà đấy cũng là cái thử thách, bởi vì là bạn sẽ phải liên tục đấu tranh này, liên tục evolve, thậm chí tiến hóa lên thành một cái version khác của mình. Đúng chính để mà mang cái cá nhân đấy của mình cho mọi người. Tương lai của Uy, bạn nghĩ bạn sẽ gắn bó bao nhiêu với hài độc thoại, và nếu không phải hài độc thoại thì là cái gì khác không? Hài độc thoại, em trước khi mà nói câu trả lời đó thì em muốn chia sẻ một cái ước mơ của em. Em muốn biểu diễn, em thậm chí giờ em đã hình dung ra được cái sân khấu và nó như thế nào.
em muốn làm một cái tour vòng quanh. Em không có một cái bằng chứng nào để cho thế giới em sẽ làm được những thứ đó, nhưng mình hãy coi như là một tôn giáo, mình tin nó đi. Mình đừng có hỏi tại sao. Em sẽ làm, em quê ở Hưng Yên, quê em ở Đồng Nai nhưng mà nguyên quán Hưng Yên. Em muốn làm một cái tour hài độc thoại vòng quanh Việt Nam, đi qua các tỉnh thành, bắt đầu từ Đồng Nai là quê quán của em, và em muốn kết thúc cái tour đó qua các, và điểm cuối cùng sẽ là Hưng Yên, và em muốn đặt cho cái tour đấy là go home, tức là về nhà. Và một trong những cái điều em thích đi quanh Việt Nam, em là hướng dẫn viên mà, và em hiểu được cái văn hóa nó đẹp như thế nào, và em hình dung ra được cái sân khấu nó sẽ như thế nào. Em sẽ đứng giữa, em sẽ muốn làm một cái sân khấu mà nó có trên 30.000 khán giả. Đừng cười em. em tức là em đang hình dung nó, và cái giữa đó sẽ là một cái khoảng tròn, và em sẽ đứng ở chỗ đó và em sẽ diễn cho 30.000 người, và em muốn làm cái điều đó. Và mỗi khi mà em lên trên mạng YouTube, em xem những cái video diễn hài của Kevin Hart, những diễn viên hài nổi tiếng Sebastian Maniscalco, rồi của Chris Rock, và họ biểu diễn trên những cái stage rất là lớn thế, và tự nhiên em khóc. Và em và khóc không phải do em khóc, đúng cũng do em buồn, buồn sao giờ tao chưa làm được như thế. Và khóc đấy cũng là do em thực sự em phấn khởi, em muốn nó come true, và em sẽ làm được cái điều đó. Và cái ước mơ em vẽ ra rất là kỹ, đó là những cái thứ mà em muốn. Rồi bây giờ quay trở lại cái câu hỏi của chị lúc nãy là, em xin lỗi em lại quên. nhắc lại một xíu cái câu hỏi lúc nãy của chị. Nhắc lại một xíu thôi cái câu hỏi lúc nãy của chị. em xin lỗi, em hay bị quên. Nếu không phải là hài độc thoại. Rồi ok, em nhớ rồi. Em sẽ theo hài độc thoại cho đến khi nào em làm được cái đó. Đó là cái thứ mà có thể thỏa mãn được em, thật sự. Em sẽ không có bằng chứng gì cho mọi người đâu. Không, thì mình nghĩ đây là cái thời điểm mà kể cả khán giả đang xem hay là các mọi người đang nghe podcast, thì những cái điều này, những cái sự phấn khởi này rất là quan trọng. Cái sự tươi sáng nó rất là quan trọng. Mình ở cái thời điểm mà, thì mình cũng không biết là cái lúc mà mọi người nghe đến cái tập này thì tình hình của nước ta đang như thế nào. Nhưng cái sự phấn khởi, một cái bức tranh mà thậm chí mình vẽ ra càng tốt. Mình rất là tin là phải muốn cái gì đó thành hiện thực thì phải biết vẽ ra chi tiết trước. Chúc cho cái giấc mơ đấy sẽ thành hiện thực. I'm sure, em chắc chắn. Ok, còn đây là cái phần mà mình muốn làm ngay từ đầu nhưng mà mình để dành. Trời ơi, cái lúc này có 5 cái bao lì xì, mỗi bao lì xì là một thông điệp. Mỗi bao lì xì là một thông điệp. Em hy vọng thông điệp nó có giá trị. Giá trị hay không là do cách mình nhìn và mình... tay mình bốc. Rồi em đã chọn được. em chỉ đánh tâm lý chị thôi mà, em chưa có chọn được. Em sẽ chọn cái mà chị nghĩ em không thể nhìn thấy được, đó là em mở ra được không? Đấy, này thử rồi thích, mở rồi nghiền. Em rất là cảm ơn Vietcet. Rất là cảm ơn Vietcet. Chị rất thích sự lạc quan của em. Đã nói rồi là nó chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Cảm ơn Vietcetera rất nhiều, cảm ơn. Không sao, em mang lại sự cái cơ hội may mắn nhiều hơn cho người tiếp theo. Khi em bóc một cái bao sai thì cái khả năng còn lại của người chủ tiếp theo sẽ quan trọng hơn. Cảm ơn quý vị đã đến. Cảm ơn chị. Mình tin là chúng ta đã có một cuộc trò chuyện chất lượng. Cảm ơn chị Thùy Minh, cảm ơn Vietcetera. Nhìn cái camera này đúng không? Ok. Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với lại chương trình Have a Sip của Vietcetera. Thì đây là chương trình mà sẽ có những khách mời mà gọi là nhiều chữ, tức là đây là một từ fancy để dành cho những người nói nhiều đó mọi người. Chúng ta sẽ lên đây và chia sẻ những cái suy nghĩ của mình. Và hôm nay khách mời của chúng ta là chị Thùy Minh. À quên, chúng ta sẽ còn cùng nhau uống một cái thức uống gì đó mà là yêu thích của người khách mời đó. Ok, và khách mời của chúng ta hôm nay là chị Thùy Minh. Yay. Xin chào tất cả các khán giả kiêm thính giả đang nghe podcast này. Dạ, hello tất cả mọi người. Thì
Mình là Trọng Phan, mình đến từ nhóm Sài Gòn Tếu. Và hôm nay mình sẽ thay mặt chị Thùy Minh để phỏng vấn chị Thùy Minh. Dạ. Thì à, tức là bạn nghĩ là khi bạn nói một câu là phỏng vấn là mình chỉ cần im và người ta sẽ nói à? Dạ không, tại vì hôm nay cũng là ngày đầu tiên em tới với công việc làm này á. Thì nói chung là mình sẽ nói qua nói lại, hai người sẽ nói qua nói lại. Chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình. Mình sẽ giới thiệu với nhau bằng đồ uống. Dạ, ok chị. Nếu coi đồ uống của Trọng. À đúng rồi. Trà đào chanh xả đúng không? Dạ, cam xả. Cam xả là bản thân bạn. Thì nó nói gì về bạn? Nó nói là em là một người không biết uống gì khác ngoài nó. Uh-huh. Dạ, tại vì thực ra cái món trà đào cam xả này là món yêu thích của bạn gái em. Và bạn liên tục uống cái món này. Và em thì dạo gần đây em phải đi ra rất là nhiều những cái quán cà phê để gặp mặt mọi người. Thì em chỉ muốn chọn một cái món nào đó nó lẹ thôi. Cho nên thành ra là nó trở thành cái món thường trực của em. Tại vì nó rất là dễ uống. Ừ. Dạ. Cái gì trong đấy mà dễ uống? Cái vị ngọt vừa vừa và cái vị nồng nồng của xả. Em rất là thích cái đó. Ừ. Và sau đó khi em đói bụng em sẽ ăn một ít đào. Ừ. Dạ. Tức là nếu coi nó là một cái ẩn dụ cho cá tính của bạn thì có nhiều thứ ở trong đấy đúng không? Không có vị này thì có vị kia. Ừ. Muốn cắn là cắn, muốn uống là uống, lại còn nhanh gọn lẹ, mà lại còn liên quan đến một cái người mình yêu thương đúng không? Dạ, em không nghĩ tới mức đó nhưng mà khi mà chị phân tích ra thì em thấy là rất là hay. Em đồng ý. Đấy, vừa rồi là ném qua đấy, bây giờ mình ném lại nào. À ok, thì em sẽ ném lại chị. Thì em nhìn cái ly của chị và em không biết chị đang uống cái gì. Thì mình uống một cốc cà phê pha thủ công. Thì mình thích cà phê nói chung và mê tất cả các loại cà phê. Nhưng mà sau này mình phát hiện ra là mình sẽ không bao giờ uống những thứ mà nó có nhiều các cái vị, mà những vị này lại có thể giả vờ được. Ờ, là sao chị? Mình giả vờ những là... cái món đồ, cái này xin lỗi mọi người nhá, nhưng mà ví dụ như là có bao nhiêu cái trong đấy là cam thật và bao nhiêu trong đấy là xả thật. Thậm chí đến miếng đào này nó cũng là một cái ở trong hộp, đúng không? Mặc dù đúng là miếng đào thật nhưng mà nó được trong hộp. Tức là sau này khi mình luôn ưu tiên những cái gì mà nó tươi. Dạ. Nó không pha thêm một cái gì đấy nữa. Thì cái món pha thủ công này này thì nó đơn giản là nước nóng. Nước nóng khoảng 97 độ chẳng hạn đó. Mà nó chỉ chảy xuống qua một cái phễu bằng giấy. Nó chảy xuống thôi. Và cái cà phê đấy là cái cà phê mình biết rõ nguồn gốc nó từ đâu. Nó không pha tẩm thêm một cái vị gì cả. Cà phê mọi người trông thế thôi, nhưng mà cái hạt xanh thì sẽ giữ được một năm. Nó sẽ không chuyển vị. Nhưng mà một cái gói xay á, thỉnh thoảng mình mua một cái gói mình để ở nhà đúng không, thì là có thể mình uống chậm hay uống muộn thì cái hương của cà phê nó sẽ bay đi. Nhưng khi mình uống một cái cốc cà phê ở quán mà mình biết đích xác cái hạt nó đến từ đâu ấy, thì là cái vị tươi của cà phê nó vẫn còn. Vì ở quán là cái traffic nó liên tục mà, nên người ta sẽ luôn luôn làm cà phê mới. Ok, vậy thì bây giờ tới lượt em làm thầy bói. Em nghĩ là nếu như vậy thì chị là một cái người mà thích hiểu rõ cái đối tượng mà mình đang tiếp cận. Em có cảm giác là chị muốn hiểu là ok, bây giờ cái thứ mà nó sắp chuẩn bị vào trong người mình nó đến từ đâu. Và mình phải đảm bảo về nó. Dạ, tức là thực sự chắc chắn là thích tìm hiểu. My good, I'm so smart. Cũng có những lúc chúng ta nói rằng là chuyện này nó quá deep đúng không? Yeah. Cái câu hỏi bé tí như thế này một cái. Nhưng mà thì mình có một cái điều đó. Mình tin là mỗi cái lựa chọn trong cuộc đời mình nó đều nói cái gì đó về mình. Tại sao ngày hôm nay mình lại đến và uống cái cốc này? Nó có, đúng rồi, nó có một cái duyên đúng, gì đó đúng không? Đúng. Nên bây giờ nó kéo đến cái duyên thứ hai. Dạ. Câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai. Em nghĩ là em sẽ dành hỏi trước. thực ra là em biết chị Thùy Minh là em biết qua cái chương trình Bitches in Town. Lần đầu tiên em coi chương trình đó, em nghĩ là những người này đang làm gì vậy? Em không hiểu được. Lúc đó em, thực ra lúc đó em rất là nhỏ và em không hiểu được cái mục đích của chương trình. Và em cũng không quen với những cái loại format như vậy, giống như của nước ngoài. Sau này em lớn lên, em bắt đầu đi coi các cái show như là mấy cái như là Saturday Night Live, rồi The Tonight Show with Jimmy Fallon nữa đó. Thì em mới thấy là ok, ngày xưa hình như cũng có một cái người đã từng cố gắng làm những kiểu giống như vậy. Cái sau đó em mới đi tìm.
Cái sau đó em mới nhớ là wait, tức là tại vì lúc đó em coi em kiểu tại sao mình không có những cái format giống như vậy. Nó có cái gì đó nó rất là thật, giống như cái cốc cà phê chị đang uống. Nó tức là mình nhìn thấy cái chuyện nó đang diễn ra thì lúc đó em nhớ thôi cũng có là chị. Cái sau đó lúc em qua em coi lại thì lúc đó chị đang làm cái tặng tin tốt. Thì làm tặng tin tốt thì em rất là enjoy cái cảm giác mà có ba người ngồi nói rồi sau đó, nhưng mà sau đó cuối cùng thì nó cũng đến một cái giai đoạn là nó ngưng. Và sau đó thì chị có cái này. Em lại tiếp tục ủng hộ chị thì ủa em định hỏi cái gì em quên rồi, câu hỏi cái gì, câu hỏi là gì, chết rồi quên, chết rồi tự hỏi tự trả lời luôn. Thế thì chị sẽ hỏi. Ok, dạ ok chị. Cái hành trình của chị có vẻ em quan sát kỹ, tuy nhiên em thiếu một cái là sau toàn tin tốt mà đến với Have a Sip thì có không cay không về. À đúng rồi đúng rồi, chắc là chỗ em miss. Chỗ cũng to đấy nhưng mà nhưng mà bây giờ mình quay về với em, cái hành trình em. Em nói rất ghê gớm là từ hồi em còn bé xong em lớn lên. Cái hành trình đó nó khoảng 5 năm làm mấy cái show YouTube của chúng mình. Nhưng quay về từ lúc em lớn lên rồi á. Xong em đến với Hài Độc Thoại như nào? Em thực ra em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ trở thành diễn viên Hài Độc Thoại. Lúc đó em muốn làm họa sĩ. Em có giấc mơ rất là to lớn muốn làm họa sĩ. Và học kiến trúc. Dạ yeah, đúng rồi, cho nên chưa em mới tốt nghiệp. Đúng rồi, mà chưa có tốt nghiệp. Cho nên em mới đi tìm em tức là em có một cái người bạn. Bạn này rất là giàu và gần như là bạn có mọi thứ em muốn. Bạn vẽ rất là đẹp. Gia đình của bạn tương đối hạnh phúc. Thì khi đó em chỉ nghĩ tới cái việc là tại sao mình không thể giống như người ta. Em không tức là lúc đó em không hiểu là thực ra em đang cố gắng muốn trở thành bạn đó. Và tại vì bạn đó là họa sĩ cho nên em muốn làm họa sĩ. Nhưng mà lúc đó em không hiểu, em chỉ nghĩ là ok mình muốn làm họa sĩ. Em học với bạn năm lớp 8. Sau đó khi đó em lớn lên thì lớp 9, lớp 10 thì tụi em bắt đầu tách lớp. Nhưng mà em vẫn có một cái sự âm thầm em theo dõi bạn. Lúc đó em học lớp 8 thì em chưa biết nhiều về mạng xã hội. Lớp 8 em vẫn chưa có Facebook. Em chưa có thôi, lúc đó Facebook thì có rồi. Thì em luôn coi bạn làm cái gì ở trên mạng. Và bạn có một cái trang trên Deviant Art á, là bạn up hình của bạn lên. Cái tự nhiên đó là em thấy người ta vô người ta like xong người ta khen bạn vẽ đẹp. Cái em kiểu ủa, à mạng xã hội là để như thế này, để mọi người khen mình. Em bắt chước em vẽ bức tranh. Đối với em lúc đó là đẹp. Nhưng em không hiểu sao không có ai nghĩ nó đẹp cả và không có ai để ý tới nó cả. Và tự nhiên em cảm thấy bị quê. Nhưng mà rồi trong sâu thẳm thì lên tới lớp 12 em vẫn liên tục nhìn về cái phía bạn đó và so sánh mọi thứ mình làm với bạn đó. Sau này thì bạn có điều kiện nên bạn được bố mẹ cho đi du học. Bạn học một cái ngành về hoạt hình. Còn em thì em nghĩ là ok, vậy thì bây giờ sắp tới mình muốn học hoạt hình luôn. Tại vì mình nếu mà chị hiểu ý không, mình phải là một cái gì đó giống như vậy. Thì em nghĩ là ok, vậy bây giờ có trường nào dạy hoạt hình. Thì lúc đó em biết cái trường là trường FPT. Nhưng mà cái này nó hơi kỳ cho mọi người. Nhưng mà lúc đó trường FPT nó không phải là trường công. Cho nên trong đầu em nó tồn tại một cái suy nghĩ là vào trường công thì có thực sự giỏi hay không. Nó mình biết là mình trong câu chuyện này mình không phải là nhân vật tốt nha mọi người. Nó là một cái quá khứ rất là tùm lum thứ trong đó. Thì cho nên em quyết định là ok không được, nó không phải là trường công vậy tức là nó không tốt. Cho nên thành ra là em phải vào trường kiến trúc, mà vào kiến trúc thì nó không có hoạt hình. Nên ok vậy thì mình vô kiến trúc thì mình học cái gì, mình học kiến trúc. Mình sẽ học cái mà người ta để trong cái tên của người ta, học đúng branding của người ta. Thì khi em đậu, em thi rồi em đậu. Nhưng mà cái vấn đề khi em đậu á, thì em có một hành động vô cùng ngu ngốc. Đó là khi mà em nộp cái đơn nguyện vọng á, em xếp cái nguyện vọng thấp điểm hơn là cái nguyện vọng cảnh quan lên trên nguyện vọng 1. Và sau đó em để cái kiến trúc xuống dưới. Em không nói với mẹ em biết điều này. Em gửi, sau đó cái cô trong văn phòng cô kêu ôi, con để nguyện vọng sai rồi. Con đang làm cái gì vậy? Em kêu không, em thích vậy. Thì lúc đó trong người em nó tồn tại một cái tâm lý mà em không hiểu. Nhưng bây giờ em nhìn lại em nghĩ là tại vì em cảm giác là em đang dần dần khác cái bạn kia. Và tại vì nếu như em khác với bạn kia thì tức là em không có gì tốt hết. Cho nên em không có đối xử với lại những cái thành tích của em nó một cách đàng hoàng. Thì kết quả là khi em vào được cái ngành đó rồi thì mẹ em phát hiện ra và mẹ em chửi em không còn một cái gì hết. Mẹ em nói là con có biết là có những người ta thiếu 0.25, mày thi cho dư điểm dư 0.5, rồi sau đó bây giờ mày vô một cái ngành nó thấp điểm. Em trầm cảm hết nguyên một năm nữa. Em không có bạn. Và nó xuất hiện từ cái tư tưởng là em nghĩ tất cả những người trong lớp này dở hơn em. Em nghĩ là mình đang ở trong một cái nơi mà mình không nên ở, mình xứng đáng với lại nhiều điều hơn. Thì rất là dark nha mọi người, mình không phải là nhân vật tốt trong câu chuyện của mình vào thời điểm này. Qua năm 2 thì em tự nhiên lại muốn có bạn, tại vì em nhận ra mình không thể làm mọi thứ một mình được.
em thấy mấy bạn thật ra nha, thì em nói nó hơi tự cao, nhưng mà có đôi lúc em cảm giác là ok, cái này mình giỏi hơn, nhưng mà tại vì, nhưng mà mấy bạn có nhau cho nên thành ra mấy bạn vẫn giỏi hơn. Thì em nhận ra ok, bây giờ mình cần phải kết bạn. Kết bạn, em không kết bạn được với ai hết, tại vì em đã tạo một cái branding quá tốt cho mình vào năm nhất rồi. Em cho nên bây giờ không ai muốn chết. Nói chung là em rất khó để hòa nhập trong đó. Thì lúc đó là em quyết định là tham gia câu lạc bộ tiếng Anh. Và ở đó em bắt đầu em tìm được những người bạn của mình ở bên ngoài. Tham gia tiếng Anh một hồi, em quyết định là ok, bây giờ mấy anh chị nói mày đi dạy đi chồng, dạy đi kiếm tiền. Thì đó là cái lúc đầu tiên mà em bắt đầu em dạy tiếng Anh. Em dạy xong rồi sẽ tới hai độc thoại thôi chị. It will get there, it will get there. Em biết là em đang nhắc chị. Kỳ quá, host mà không có hỏi khách mời gì hết, vô kể chuyện của mình đâu không à. Không hiểu được luôn. Còn mấy năm nữa thì sắp tới rồi chị, anh đang sắp tới rồi. Mình biết là mọi người đang rất là bất kiên nhẫn. Mọi người của mày đang nói cái gì chọc. Will get there, don't worry, will get there. Thì cái lúc mà em đi dạy á, thì cái job đầu tiên của em là dạy tiếng Anh cho người lớn. Mà khi em dạy tiếng Anh cho người lớn thì em nhận ra là người lớn họ rất là thiếu kiên nhẫn. Và cái vấn đề đó là cái trung tâm đó họ gối đầu em. Em dạy 2 tháng họ mới trả lương cho em 1 tháng. Cho nên em quit. Em phải dạy tới tháng thứ 3 mới biết là người ta gối đầu em, chị hiểu không? Tại vì người ta trả lương trễ quá nên mình phải. Rồi sau đó em chuyển qua em đi dạy tiếng Anh cho con nít. Và đó là cái lúc mà em bước vào cái trung tâm mà em gặp con bé Daisy. Em gặp đó là nhưng mà lúc đó em cũng chưa hiểu, lúc đó em chưa biết gì hết, nhưng mà có một cái em cảm nhận là những đứa trẻ này nó đang chữa lành một vết thương mà em không biết em có. Em có cảm giác vậy, tụi nó đang chữa lành một cái gì đó trong người em. Và em bắt đầu em cởi mở hơn, em bắt đầu em làm ra tiền. thì nhưng mà một thì hồi thì sau này độc thoại đến đại sắp tới vậy. It's getting there. Thì nhưng mà em không biết sao, nhưng mà em vẫn luôn có một cái cảm giác là em muốn mình làm một cái gì đó nó to lớn hơn một chút xíu. Và sau đó em ở nhà em coi hài, thì em biết là em biết tới hài độc thoại, em quá thích nó. Nhưng mà bây giờ không có cái gì ở Việt Nam giống như vậy hết, không có một cái câu lạc bộ hay gì hết, nên thành ra em đi thi hài tiếng Anh. Em thi hài tiếng Anh ở đó toàn là người nước ngoài không à. Và em chưa có một background nào về hài hết. Em tham gia một cuộc thi mà họ gọi là Việt Nam Comedy Competition 2019. Vô em thi, em thi lên em kể tùm lum hết. Em kể về cái câu lạc bộ tiếng Anh của em. Em kêu là đây là câu lạc bộ Drink and Talk. Thì mọi người nghe cái giống một cái challenge không? Drink and Talk. Ok, phản ứng của người ta khá là giống với chị Thị Minh ha. Chắc mọi người cũng biết là, mọi người cũng biết rồi. Thì anyway, nói chung là ở cuộc thi đó, anh Huy là làm giám khảo. Em gặp ảnh sau cuộc thi, tại vì ảnh là người Việt Nam duy nhất làm giám khảo ở đó. Thì em kết bạn với ảnh. Ảnh chỉ là bây giờ em muốn làm hài hoại đúng không? Có mấy quán bar này là lo tới chơi cho vui. Thì em đi được một vài tháng rồi xong em bỏ. Nhưng mà một năm rưỡi sau, thì đó là lúc mà Sài Gòn tới thành lập. Thì anh Huy là anh nhớ tới em. Anh quắt em vô, anh kêu em làm. Thì cái lúc đó là có một cái sự kiện xảy ra là cái người bạn mà nhà giàu á. Cuối cùng em cũng quay về người đấy. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ mình phải đóng cái gap vào nhé. Dạ bây giờ mình đóng cái gap lại. Dạ mình sẽ luôn luôn có một cái payoff cho cái thứ mình nêu ra. Người bạn nhà giàu đó, bạn trở lại, bạn nhắn tin cho em, bạn kêu Trọng sao rồi, khỏe không? Sắp về nước nè. Thì lúc đó em mở trời, bây giờ bạn là một họa sĩ cực kỳ thành công luôn chị. Bạn gọi là make millions một tháng. Và bạn kêu là bây giờ bạn về Việt Nam và bây giờ bạn cần phải đi in cái đống tranh này ra để bạn bán. Thì bạn cần sự giúp đỡ của em. Thì cái lúc đó là có một cái hôm bạn rủ em qua nhà bạn ngủ lại để sáng hôm sau mà mình đi bán tranh chung với nhau. Đó là lúc mà em nhận ra là wow, đúng là bạn này giàu thiệt. Em thực sự cảm nhận được sự giàu có luôn. Lần đầu tiên em qua nhà người khác chơi mà em được ngủ trong phòng riêng. Và lúc em tới phòng nó bật máy lạnh sẵn rồi. So fancy, so freaking fancy. Ở trong đó có rất nhiều món đồ chơi hồi nhỏ mà em thích. Hồi nhỏ em cũng được mua đồ chơi, nhưng mà em là một đứa trẻ rất là hư. Em mua đồ chơi vậy em rất là khó chịu với tụi nó. Tại sao sơn mặt trước nhưng không sơn mặt sau? Em bé đó. Thì tức là em không phải là nhân vật tốt trong câu chuyện của mình. Nhưng mà anyway, lúc đó em nhận ra sự khác biệt đó. Và em kêu là bây giờ mình lại muốn làm họa sĩ. Sorry, từ. It will get there mọi người, em sorry. It will get there, don't worry, it will get there. Mình đang làm chương trình Tết năm mấy. Ôi trời ơi. Chết okay, rồi, không biết còn bao nhiêu thời gian. Okay, nãy giờ 15 phút. Được. Câu chuyện nó có ending rồi. Noel nha. Thì mình được biết là trong cái ngày Noel thì Sài Gòn Tếu có nghĩ ra một cái chương trình là No End. Tức là không có end, không có điểm kết thúc.
và người nghĩ ra cái concept đấy là chậm, và em ấy follow đúng cái concept đấy là không biết bao giờ kết thúc. Đúng rồi. Và thậm chí không kết thúc. Đúng rồi. Nếu không ngăn lại. Đúng vậy. Thế bây giờ chị nên ngăn lại em hay là kể nốt chị, cái nhà cái này rồi. Nó có ending, cái này nó okay. Có ending. It's still we're getting there. Thì anyway, em bị phân vân về cái chuyện là ok, vậy bây giờ mình sẽ trở thành họa sĩ. IG hai chấm tức là trở thành người khác. Hay là mình sẽ làm diễn viên hài độc thoại. Thì cuối cùng em nhận ra là nó không đi tới đâu hết á. Em kiểu em vẽ nhưng mà cuối cùng nó không đi tới đâu hết. Em kêu ok vậy thì bây giờ mình thử cái này đi. Và sau khi em thử cái này thì em nhận ra là cái này dành cho mình, nó khiến cho cuộc sống của em có ý nghĩa. Bây giờ thì em còn đi học, em là thầy, em là diễn viên hài, nhưng mà em không bao giờ nghĩ tới việc làm họa sĩ nữa. Không tin vào bản thân mình luôn. Ok, nhưng mà cái đấy có một ý ẩn dụ khá hay là đôi khi trong cái hành trình lớn lên mình có một cái hình mẫu đúng không? Dạ, mà mình muốn rồi. Làm, mình muốn copy. Mình muốn và con người ta mình chơi game này đúng không? Dạ, đúng hay rồi, là đúng viết rồi. Một cái cuốn sách hay là đơn giản nhất là bây giờ người ta tham gia mạng xã hội, người ta viết một cái status, người ta đăng một cái ảnh theo một cái version mà họ muốn trở thành. Yes, yes. Và đôi khi cái điều quan trọng nhất là nhận ra cái điều đấy, tách ra khỏi cái bản thể mà mình cứ nghĩ là mình sẽ hạnh phúc ở trong đấy để làm cái gì đấy riêng đúng không? Dạ. Yeah. Em rất là biết ơn khi mà Trọng mày đã đồng ý. Tại vì lúc đấy nhưng không đồng ý thì em giờ em không biết là em đang ở đâu luôn á. Chắc chắn không phải ở đây rồi. Thực ra cái hành trình đấy rất là đẹp đẽ. Mặc dù em miêu tả hơi dài nhưng mà rất là đẹp đẽ. Nó, không cắt đâu. Trước cái đoạn giữa vào cái cuộc phỏng vấn với Trọng, cũng là người thứ 7 của Sài Gòn Tếu tham gia, thì mình tham gia chuyện trò ngày hôm nay, thì mình cảm giác như mình đang được vẽ một cái bức tranh mà cái câu chuyện của hài độc thoại ở Việt Nam cũng là cái câu chuyện mà khi có một cái bộ môn nào mới, một cái gì đấy mới mà con người ta phải, và gần như các bạn là những cái người mà cũng mới nữa. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Này. Nhưng mà nó có nhiều cái lớp ở trong đấy quá, nó là cả một cái việc cái hành trình ra tìm mình là ai, hay là khi đã tìm ra mình là ai rồi lại quay về với cái bản thể của mình thế nào, chấp nhận những cái khuyết điểm trong mình như thế nào. Dạ, thì mình hôm nay học được rất là nhiều. Nhưng mà quay về với cái show ngày hôm nay á, dạ, thì cái tiếp theo sẽ là một cái câu hỏi mà Trọng sẽ hỏi cho mình. À, ok chị. Có một cái câu gì mà Thùy Minh luôn hỏi khách mời, và Thùy Minh cũng đọc các comment của các bạn. Đấy là các bạn nói là mình hay hỏi người ta cái câu này quá, thế mình tại sao mình không bao giờ trả lời. Dạ. Đố Chọn câu đấy câu gì. Mình sẽ hỏi chị Thùy Minh câu này. Thì em có một cái câu hỏi là nếu như mà một trong một tuần nào đó chị sẽ bị mắc kẹt ở trên một cái hòn đảo hoang, không biết làm sao là chị bị mắc kẹt trên đó, nhưng mà chị đã tới đó rồi. Vậy thì, và chị chỉ có thể đem theo một cuốn sách, một cuốn duy nhất. Vậy thì cuốn sách chị đem theo sẽ là cuốn nào? Em biết version đúng của cái câu đấy là gì không? Thôi được rồi, cái này để cho khán giả tự trả lời. Nhưng đại loại là mình hiểu một điều là cuốn sách. Đúng rồi, yeah. Nếu mà chỉ chọn một cái cuốn sách, em thử đoán xem trên show này á có mấy kiểu sách mà mọi người hay mang. Theo như em quan sát thì mọi người sẽ mang sách về giải trí, hoặc là một cuốn sách nào đó để mà chiêm nghiệm về cuộc đời của họ, hoặc là một loại sách dạy kiểu survival skill. Dạ, cách đúng, tồn cũng tại, đúng cách cũng tồn đúng tại ở trên đó. Thì Thùy Minh thực ra rất kỳ lạ là khi mình, cái câu hỏi này không phải do thì mình nghĩ ra. Đây là một cái câu hỏi mà mình không nhớ là chương trình nào, nhưng mà phát trên BBC Radio, họ hỏi cái câu hỏi này trong hàng năm trời. Và cái câu hỏi nó vẫn đúng với tất cả mọi người. Bởi vì cái khoảnh khắc đó ấy, cái việc nghĩ đến một cái cuốn sách để đọc á, nó nói rất là nhiều về người ta. Và thì mình có câu trả lời ngay lập tức. Đấy là mình nghĩ ngay đến Murakami Haruki, là một cái tác giả người Nhật mà viết cái Rừng Na Uy. À, em biết cuốn sách đó. Em biết thôi nhưng em chưa đọc. Ông viết rất là nhiều. Và cái concept, ông ấy có một hai cái mảng văn học rất là khác nhau. Nhưng một cái mảng mà nó rất là kỳ lạ, đấy là cái mảng văn học siêu thực. Siêu thực. Tức là nó sẽ, tức là nó không thật đó đúng không chị? Đúng rồi. Ừ, thế tại sao lại có cái chữ này nhỉ? Em cũng không biết luôn. Trong tiếng Anh nó có một cái chữ là ordinary.
Ordinary nghĩa là bình thường, nhưng mà extraordinary là bất thường, ở lộn là siêu siêu thường. Siêu thường. Ừ, tại sao lại dạ dạ đúng rồi, thật nhưng mà lại siêu là, thật thì lại là không real. Okay. Dạ thì vậy cuốn sách chị mang theo là một cái cuốn nào đấy của Murakami với cái tư tưởng của ông rất là siêu thực. Mọi người quen với cái concept là khi chúng ta có một câu hỏi thì nó sẽ có câu trả lời, đúng không? Hay là nó giống cái việc như là Thùy Minh hỏi là Trọng đã đến với hài độc thoại như thế nào, và sau đó Trọng kể cả một cuộc đời của Trọng nhưng mà lại không nói về chuyện đến với hài độc thoại như thế nào. Giả sử như đấy, đúng không? Tức là chúng ta quen với cái concept là chúng ta hỏi và để trả lời. Nhưng mà Murakami rất là giỏi cái concept đó, là concept là đặt ra một câu hỏi và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi và không trả lời tí nào. Ví dụ đấy, giờ mai là Murakami nào. Giống như bắt đầu mở đầu câu chuyện là một cái con mèo đi lạc, nhưng mà đến cuối thì chúng ta không biết là con mèo bao giờ về, hay là vợ của một nhân vật chính bỏ đi mất nhưng mà không thấy về và cũng không biết là đi đâu. Và mình thấy cái đấy nó đúng là cuộc đời, không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời trong cuộc sống thật. Anyway, quay về câu hỏi thì đấy là thì mình sẽ mang một cái cuốn, maybe là biên niên ký Chim Vặn Dây Cót. Mình đã đọc hết tất cả sách của Murakami, nhưng mà kể cả cái cuốn mới nhất là Kill the Commander, nhưng mà tiếng Việt dịch là giết chỉ huy đội kỵ sĩ. Mình đã đọc hết sách, nhưng mà mình nghĩ là cái khoảnh khắc mà mình lên hoang đảo, mình vẫn mang lại cái cuốn đấy, bởi vì mình nghĩ đến cái sự sung sướng của việc nằm với một bãi cát và đọc một cái, mình có bao nhiêu thời gian để mình đọc một cái thứ mà có thể nó không, nó khó hiểu, nhưng mà mình cứ đọc thôi, mình tại vì cái sự sung sướng của đọc là quan trọng mà. Đúng bây rồi. Giờ đến lượt chị hỏi em với một version câu hỏi đúng. Version câu hỏi đúng. Nếu ngày mai em lên hoang đảo và không biết ngày trở về, à chứ không phải là một tuần, trời ơi của tôi có hạn sử dụng rồi, buồn quá. Thì em mang sách gì? Em nghĩ là em sẽ mang theo cái cuốn hiện tại em đang đọc, tại vì em đọc chưa có xong. Và em rất muốn có thời gian chỉ để ngồi đọc thôi, đó là cái cuốn Anatomy of Story. Dịch ra tiếng Việt là sao ta? Cái này gọi là cái gì ta? Cái anatomy gọi là cái cái gì ta? Giải phẫu câu chuyện hả? Thì cái cuốn sách đó nó rất là đơn giản thôi chị, nó đúng như cái tên của nó. Nó chỉ cho chúng ta cái cách để viết một câu chuyện hay, để kể một câu chuyện hay, và những câu chuyện thì được xây dựng dựa trên cái gì. Wow, em chưa đọc xong cuốn này đúng không? Dạ em chưa đọc xong. Chưa biết. Em chưa đọc xong. Chưa biết. Nhưng mà em rất thích chị, em rất thích cuốn đó luôn, tại vì khi em đọc cái cách kể một câu chuyện hay thì giống như là em đang đọc cái cách để tự mình biết mình á. Tại vì nó có một cái công thức rất đơn giản, đó là tất cả các cái phim, tất cả các cái truyện, tất cả những cái gì mà gọi là truyện thì sẽ luôn luôn có một nhân vật và họ sẽ có một mục tiêu. And that's it, cái câu chuyện là về cái việc người đó sẽ đạt được mục tiêu như thế nào. Và em cái vấn đề là em bóc những cái công thức để kể một câu chuyện phim ảnh, và em tìm cách em kể lại cuộc đời của mình, thì em thấy là cuộc đời của em nó hiện ra quá rõ. Và chưa bao giờ em nghĩ là mình đọc một cuốn sách để mình viết một cái chuyện khác, thì cuối cùng mình lại dùng những kỹ năng đó để mình nhìn thấy chính mình. Thì tại em rất thích cuốn sách. Chị có một cuốn tương tự nhưng mà về screenplay, về chuyện viết kịch bản. Và bản thân Thùy Minh cũng là người rất là thích cái việc là mình gọi là giải phẫu, phân tích, bóc tách tất cả những cái thành tố. Có lẽ là bởi vì khi mình rất là tò mò về một cái vấn đề gì đó thì nó như là một cái sự mình không hiểu rõ ấy. Nhưng khi mình giải phẫu được nó ra thì mình có cảm giác là mình sẽ nắm được nó. Mình sẽ kiểm soát được nó. Ok. Kết luận. Dạ, kết luận. Không. Câu hỏi tiếp theo là gì? Câu hỏi tiếp theo, em có một cái câu hỏi này rất muốn hỏi chị là Giống ấy. Dạ. Ý là chị đã nghĩ gì khi mà chị tạo ra những cái sản phẩm như là Bitches in Town hay là Toàn Tin Tốt? Với câu này thật. Và cho tới bây giờ là, hay là Have a Ship, tại vì cái tư tưởng nó rất là khác. Vào cái lúc mà thì em muốn biết là chị đã nghĩ cái gì trước khi mà chị đưa ra những cái format đó. Đoạn này bất ngờ ghê, đoạn này không có trong kịch bản. Ủa? Không, chị tưởng là em sẽ stick với những câu hỏi chị hay hỏi mọi người. Thì mình cũng muốn là mang cái vấn đề này rất là hay, là ok, khi chúng ta tạo ra một cái gì đó nó giống hệt cái
Thì mình khi mà muốn tạo ra một cái show thì mình nghĩ nó giống với việc là Trọng hình dung trong vòng 5-10 phút đứng trên sân khấu thì mình muốn kể câu chuyện gì. Dạ. Yeah. Và với Thùy Minh nhá, cái ưu tiên hàng đầu, câu chuyện này đã có người kể chưa? Mình rất là quan trọng cái tính đó. Nhưng mà nếu mà thường thì chúng ta sẽ kể một cái câu chuyện mà thực ra trên thế giới đã tồn tại rồi, đúng không? Yeah, cho mấy, nên mấy. Mình ở lâu thì mình nghĩ ra một thêm một cái giới hạn cho mình, đấy là ở Việt Nam thì câu chuyện này được kể chưa? Và khi nghĩ về cái tính Việt Nam thì mình rất là, khi mình đi nhiều, mình đi du lịch nhiều, mình cũng, mình nói tiếng Anh, mình học tiếng Anh, mình tiếng Anh là cái gần như là cái công cụ mà sống còn để khi mà mình đi mình giao tiếp ấy. Cái tiếng Anh này rất là khác với tiếng Anh mình học ở trong trường. Mình học trong trường mình luôn, ai tất cả mọi người đều tên là John và Mary hoặc Daisy hoặc là Simon nữa. Yes. Thì mình hiểu rằng là tiếng Anh là cái bắt đầu một cái câu chuyện để chúng ta mở ra những cái khác biệt về văn hóa. Mình muốn hiểu cái văn hóa của ai đấy thì ngoài cái việc quan sát cái sự khác biệt thì mình phải nói chuyện được với người ta. Mình cố gắng giải phẫu chính cái câu chuyện hay cái não bộ người ta khi họ trò chuyện với mình, đúng không? Thì mình mới thấy là lúc ấy mình mới quý Việt Nam. Hồi xưa thì mình nói thật, mình là người đi ra nước ngoài nhiều, mình luôn nghĩ rằng là kể vào cái thời đỉnh cao của mình dẫn rất là nhiều những cái chương trình nổi tiếng á, thì không hiểu tại sao thì mình có một cái tâm lý nhược tiểu, tức là mình đi ra và mình bắt tay một cái người khác á, mình sẽ nghĩ là khi mình nói rằng là I'm from Việt Nam á, mình sẽ nói câu đấy nó bé xuống. Tức là mình không có cái sự tự hào mình là người Việt Nam. Hoặc là nói đúng hơn là mình không có cái sự tự hào là mình là mình. Đó. Yes, yes. Là mình sẽ, thì nó một cách nào đó nó giống với cái câu chuyện mà Trọng đã lớn lên là làm thế nào biết đây là tôi. Tôi có cái vẻ đẹp riêng của tôi mà tôi sẽ cố gắng trở thành một cái phiên bản nào đấy mà tôi nghĩ là nó tốt. Đó. Cho nên chị tạo ra một chương trình để bóc phốt. Sorry mọi người. It was a joke, okay? Calm down. Nhưng mà sau đấy thì mình hiểu một điều là không quan trọng mình là Việt Nam, không quan trọng mình là nước nhỏ, mà mình quan trọng là mình là ai, mình học được cái gì. Hay là nói đúng hơn là mình thấy bọn Tây cũng chả có gì oách cả. Mình cứ nghĩ là bọn Tây chắc là nghĩ ra nhiều thứ hay lắm. Hay là đấy là cái tâm lý của tất cả những cái nhà truyền hình ở Việt Nam ấy, là mọi người thích đi mua format nước ngoài. Những cái format của mình không hay lắm thì mọi người cũng đều mua ở Thái hay là đâu đó. Tất cả những cái show lớn của Việt Nam đều mua format nước ngoài. Và mình luôn nghĩ là thế tại sao mình không tạo ra một cái gì đấy mà chưa có ở Việt Nam. Tất nhiên là nó gặp nhiều cái vấn đề theo kiểu là không phải, nó giống hơi giống Hài Độc Thoại nữa, là không phải ai cũng hiểu cái joke của mình. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi, không phải. Tuy nhiên nó lại dẫn theo một cái việc cũng khá hay, đấy là thế thì cộng đồng của mình là ai? Sẽ có những người quan tâm về cái show thì mình làm, nó cũng giống như khán giả, sẽ có những khán giả sẽ đặc biệt quan tâm và hiểu về Hài Độc Thoại. Dạ, chúng ta rồi. Không hy vọng là tất cả mọi người đều hiểu, đúng không? Dạ. Thì mình cũng không biết là cái câu trả lời của mình thì có giải quyết câu hỏi của Trọng không, nhưng đấy là những thứ thực sự là diễn ra trong đầu mình là ủa cái này làm chưa, còn một cái nữa giống Hài Độc Thoại nè, nó đều phải từ bản thân mình. Dạ. Khi mà Thùy Minh làm Bitches in Town, những kẻ lắm lời ấy, bản thân mình là người rất là quan tâm đến tin tức. Và mình luôn tự hỏi một câu là tại sao đài truyền hình Việt Nam chỉ có một kiểu tin tức thôi, và không ai bình luận về tin tức đấy, không ai nói cho tôi rằng là từ một góc độ khác nhìn vào cái tin tức đấy thì nó như thế nào. Đó, đúng không? Yeah, yeah. Rồi đến Have a Sip thì mình thấy là tại sao mình không có một cái cơ hội mình cứ ngồi trò chuyện thôi. Yeah. Tại sao mình phải cắt dựng nó để nó thật là trơn tru? Tại sao mình phải chọn người rất là lóng lánh để mà feature họ, mà mình không chọn những người mà có nhiều chữ? Câu chuyện của họ có thể không có ending, không đi đến đâu cả, nhưng mà cả hành trình mình đi cùng với họ thì quan trọng hơn. Dạ. Yeah. Những thứ em muốn nghe đúng không? Dạ, yeah. Đúng rồi. Okay. Nói những thứ em muốn nghe. Oh my God. Và chị cũng trả lời. Dạ, đúng rồi. Em nghĩ là em nghĩ là chúng ta có một cái khát khao để mà mình tìm ra được một cái hình thức phù hợp nào đó để mình mô tả chính mình. Đúng. Dạ. Yeah. Cái mô tả chính mình rất là hay luôn á. Bởi vì là nó không cần ván xét, mình không cần phải là để tôi tốt hơn hay để tôi che cái này của tôi, nó chỉ cần là mô tả mình thôi. Và ai cũng đáng để mô tả. Ok. Mình cũng nói chuyện
nhiều. Nhưng mà vì Trọng còn rất là trẻ, Trọng lại tham gia một cái loại hình nghệ thuật cũng rất là trẻ. Em hình dung em trong 5 năm nữa. 5 năm nữa. Em mong là em sẽ trở thành một diễn viên hài độc thoại thành công. Thành công của ở đây đối với em là em mong là em sẽ tìm được đủ nhiều các trọng fan của em, để khi mà em mở một cái show và em nói là mọi người ơi, Trọng sẽ có cái show hài độc thoại này nè, được feature dưới Sài Gòn Tếu, nhưng mà trong show này chỉ có một mình Trọng diễn thôi. Và Trọng sẽ diễn trong khoảng 1 tiếng. Thì em đang kỳ vọng là trong khoảng 5 năm nữa, thì khi mà em mở cái show đó ra, em bán vé, thì chắc là cũng sẽ có ít nhất là được 200 người. Họ sẽ bỏ tiền ra để họ mua, họ tới và họ cười chung với em. Thì đó là cái kỳ vọng của em, đó là cái mục tiêu mà em đang hình dung. Nhưng tại sao là con số 200 là đủ tiền bán vé bằng với lương đi dạy? Nó là em nghĩ nó là em nghĩ nó là tại vì đây là con số mà đây là con số lớn đầu tiên mà em gặp. Lúc trước khi mà em đến với mọi người, đến với Sài Gòn Tếu á, thì thường là mọi người chỉ bán vé trong show, những cái show dao động từ khoảng 50 tới 70 người thôi. Thì cái show lớn đầu tiên mà em tham gia là cái show mà nguyên một team bay ra ngoài Hà Nội để diễn, và em được chọn để diễn. Thì đó là cái show đó là bán vé cho 200 người. Thì em không biết sao nhưng mà cái con số 200 đó nó ở trong đầu em. Và em kỳ vọng là nó sẽ như vậy. Ok. Dạ. Yeah. Kế hoạch 5 năm của em. Còn tới đó như thế nào thì em chưa chắc lắm. Ok. Đến phần cuối rồi. Cơ hội của em rất là cao trong cái màn này. Bởi vì thì mình có 10 cái phong bì tất cả. Và mỗi cái phong bì nó là một cái lời chúc. Dạ. Nhưng mà có một số các cái phong bì thì nó ngoài lời chúc ra nó còn có một số các thứ khác. Nhưng không phải tất cả. Dạ. Và em là người cuối cùng của Sài Gòn Tếu trong cái talk ngày hôm nay rồi. Và còn lại 4 phong bì. Oh wow. Và cơ hội của em là 50-50. Nên là khi nãy mình nên quan sát kỹ hơn một chút xíu nhỉ. Em mở ra gì? Trong này có lòng trắc ẩn. Nhưng mặt trước có câu hay. Bao câu su. Bao câu su. Để minh chứng nhá, thì mình sẽ mở những cái còn lại. Không, mọi người bảo là mình trong cái bao mà quan trọng là nội dung á, thì có một cái khẩu trang. Làm việc rất là quan trọng. Trong cái bao tiền đầy túi, tình đầy tim thì không cần có tiền. Nhưng mà trong cái bao mà hít vào mở ra nhá, phải có 500.000. Chúc cho Trọng fan có thật là nhiều Trọng fan. Và hành trình 5 năm nữa không phải ngồi tiếc vì đã không bốc được 500.000. Chúc mọi người có một cái Tết thật là em vui vẻ. Em buồn quá, em không nói được gì luôn. Em không nói được gì hơn. Sao cái cảm giác đấy cũng là cảm giác của Thùy Minh. Cũng không nói được gì nữa. Đây là lần đầu tiên là Thùy Minh làm một cái marathon phỏng vấn 7 người. 7 người của Sài Gòn Tếu, hay còn gọi là cái version Nàng Bạch Tuyết hoặc 7 chú lùn. Đây là một cái lời cảm ơn vào cuối năm, bước sang đầu năm mới. Một cái năm mà chúng ta vẫn còn khá là hoang mang, xem là chúng ta liệu là còn sót cái tờ tiền nào ở trong cái bao của chúng ta hay không. Nhưng cũng là một năm mà có nhiều tươi sáng, có nhiều sự khởi đầu. Và thì mình tin là nó giống với hành trình của Sài Gòn Tếu. Nó rất là mới, nhưng mà nó rất là vui. Đúng vậy mọi và người. Nó giúp chúng ta mô tả bản thân tốt hơn. Yeah. Cảm ơn Trọng, cảm ơn tất cả các fan của Sài Gòn Tếu. Cảm ơn tất cả các khán giả của Have a Sip đã ở lại đến những giây phút cuối cùng này. Dạ. Sống chân thật nha mọi người. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Sống chân thật. Dạ. Bye bye. Okay, đi ăn đi. Oh god. Wow. Chị không thể tin được là chị còn lúc chị nhét 500.000 mà chị lại là.